Tô thủy kỳ cũng cười dường như nhớ tới chuyện gì nhìn đường khả hinh nói dường như cho tới bây giờ cô cũng không có gọi tên tôi không phải lúc trước mới biết tên của anh sao hơn nữa tôi cũng không biết gọi anh như thế nào đường khả hinh nhìn tô thủy kỳ cười nói tô thủy kỳ cười cầm đũa lên vừa ăn sushi vừa nói tùy cô tên gì cũng được nhưng đừng kêu anh trai đường khả hinh chừng mắt liếc nhìn anh một cái nói gọi là gì tô thủy kỳ nghĩ một chút liền cười nói, thì gọi tên đi. Đường Khả Hinh cười nói, Tô Thủy Kỳ. Ricky. Tô Thủy Kỳ, tên thật dễ nghe, đường Khả Hinh cười nói xong, liền cầm đũa gắp một khối sushi thịt cua, nhét vào trong miệng Tô Thủy Kỳ, nói ăn đi, ăn đi. Ăn no một chút, lần sau tôi lại tới làm món ăn cho anh. Tô Thủy Kỳ vừa nhai sushi, vừa nhìn bộ dáng khéo léo của cô, cũng không nhịn được cười. Đúng rồi, đường Khả Hinh vừa ăn sushi, vừa ngẩng đầu nhìn anh nói, mới vừa rồi. Tôi thấy anh cầm điện thoại của tôi, nghe điện thoại đúng không? Ừ, Tô Thụy Kỳ giống như hời hợt, cầm lên ly rượu nhỏ hấp một ngụm, tiếp tục ăn, hôm nay ăn thật ngon miệng. Điện thoại của ai? Đường Khả Hinh nhìn Tô Thụy Kỳ, hỏi. Tô Thụy Kỳ cầm đúa, suy nghĩ một chút, mới nhìn cô, lắc đầu một cái nói, không rõ lắm, tôi hỏi anh ấy tìm cô có chuyện gì, anh ấy không nói, chỉ nói là muốn nhắc nhớ cô, là một người đàn ông giọng nói rất lạnh nhạt đường khả hinh ngạc nhiên suy nghĩ một chút mới lầu bầu nói ai vậy tôi không biết bao nhiêu người đàn ông a à. đàn ông biết số điện thoại của tôi cũng chỉ có anh thôi tô thủy kỳ nhìn đường khả hinh trên mặt dần dần tràn ra nụ cười dịu dàng nói có thật không ừm um, đường khả hinh lập tức gật đầu sau đó lại cau mày suy nghĩ một chút nói rốt cuộc là ai vậy tô thủy kỳ để đũa xuống từ trong túi của mình móc ra điện thoại của Khả Hinh, đem số điện thoại mới vừa gọi tới mở cho Khả Hinh nhìn, nói chính là mã số này. Cô xem một chút. Đường Khả Hinh ngạc nhiên nghiêng người tới trước, liếc mắt nhìn số trên màn hình, mở chừng hai mắt, nói đây là người nào vậy. Tô Thủy Kỳ nhìn bộ dạng ngây ngốc của cô, nhịn cười nói, không biết, dù sao tìm cô không có chuyện gì. À, đường Khả Hinh không thèm để ý nữa, hai người cùng ăn sushi, ăn vô cùng vui vẻ. Nói đến chuyện vui, hai người cùng nhau bật cười, đã lâu Tô Thủy Kỳ cũng không có vui vẻ như vậy, thỉnh thoảng thấy Khả Hinh ăn cơm, bị dính cơm, anh vươn tay nhẹ nhàng lấy xuống cho cô, rồi dính ở trên mũi của cô. Này, đường Khả Hinh vừa phủi hạt cơm, vừa nhìn anh chầm chầm. Ha ha, Tô Thủy Kỳ không nói lời nào, cầm ly rượu lên cùng đường Khả Hinh chạm cốc, uống không ít rượu trắng. Nhưng tử lượng của người khác có chút không chịu nổi, sau khi mấy chai rượu trắng xuống bụng, dáng vẻ hơi lung lay, Lúc nhìn Khả Hinh cũng có chút mơ hồ, liền tựa người tại chỗ nghỉ ngơi. Anh sai sao, không phải chứ? Hiện tại chỉ mới mấy chai thôi." Đường Khả Hinh nhìn Tô Thủy Kỳ, nói. Tô Thủy Kỳ mỉm cười nói, "Không có, chỉ là rất lâu không có uống rượu nên như vậy, ngồi một chút sẽ hết." "A, à, Khả Hinh có chút lo lắng nhìn anh một cái, vội vàng đứng lên nói, "Tôi thu dọn cho anh xong sẽ lập tức rời khỏi, để cho anh nghỉ ngơi thật tốt." Hiện tại cũng chiều rồi, tôi cũng không ở nơi này quấy dậy anh. Tôi đưa cô đi, Tô Thủy Kỳ vươn tay nhẹ nắm tay của cô, nhìn cô mỉm cười nói. Không cần, anh cũng mệt rồi, đường khả hình lập tức nhẹ mở tay của anh, nhanh chóng thu dọn thức ăn trên bàn ăn, rửa xong, thuận tiện quét nhà sạch sẽ cho anh, giống như con kiến nhỏ cần cù, chạy đến trên bong thuyền nhà Tô Thủy Kỳ, bất chấp ánh nắng chiều, hái một số lá sen, trong miệng lẩm bẩm nói ngày mai Tiểu Nhu muốn tới nhà ăn cơm, làm cơm lá sen cho cô. Tô Thủy Kỳ nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của cô đi tới đi lui ở trên sàn thuyền, hái rất nhiều lá sen, sau đó ngồi xổm xuống dùng một sợi dây thật nhỏ buộc chúng nó lại, mới đứng lên, đứng ở trước cần câu cá, nói cá nhà anh thật thông minh, cũng không chịu cắn câu, anh mỉm cười muốn đứng lên đi ra ngoài, đi tới sau lưng khả hinh, khẽ luồn đôi tay, nửa ôm thân thể của cô, hai tay trống ở trên lan can, khẽ ngẩng đầu lên nhìn mặt trời chiều sắp lặn xuống ở trong rừng phong đỏ rực, nói, ngày mai là ngày 13 tháng 7. Thân thể đường khả hình cứng ngắc, chương 117, tìm được đối phương. Có lẽ Tô Thủy Kỳ hơi say, cúi đầu, mặt khẽ dán trên tóc cô, dịu dàng hỏi, ngày mai ngày mấy. Đôi tay đường khả hình nắm chặt lan can, hai mắt đột nhiên cứng lại nhìn một điểm, giống như nhìn thấy được một bi kịch, thân thể của cô bắt đầu hơi run rẩy. Tô Thủy Kỳ cảm thấy thân thể của cô hơi run rẩy liền cúi xuống, nhưng mặt nhìn đôi mắt to sáng ngời, căng thẳng nhìn về phía trước, ngập tràn nước mắt bi thương hai mắt của anh xẹt qua đau lòng chậm rãi đưa hai tay ra ôm lấy bả vai của cô để cho cô dựa vào lồng ngực của mình bất đắc dĩ nói được rồi xem như làm anh trai của cô một buổi chiều đường khả hình chớp mắt ngay sau đó nước mắt lăn xuống cả người bắt đầu kích động run rẩy tựa vào trong ngực tô thủy kỳ nước mắt từng viên chảy ra tô thủy kỳ siết chặt đôi tay từ phía sau ôm lấy cô cảm thấy thân thể của cô không cách nào chút hết bi thương đành nói, nếu có chuyện đau lòng thì khóc đi. Đường khả hình cắn chặt răng, nhìn về phía rừng phong xinh đẹp đỏ rực, giống như ngọn lửa thiêu đốt sinh mạng, cô không khóc ra tiếng, chỉ lặng lẽ nhìn về phía rừng phong nơi xa, lặng lẽ rơi lệ. Người ta nói, trời chiều đẹp vô hạn, chỉ tiếc sắp hoàng hôn. Tô Thủy Kỳ thừa dịp trời chiều còn một chút sắc đỏ, đẩy chiếc xe đạp mình thường dùng để tập thể dục, quay đầu nhìn khả hình từ trong phòng khách, hào hứng chạy theo ra, trong tay ôm mấy chiếc lá sen, chạy đến sau lưng Tô Thủy Kỳ nhìn anh. Hai người cùng cười, mượn ánh sáng trời chiều đi qua cầu treo thật dài, sau đó Tô Thủy Kỳ ngồi lên xe đạp, Khả Hinh cũng vui vẻ ôm lá sen, ngồi ở sau xe Tô Thủy Kỳ, kêu to, lên đường. Tô Thủy Kỳ cười, tay nắm xe đạp, dưới chân vừa dùng sức đạp dưới phía trước, dọc theo con đường rừng phong chạy ra ngoài. Đường Khả Hinh thật vui vẻ nhìn khắp cảnh hồ trước mặt, thậm chí cô nhìn thấy được một con cỏ trắng bay xuyên qua mặt hồ, bay nhanh tới phía trước, cô lập tức kêu lên hoa một tiếng, cười nói, nhìn kìa. Cỏ trắng. Tô Thủy Kỳ quay đầu lại cũng nhìn con cỏ bay đi, mỉm cười, cố gắng tăng sức đạp để cho xe chạy như bay về phía trước, chạy qua từng phong cảnh, rốt cuộc đã tới trước một công viên nhỏ có trạm xe màu xanh dương. Đường khả Hinh vui vẻ ôm lá sen, đeo túi sách, nhảy xuống xe đạp nhìn Tô Thụy Kỳ cười nói cảm ơn anh. Hôm nay tôi rất vui. Tô Thủy Kỳ vịn xe đạp, mỉm cười nhìn đường Khả Hinh, nói, nhớ giữa chúng ta, còn có một ước hẹn. Ba ngày sau, biết rồi, đường Khả Hinh rất vui vẻ đưa ra điện thoại di động và ví tiền của anh, vui vẻ nói, xem đi. Tô Thủy Kỳ mỉm cười nhìn cô, chậm rãi nói, cô biết làm sao tìm được đối phương không? Đường Khả Hinh suy nghĩ một chút, bật cười nói, anh cho tôi là đứa ngốc à? Tìm anh, chính là tìm tôi a. À? Tô Thủy Kỳ nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn vui vẻ của cô, nói phải, tìm tôi chính là tìm cô. Nhớ lời này đấy. Đường Khả Hinh cảm giác trong lời nói của anh có ẩn ý gì, liền không hiểu nhìn anh. Tô Thủy Kỳ nhìn thấy chiếc xe buýt màu trắng tuyến số 18 chậm rãi lái tới, liền vỗ nhẹ bả vai của cô, nói, xe tới rồi. Ồ, Đường Khả Hinh quay đầu lại quả nhiên nhìn thấy xe buýt tới, ngay lập tức ôm lá sen của mình, đón xe buýt dừng lại, nhảy lên xe chọn một vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, lập tức kéo ra cửa sổ xe nhìn về phía Tô thủy Kỳ vẫy tay, cười nói, mau trở về đi. Cảm ơn anh, khi về nhà, phải cởi xe cẩn thận. Tô Thủy Kỳ mỉm cười gật đầu. Xe buýt chậm rãi chạy đi. Đường Khả Hinh vẫn cười ngọt ngào ghé đầu ra ngoài cửa sổ nhìn về phía Tô Thủy Kỳ vẫy tay, giống như không nở, nhìn bóng dáng của anh trong tầm mắt, dần dần nhỏ đi, cô mới ngồi ngay ngắn, ôm bó lá sen, nghĩ tới lời nói của Tô Thủy Kỳ lúc này, có chút không hiểu lặp lại, tìm tôi chính là tìm cô. Đây là ý gì? Cô suy nghĩ hoài không hiểu, liền có chút tò mò lấy điện thoại của Tô Thủy Kỳ, suy nghĩ dò tìm mã số của mình, mới vừa bấm đến con số thứ 10 thì tắt điện thoại, cô cầm điện thoại di động, bỏ vào trong ngực, mới lầu bầu nói, chật. Tôi mới không đần như vậy đâu, đúng là lúc muốn tìm anh thì gọi vào số điện thoại của tôi mà. Rất đơn giản, thật là. Xe buýt vẫn chạy thẳng đường cái chạy tới phía trước. Tô Thủy Kỳ vẫn nhìn đường cái thật dài, mỉm cười quay xe đạp lại, một mình chậm rãi chạy dọc theo con đường cũ đi về nhà. Ngày mai là ngày 13 tháng 7 rồi. Có lẽ Tô Thủy Kỳ nhìn thấy trong ví tiền của mình. Đường khả Hinh không cố ý che giấu điều gì, chẳng qua khi về đến nhà muộn. Đã thấy Nhã Tuệ cũng đã chuẩn bị xong một ít trái cây cùng nguyên liệu làm món ăn chuẩn bị cho ngày mai, đi ra khỏi phòng bếp, nhìn thấy Khả Hinh, có chút đau lòng mỉm cười. Đường Khả Hinh ôm bó lá sen, Cặp mắt cũng ươn ướt mỉm cười. Buổi tối hôm đó, Nhã Tuệ ngồi ở trên salon phòng khách cẩn thận đem các loại trái cây đặt ở trong hộp giữ tươi. Quay đầu nhìn Khả Hinh tự mình nhìn các loại đậu, đặt ở trong một mâm lớn, rồi lấy cục bột mì đặt ở trên mặt bàn đã trải xong, chuẩn bị làm bánh đậu xanh, bên cạnh để bánh hạt rẻ cùng bánh bao đậu, bánh đậu đen đã làm xong, ba túi đường, mọi thứ cũng đầy đủ. Khả Hinh cầm cây cán bột mì, đặt ở phía trên viên bột mì hai bàn tay đè xuống phía dưới, càng không ngừng lăn cây cán để cho bột bánh được cán dẹp ra. Khả Hinh vừa làm vừa vươn tay lau đi mồ hôi trên chán, hơi thở nặng nề. Khả Hinh, hay là nghỉ ngơi một lúc? Cô đã làm mấy giờ rồi? Bây giờ đã đến gần dạng sáng. Nhã Tuệ cầm một quả dưa đỏ tiếp tục gọt vỏ, nói: không cần. Đường Khả Hinh tiếp tục cán bột mì, ánh mắt kiên định nói. Nhã Tuệ bất đắc dĩ nhìn bóng lưng của cô chỉ đành phải thở dài, đột nhiên tùy ý nói, Khả Hinh, cô sẽ hạnh phúc. Khả Hinh vừa cán bột mì, vừa thở gấp nói, 8 tuổi tôi đã biết, hạnh phúc chính là tự mình tranh thủ lấy. Dựa vào số mạng là vô dụng, nhưng bây giờ tôi đã không hy vọng hạnh phúc xa vời. Bởi vì còn có rất nhiều người vẫn không có hạnh phúc. Cặp mắt nhã tuệ ửng đỏ, không nói thêm gì nữa, tiếp tục gọt vỏ dưa đỏ. Thời gian từng giờ trôi qua, ánh đèn của từng nhà gần như toàn bộ tắt ngấm chỉ có ánh đèn tại cửa sổ phòng bếp trên căn lầu nhỏ chiếu sáng, cho đến khi bầu trời đêm tan đi, ánh bình minh dần dần ló dạng. Tiếng cửa mở, dần dần vang động. Rốt cuộc lúc bầu trời còn mờ mịt, Khả Hinh mang theo một giỏ thức ăn cực lớn đầy màu sắc, mặc áo sơ mi màu đen, váy ngắn màu đen, mang giày đen, sắc mặt mệt mỏi, thở hổn hển đi xuống cầu thang, sau đó một mình đi đến trạm xe bus. Nhã Tuệ đứng ở bên cạnh sân thượng, nhìn theo bóng lưng Khả Hinh đi xa, đã nhiều năm rồi, cô luôn kiên trì đi một mình, cho dù đồ nặng bao nhiêu, mệt mỏi bao nhiêu. Xe buýt chạy tới. Lên xe rồi. Bởi vì suốt đêm qua Khả Hinh vội vàng làm những thức ăn này, lại mệt mỏi gục đầu bên cửa sổ, ôm giỏ thức ăn, chậm rãi ngủ say. Xe buýt chạy thẳng tới trước, cho đến khi chạy đến nhà ga nhỏ chỉ mới 6 giờ sáng. Khả Hinh xoa cặp mắt mông lung, xách theo giỏ thức ăn nặng nề, nóng nực đến đầu đầy mồ hôi đi xuống xe đi về phía trạm xe lửa, mua vé đến tây thành phố, cô tìm một vị trí gần cửa sổ, ngồi xuống, nhìn bầu trời vẫn mịt mờ, sắc mặt của cô tĩnh lặng, nhớ đến cha, cô lộ ra nụ cười. Xe lửa bắt đầu chuyển bánh, chạy về hướng đường núi. Khả hình thở hổn hển thở sách theo giỏ thức ăn nặng nề, dọc theo vườn vải leo lên bậc thang đá, tiếp tục đi tới gia đình trên đỉnh núi, vừa đi vừa ngẩng đầu lên nhìn vài gian nhà nhỏ trên đỉnh núi. Trong đó có một gian nhà có khói bếp đang bay lên, cô nuốt cổ hỏng khát khô, đôi tay nhắc giỏ thức ăn nặng hơn 20 cân, tiếp tục trèo lên hơn 300 bậc thang phía trước, cô đã đi rất nhiều rất nhiều năm rồi. Cũng giống như những năm trước đây, rốt cuộc cô đi tới trước bậc thang đá của một ngôi nhà nhỏ lợp ngói đỏ, buông xuống giỏ thức ăn trong tay, ánh mắt dưng dưng nhìn hai cánh cửa sắt cao chót vót ngăn ở trước mặt, cô khích động gọi nhỏ, thím ơi. Cháu tới đây. Cũng như những năm trước, bên trong nhà truyền đến tiếng khóc và tiếng kèn chống cúng bái. Đường khả hình nghe tiếng khóc, nước mắt lập tức lăn xuống, quỳ gối trên đường nhỏ đầy đá vụn, nước nở nói thím ơi, cháu tới đây. Cháu đưa tới món ăn mà chú thích. Hàng xóm gần đó nghe tiếng gọi quen thuộc của cô gái vội vàng đi ra của trách nhưng nhìn thấy cô cũng không lên tiếng. Thím ơi, đừng đóng cửa, thím cho cháu vào đi cúng bái chú. Cháu rất thành tâm thành ý đến tìm thím, hy vọng thím tha thứ cho cha của cháu. Chúng tôi có lỗi, gia đình chúng tôi xin lỗi thím chấm ngoặc kép, đường khả hình quỳ trước song sắt, hai tay nắm song sắt, khóc nói thím ơi. Mở cửa ra đi, cửa kết một tiếng mở ra. Một bà thím hơn 60 tuổi đi ra cả người mặc quần áo màu đen, mái tóc hoa dâm, vẻ mặt dưng dưng đứng ở bên cửa, nhìn thấy đường khả hình, tức giận khóc nói tại sao cô còn tới. Đã nhiều năm rồi, tại sao cô còn tới? Tôi mặc kệ cô muốn tới mấy lần, tôi cũng tuyệt đối không tha thứ cho cha cô. Tuyệt đối không. Đường khả hình nhìn mái tóc bà thím đã hoa dâm rất nhiều, cô đau khổ nước nở nói, thím ơi, cháu biết rõ là lỗi của nhà cháu, cháu cũng không muốn hy vọng xa vời điều gì, chỉ mong thím cho cháu vào cúng bái chú một chút, cháu làm rất nhiều món ăn mà chú thích, còn có hạt rẻ, trái cây đã gọt vỏ rồi, cháu còn mang theo một chút tiền tới đây để cho thím mua chút thức ăn. Cháu biết năm nay mùa vải trong nhà của thím chắc là không có người hái giúp, cháu tới hái cho thím, thím đừng tức giận, đừng tức giận bà thím nghe những lời này lập tức khổ sở khóc lóc đứng ở trong sân nhỏ ngồi xuống vỗ trên mặt đất cứng ngắc kêu to ông trời ơi tôi tạo ra nhiệt gì đây tại sao gặp phải thứ người như thế tôi không thể sống yên ổn sao tôi không muốn nhìn thấy đứa con gái của người đã hại chết chồng tôi ở chỗ này giả vờ cầu xin tôi tha thứ đã nhiều năm rồi ông năm ơi ông ra đi còn người khác đang ở trong nhà giam ít ra còn được sống bạn già đáng thương của tôi ông cứ đi như vậy sao Nước mắt của Đường Khả Hinh từng viên lăn xuống, lùi ra sau hai bước, quỳ trên mặt đất, hai tay chống trên mặt đất, dập đầu xuống, vừa dập đầu vừa khóc nói: "Thím ơi, cha của cháu có lỗi với thím, cả nhà của cháu có lỗi với thím, thật xin lỗi." "Cô cút đi, cô cút đi, cút cho tôi, tôi không muốn nhìn thấy cô." Bà Thím đột nhiên tức giận đi ra, mở cửa sắt, nhìn thấy giỏ thức ăn mà Khả Hinh vất vả làm được, đạp xuống bậc thang. "Thím ơi, chấm ngoặc kép Khả Hinh khóc nhìn những thứ bánh ngọt và trái cây mình làm cả một buổi tối đang lăn bên bậc thang, có một số bị vỡ ra, có số lăn xuống chân núi, cô đau lòng rơi lệ nói, những thứ đó là cháu chuẩn bị cho chú. Chát, chấm than ngoặc kép, bà thím ra sức tát một cái trên mặt Khả Hinh, rơi lệ níu lấy tóc của cô kéo xuống đất, không ngừng ra sức đánh vào bả vai của cô, thân thể cô, vừa đánh vừa khóc lớn, cô đi cho tôi. Tôi không muốn gặp cô, năm sau nếu cô còn trở lại, tôi sẽ giết cô cút, tôi vĩnh viễn cũng không tha thứ cho cô. Sẽ không, cô cút cho tôi. Bà thím nói xong, tiếp tục liều mạng đánh vào người khả hình. Cả người khả hình cuộn rúc trên mặt đất, khóe miệng nước ra, để mặc cho bà thím kéo mái tóc ngắn của mình, đánh vào thân thể của mình, nước mắt của cô lăn xuống, nhớ tới cha ở trong nhà giam khóc nói, cả đời cha không hề có lỗi với bất cứ ai, chỉ có lỗi với A Hùng. Trận hỏa hoạn kia đã phá hủy ông ấy và người nhà của ông ấy nếu như kiếp này người nhà của ông ấy không thể tha thứ cho cha, hãy để cho cha xuống địa ngục chuộc tội. Khi đó, vẻ mặt của cha tuyệt vọng đáng thương, đến nay vẫn rõ ràng trước mắt, vì vậy cô mở to hai tròng mắt tràn đầy nước mắt trong veo, cuộn rúc trên mặt đất, chịu đựng thân thể đau đớn, trong lòng kiên cường nghĩ tới cha. Cha yên tâm, chuyện cha không làm được, con sẽ làm cho cha. Cha không chuộc tội được, con chuộc tội cho cha. Cô cút cho tôi, cút, chấm than ngoặc kép. Bà thím liều mạng đánh thân thể của cô, sau đó muốn đẩy thân thể của cô xuống bậc thang. Đừng đẩy nữa, đẩy xuống nữa con bé này sẽ chết đấy. Có một bà lão nhìn thấy Khả Hinh bị đánh đến cả người đầy vết thương, trên mặt, trên cánh tay, tất cả đều máu bầm, bà đau lòng vội vã đi ra, ngăn ở trước mặt bà thím, đưa bàn tay đầy nếp nhăn, nắm cánh tay gầy yếu của Khả Hinh, đau lòng nói, đứa bé, đừng đến nữa. Tới nữa, cháu sẽ mất mạng thôi. Lỗi lầm của cha cháu không cần cháu nhận lãnh, mau trở về đi thôi. Nhặt những món ăn này về, hả? Đường khả hình im lặng không lên tiếng, chống thân thể đau đớn, cắn chặt răng, run rẩy bò dậy, cặp mắt dưng dưng quỳ xuống hướng về phía ông chú trong nhà, dập đầu nghẹn ngào nói chú, sang năm cháu trở lại viếng chú. Chỉ mong chú ở trên trời được mạnh khỏe, phù hộ cho thím thân thể khỏe mạnh. Cả nhà của cháu xin lỗi chú, thật xin lỗi, thật xin lỗi, tiền cháu đều đặt ở trong giỏ sách, sau khi cháu đi hy vọng thím nhận số tiền này sau này cháu lại bà thím quay mặt đi ôm mặt khổ sở khóc khả hinh không dám nói nữa chỉ chống thân thể đau đớn cắn chặt răng run rẩy xoay người lại cổ họng khô khốc cảm giác khóe miệng có mùi máu tanh rất bi thương nước mắt của cô lăn xuống cũng giống như những năm trước từng bước từng bước đi xuống bậc thang đá bà lão ở trên đỉnh núi nhìn bóng dáng nhỏ gầy của khả hinh từ từ bước xuống thềm thang đá bà đi tới đến trước mặt của bà thím bất đắc dĩ nói thật ra đã nhiều năm rồi chúng tôi cũng biết bà rất đau lòng nhưng đây là một đứa bé rất khó có được hàng năm để mặc bà la hét để mặc cho bà đánh chưa bao giờ đánh trả đó cũng là cái phúc của lão đầu bếp kia sinh được một con gái hiếu thuận hiểu chuyện như vậy nếu có thể hãy vì đứa bé đáng thương kia mà tha thứ cho cha của nó đi dù sao bây giờ ông ta cũng đang chịu tội bà thím khóc nhìn về phía bậc thang đá cái bóng dáng màu đen vẫn giống như những năm trước, dần dần biến mất, bà quay đầu chỗ khác, khổ sở không lên tiếng. chương 118, chai rượu này. Xe lửa bắt đầu chạy. Khả hình một mình về nhà, trong tay cầm 100 đồng tiền trị vết thương, khóe miệng dỉ máu, má phải bị chảy xước có vài vết máu, đầu tóc rối bời tựa vào bên cửa sổ xe lửa, giống như không còn hy vọng, ngưng mắt nhìn một điểm ở phương xa. Trên xe lửa, chỉ có vài người khách, bọn họ cũng không lộ vẻ gì, có người đọc báo, có người sửa sang lại hành lý. Ánh mắt khả hình hơi chuyển động, nhìn phong cảnh phía ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng lau đi tia máu ở khóe miệng, lại phát hiện tia máu đã sớm động lại. Hai mắt của cô nổi lên hơi nước, cô lau chùi hết, tránh cho khi về nhà, nhã tuệ nhìn thấy sẽ lo lắng. Cô vừa cúi đầu lau vết máu, vừa lấy ra điện thoại của tô thủy kỳ, mở màn hình màu xanh dương, gọi số điện thoại của nhã tuệ. Điện thoại nối thông. ALO. Chấm ngoặc kép. Nhã Tuệ cũng không biết chuyện Khả Hinh và Tô Thủy Kỳ trao đổi điện thoại di động, có chút nghi ngờ nhận máy. "Là tôi." chấm ngoặc kép, Khả Hinh mệt mỏi không còn hơi sức đáp lời. "Cô xài số điện thoại di động của người nào?" Nhã Tuệ lập tức lo lắng nói, "Có phải đã xảy ra chuyện hay không? Có phải bà thím kia lại đánh cô nữa hay không? Bây giờ cô ở chỗ nào?" "Không có việc gì." Khả Hinh lập tức mỉm cười nói, "Bây giờ tôi đang ở trên xe lửa, chuẩn bị trở về." nhã tuệ thở phào nhẹ nhóm sau một lúc trầm ngâm mới nhỏ giọng hỏi bà thím còn đánh cô không khả hinh cười nói không có nhã tuệ có chút không tin lời của cô nhưng vẫn nói vậy cô nhanh trở lại đi năm trước đi cũng không ăn sáng sách theo đồ nặng như vậy đi đường xa như thế lúc trở lại ngay cả bánh bao cũng gặm không nổi ngủ thiếp đi năm nay còn hứa cho tiểu nhu tới chơi hôm nay không phải tìm phiền toái cho mình sao khả hinh cầm điện thoại di động mỉm cười nhìn xe lửa chậm rãi khởi động, nói Tiểu Nhu là người bạn đầu tiên của tôi ở khách sạn Á Châu, hơn nữa cô ấy cũng rất quan tâm tôi, hôm nay cô ấy tới nhà cũng là muốn an ủi tôi, tôi biết. Làm sao tôi có thể từ chối ý tốt của cô ấy? Huống chi, năm trước vào ngày này, chỉ có cô và tôi, tôi biết trong lòng của cô cũng không chịu nổi, không bằng năm nay có thêm người trò chuyện với cô. Hốc mắt nhã tuệ đỏ thắm nói, con bé chết tiệt kia, so với cô, tôi tính là gì? chỉ cần cô muốn làm thế nào thì làm như thế thôi. Có lẽ ba giờ cô ấy đến, cô về nhanh đi, chuẩn bị một chút. Tối nay, chúng ta ăn ngon một chút. Ừ, Khả Hinh để điện thoại xuống, quay đầu nhìn rừng núi trùng điệp bên ngoài xe lửa, sắp biến mất ở đáy mắt mình, hai tròng mắt của cô u buồn mờ mịt. Biết rõ trên đường đời, còn có con đường thật xa phải đi. 3 giờ chiều, có chút gió. Trên con đường nhỏ cây mộc lan đong đưa theo gió, che ánh mặt trời trên cao, chỉ chiếu xuống một vài tia nắng. Có mấy ông già ở dưới bóng cây, mở một bàn mặt trược, đánh mặt trược, bà chủ nhà trọ vẫn giống như thường ngày, ngồi xổm ở cửa, cầm một cây hành tây chấm tương ăn, con ve sầu ở trên cây kêu ve ve, càng kêu càng ra giết, càng kêu càng ra giết. Vào lúc này, giống như có chút tẻ nhạt. Một chiếc xe buýt số 7 màu xanh lá cây, chậm rãi từ phía trước lái tới, tạm ngừng ở dưới tảng cây đa giả cỗi trăm năm, trước một công viên nhỏ. Tiểu Nhu mặc quần liên thể cao bồi, dạng áo liền quần bằng vải jean, buộc tóc đuôi ngựa thật cao, lộ ra cái chán trải đáng yêu, mang theo một cái túi nhựa lớn màu xanh, màu đỏ, màu trắng chỉ ngây ngô đi xuống xe, trong tay cầm địa chỉ, nhìn trái nhìn phải, rốt cuộc nhìn thấy tiệm bánh bao khả hình nói, nhà các cô ở ngay trên lầu hai tiệm bánh bao, cô mỉm cười rất vui vẻ, lập tức xách hơn 10 cân long nhãn, từ từ đi tới đường cái đối diện, đi về phía căn lầu nhỏ khả hinh và nhã tuệ mua thức ăn và đồ uống trở lại nhã tuệ vừa rửa rau vừa nhìn khả hinh lần này trở về người đầy vết thương cô thở dài dùng tay mở vòi nước đem rau rửa sạch mới nói có lúc tôi thật sự không biết nói sao với cô người khác đánh cô cũng không đưa tay đỡ sao lại để cho khuôn mặt giống như cái bánh bao ôi chao đừng nói nữa cũng qua rồi khả hinh cầm cái sạn đem đầu hành tây và rau thơm bỏ vào trong dầu sôi sùng sục dầu hành nổ thơm ngát cô vừa đảo hành tây trong dầu sôi vừa hỏi đúng rồi tiểu nhu nói mấy giờ tới đây cũng sắp tới rồi tôi hỏi có cần đón cô ấy hay không cô ấy nói không cần tự mình tìm được mạn hồng cũng nói với tôi về cô ấy cô ấy cái gì cũng không được nhưng cũng bởi vì quá cố chấp cho nên có thể phân biệt được đường đi nhã tuệ không nhịn được nở nụ cười đường khả hinh nghe vậy cũng cười ha 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 đúng vào lúc này chuông cửa vang lên chắc là tới rồi Tôi đi mở cửa, nhã tuệ vội vàng buông việc trong tay, đi ra phòng bếp, đi qua phòng khách, mở cửa, quả nhiên nhìn thấy tiểu nhu đã đứng ở cửa, bên chân để một túi lớn màu đỏ thật dày, nhìn mình ngây ngốc cười nói chào quản lý lưu. Lưu nhã tuệ tựa vào cạnh cửa, dùng thái độ chủ nhà, liếc cô một cái, cười nói cô tới đây là được rồi, tại sao còn mang đồ tới đây? Tiểu nhu lập tức khéo léo cười nói, đây là long nhãn nhà tôi, tôi nói với mẹ tôi, có mấy lần khả hình đã cứu tôi, còn để cho tôi tăng thêm tiền lương mẹ tôi rất vui a à, lập tức hái long nhãn ngọt nhất trên cây nhà chúng tôi đưa cho khả hình ăn thì ra cho khả hình ăn à lưu nhã tuệ không nhìn được trêu chọc cô cười hỏi tiểu nhu lập tức căng thẳng nhìn lưu nhã tuệ nói cũng cho quản lý lưu ăn các người ở cùng một chỗ nha nhất định ăn chung a à. chậc nhã tuệ trừng mắt nhìn cô cười tránh ra cửa nói vào đi cô vất vả rồi không vất vả không vất vả Tiểu Nhu kéo túi lớn, cười hì hì đi tới. Trường 118, chai rượu này. hai Tiểu Nhu, tới rồi hả, thật sự vất vả cho cô, không thể đi đón cô được. Khả Hinh thật vui vẻ từ trong phòng bếp đi ra, trong tay còn dính bột mì, chuẩn bị rán cá. Không có, nhà các người rất dễ tìm, tôi tìm đường nhất lợi hại. Tiểu Nhu nhìn thấy Khả Hinh, mặt mày hớn hở nói. Đường Khả Hinh cúi đầu nhìn Tiểu Nhu kéo một túi long nhãn thật to, cũng bật cười nói, "Trời ạ, à, nhiều long nhãn như vậy sao?" "Phải, là mẹ tôi và chị tôi cùng nhau hái, lựa chọn quả to ngọt." "Ha ha, cô nhìn xem." Tiểu Nhu nói xong, vô cùng nhiệt tình khom người xuống, mở chiếc túi lớn màu xanh, từ bên trong lấy ra một quả long nhãn thật to, lột vỏ một quả long nhãn thật lớn đưa tới khóe miệng Khả Hinh nói, "Đây, ăn một quả." Hai người bọn họ ở phòng ăn, cùng nhau đùa giỡn. Khả Hinh cũng không khách sáo chút nào, ăn trái long nhãn kia, nhất thời cảm thấy thịt quả nhiều nước thật ngọt, còn người cô sáng lên, nhìn tiểu Nhu vui vẻ cười nói, thật sự rất ngọt a. À? Ngọt chứ? Tiểu Nhu cười đến híp mắt, nói tôi biết ngay là cô thích ăn. Cô lựa một ít bỏ vào trong tủ lạnh, lựa một ít đưa cho các bạn hàng xóm, đợi lát nữa cầm cái rổ nhỏ lựa một ít, tôi còn làm cho cô long nhãn sấy khô. Sau này rảnh rỗi, đọc sách, xem tivi cũng có thể ăn. Được, Khả Hinh mỉm cười nhã tuệ nhìn hai người này giống như hai chị em sinh ra cùng một mẹ cùng cười ngây ngô cô không nhịn được nở nụ cười nói được rồi nhìn các người rất vui vẻ nha tiểu nhu cô nghỉ ngơi một lúc đi chúng tôi đem một ít lòng nhãn xuống đường cho các ông cụ và các cô gì bình thường bọn họ rất quan tâm đến hai cô gái chúng tôi đây tôi cùng đi với hai người nha tiểu nhu lập tức nhiệt tình nói không cần cô nghỉ ngơi một lúc đi mùa hè nóng tôi và khả hinh đi xuống là được Nhã Tuệ nói xong, liền lấy ra một cái rổ nhỏ, chọn mấy cân long nhãn, cùng Khả Hinh đi xuống lầu dưới. Tốt nhất cô nên nghỉ ngơi, xem như nhà của mình. Lúc nhàm chán thì mở TV xem, tôi đi sẽ về ngay, Khả Hinh sắp đi ra ngoài, nháy mắt cười nói với Tiểu Nhu. Ừm, ừm um, ừm, um, tôi biết rồi, Tiểu Nhu cũng không khách khí cười nói. Đúng rồi, Nhã Tuệ đứng ở bên cửa nói với Tiểu Nhu, lúc nào khát nước, trong tủ lạnh có cốc và surprise, nếu có thời gian lấy một chai rượu đỏ trong tủ lạnh mở ra giải rượu không đến bao lâu chúng tôi sẽ trở về là có thể bắt đầu biết rồi tiểu nhu lập tức cười đáp lời nhìn nhã tuệ và khả hình cầm long nhãn đi ra ngoài cô hết sức không khách khí nói không cần trở về gấp đâu tôi sẽ xem như nhà của mình là được yên tâm không cần lo lắng cho tôi cô nói xong cũng đã thấy bọn khả hình đóng cửa lại cô mỉm cười quan sát gian phòng trọ nhỏ màu hồng không nhịn được ô một tiếng hâm mộ nói quản lý vẫn quản lý ở nhà trọ mặc dù nhỏ một chút nhưng rất tươi đẹp và thơ mộng còn có máy điều hòa nhiệt độ thật mát mẻ a à, không giống nhà chúng tôi lầu dưới toàn bộ nuôi heo cô rất bất đắc dĩ thở dài đứng lên đầu tiên nhìn phòng khách mấy lần lại mở màn cửa sổ chạy vào gian phòng xem phòng quản lý và khả hình hai người một chút thấy trước bàn máy vi tính để rất nhiều sách cô hoa một tiếng nhìn bên trong có rất nhiều bộ sách nói rất nhiều sách a à khó trách khả hình và quản lý lưu không chút ngốc nghếch. Cô lại từ trong phòng đi ra, cảm thấy có chút khát nước, liền đi vào phòng bếp, mở tủ lạnh ra, từ bên trong lấy ra một chai Sprite, vặn mở nắp, liền trực tiếp đưa lên miệng uống ứng ực, sau đó cô mới nhớ tới quản lý căn dặn mình phải khui chai rượu đỏ trong tủ lạnh, cô a à một tiếng, nhìn vào trong tủ lạnh ngó trái ngó phải, không nhìn thấy rượu đỏ. Cô ngạc nhiên nhìn xung quanh ở trong phòng bếp, không nhìn thấy, liền chạy ra phòng khách, tìm kiếm xung quanh rốt cuộc nhìn thấy trước một tủ kính trong phòng khách để một chai rượu đỏ, trong mắt cô sáng lên, cười lên nói, thì ra mày ở nơi này. Tiểu Nhu không nói hai lời, liền chạy tới muốn đẩy cửa tủ kính, không ngờ cửa tủ đang khóa, cô a à một tiếng, nhíu mày, liếc nhìn xung quanh xem cái chìa khóa ở nơi nào, tay lơ đáng kéo ra một ngăn tủ nhỏ, thấy một chiếc chìa khóa nho nhỏ đặt ở bên trong, cô a à một tiếng, cười nói, thì ra mày ở nơi này. Cô cười hi hi hi, lấy chìa khóa thử dùng cái chìa khóa ấn vào trong ổ khóa tủ kính bắt đầu nhẹ nhàng xoay tròn tách một tiếng ổ khóa nhỏ mở ra trong mắt cô sáng lên đưa tay vào lấy ra chai rượu đỏ kia mới phát hiện bên trong lại là một cái hộp nho nhỏ ổn định nhiệt độ dùng để giữ chai rượu này tiểu nhu cầm chai rượu đỏ này ô một tiếng cười nói khả hình thật sự rất lợi hại a à. thậm chí trong tủ kính cũng có máy ổn định nhiệt độ rất chuyên nghiệp a à, rượu đỏ này Cô hít mắt nhìn số năm phía trên chai rượu đỏ, nhớ kỹ, 17. 17. Thật sự không nhìn thấy rõ. Cô bật cười cầm chai rượu đỏ, không tin nói, không thể nào. Làm sao khả hình có thể có rượu đỏ năm, 17, có thể là con số bị chảy xước, tôi nhìn không rõ. Nhanh mở nó ra thôi. Tiểu Nhu không nói hai lời, trước tiên đem chai rượu đỏ đặt ở trên bàn trà, liền chạy vào phòng bếp, tìm dao mở chai, ngồi ở trên ghế salon, ôm chai rượu đỏ kia, xoay dao nhỏ, ngón cái đặt ở trên mặt trao, dùng sức cắt xuống. chương 119, cành ô lưu. Nhã Tuệ và Khả Hinh hai người đang cầm long nhãn đi mời bà chủ tiệm bánh bao cùng mấy ông cũng mua bữa ăn khuya ở bên cạnh, thuận tiện nói đùa với mọi người một chút, sau đó có một bà gì, nhà mở sòng mặt trược, còn lôi kéo Nhã Tuệ nói muốn giới thiệu con trai của mình cho cô, mặt của Nhã Tuệ đỏ lên. Đường Khả Hinh cũng ở một bên che miệng cười, Lột Long nhãn thả vào một đĩa sứ trắng, đưa cho bà cụ ở bên cạnh ăn. Được rồi, không nói nữa. Nhã Tuệ vội vàng từ trong đám các bà gì, bà thím chạy ra ngoài, chuẩn bị muốn về nhà, một ông cụ cười nói, "Nhã Tuệ a, à, khi nào các cháu ủ rượu đỏ? Lần trước chúng tôi uống đều cảm thấy ngủ ngon hơn nhiều." "Có thật không?" Khả Hinh nghe thế, rất nhiệt tình cười nói, "Vậy thì tốt, lần sau chúng cháu ủ cho ông một chút. Nếu không, đợi lát nữa về nhà ăn cơm." chúng cháu chuẩn bị mở một chai rượu đỏ cầm nửa chai xuống cho ông nếm thử một chút được được tốt ông cụ cười nói vậy chúng cháu đi về trước ha nhanh ăn lòng nhãn này đi rất ngọt nhã tuệ và khả hinh nói xong liền cùng nhau đứng dậy đi vào trong nhà nhã tuệ vừa đi vừa nói với khả hinh nói lần sau cô ủ rượu đỏ ủ nhiều hơn chút nếu các ông cụ thích uống đưa nhiều một chút biết rồi đợi lát nữa sau khi mở chai tôi sẽ cầm nửa chai mời bọn họ uống đúng rồi lần này cô mang về rượu gì khả hình cười hỏi nhã tuệ cô đoán thử xem nhã tuệ thần bí cười xong sắc mặt của cô chợt thay đổi dừng ở dưới tàng cây ngọc lan cặp mắt lo lắng đi phía trước trợn lên nhìn giống như thấy được chuyện rất đáng sợ và kinh khủng cô làm sao vậy khả hình nhìn bộ dáng của cô liền ngạc nhiên hỏi xảy ra chuyện gì lúc này nhã tuệ chợt nhớ tới sáng nay đưa khả hình xuống lầu mình chuẩn bị lấy sữa tươi trong tủ lạnh để uống nhưng bởi vì thức ăn quá nhiều, không cẩn thận thiếu chút nữa làm ngã chai rượu đỏ USA năm 2000 trong tủ lạnh xuống sàn nhà, cho nên cô cẩn thận đem chai rượu đỏ cất vào ngăn kéo bên trong phòng bếp, không biết vì sao trong lòng của cô đột nhiên run lên, ánh mắt run rẩy sợ hãi. Rốt cuộc cô làm sao vậy? Khả Hinh nhìn Nhã Tuệ, đột nhiên cũng có chút hoảng sợ hỏi. Nhã Tuệ gấp rút xoay người nhìn Khả Hinh nói, phiền toái rồi sáng hôm nay tôi đem chai rượu đỏ trong tủ lạnh cất ở chỗ khác, lúc này tôi bảo Tiểu Nhu mở chai rượu đỏ ở trong tủ lạnh, tôi sợ cô ấy không tìm được. Cô ấy sẽ... Đường Khả Hinh sững sờ, nhớ lại mình cất chai rượu đỏ kia ở phòng khách, sắc mặt của cô trong chớp mắt trắng bệch, cùng nhã tuệ nhìn nhau một cái, hai người lập tức phát điên chạy lên lầu. Không có việc gì, không có việc gì, không thể nào, không thể nào, không thể nào. Vành mắt đường Khả Hinh ửng đỏ, nhào tới lên cầu thang, cố gắng chạy tới trước cửa nhà, lấy chìa khóa ra, run rẩy nhét vào ổ khóa, phát điên vặn một cái, tách một tiếng, mở cửa ra, hai người vọt vào trong nhà, lập tức nhìn thấy Tiểu Nhu đang cầm dao mở chai, muốn cắt xuống cổ chai rượu. Đừng, chấm ngoặc kép, tiếng của đường Khả Hinh kêu lên. Tiểu Nhu giật mình, tay nhất thời mềm nhũn ra, quay đầu nhìn Khả Hinh. Đường Khả Hinh kích động chạy như bay tới, nước mắt tuôn ra, nhào tới trước mặt của Tiểu Nhu, lập tức nắm chặt rượu đỏ và đoạt lấy dụng cụ mở chai trong tay cô, chỉ nghe soạt một tiếng, dao nhọn mở chai đâm trúng vào lòng bàn tay khả hinh, cô kêu lên một tiếng A, à, nhìn máu tươi trào ra trong lòng bàn tay mình. Phòng Tổng thống Ánh mắt sắc bén của Trang Hạo Nhiên chợt mở ra, ngẩng đầu lên nhìn bầy trí xung quanh, lạnh lùng ngưng mắt nhìn một điểm phía trước, giống như nhìn thấy một chuyện nào đó xảy ra ở nhiều năm trước, thân thể của anh mơ hồ nhói đau, ở trong không gian yên tĩnh, hai mắt anh tìm kiếm hình ảnh nhiều năm trước nhưng không có cách nào tìm ra. Anh chậm rãi buông lỏng trạng thái thân thể cứng ngắc, nằm ở trên giường nệm trắng như tuyết, thở dốc một hơi, rốt cuộc ngồi dậy, ga giường trắng tinh khẽ khoác lên trong bụng, lộ ra cơ ngực khỏe mạnh đầy nam tính, cánh tay to lớn, đặt ở một bên khẽ nắm chặt quả đấm, trên trán dịn mồ hôi, vẻ mặt nghiêm túc, một chút hình ảnh nhanh chóng thoáng qua trong đầu nhưng vẫn không cách nào nắm bắt được. Tiếng gõ cửa vang lên. Ánh mắt anh lóe lên, Nhìn về phía cánh cửa phòng đóng chặt, cầm lấy một cái áo sơ mi trắng khoác vào. Trong phòng khẽ truyền đến tiếng động. Vào đi. Cuối cùng Tào Anh Kiệt thay đồng phục khách sạn, mặc Âu phục màu hồng, nở nụ cười đầy nam tính cùng với Lâm Sở Nhai mặc Âu phục màu đen, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị đi tới, vừa vặn nhìn thấy Trang Hạo Nhiên cau mặt muốn đi vào phòng tắm, Trang Hạo Nhiên lại nghiêng mặt nhìn Tào Anh Kiệt một cái, trên mặt lộ ra vẻ cười như không cười, nói: "Làm tôi giật mình, tôi tưởng là phụ nữ." Lâm Sở Nhai là một người đàn ông rất hài hước, đã từng có một đoạn hôn nhân ngắn ngủi với nữ hầu tước anh, đến nay độc thân. Anh cười cái gì, anh muốn khuôn mặt này của tôi cũng không được, anh đố kỵ sao, tào anh kiệt cố ý chừng mắt liếc nhìn anh một cái. Được, cậu xinh đẹp như hoa, Lâm Sở Nhai nở nụ cười, hai người cùng nhau đi tới phòng khách bên trái phòng ngủ, không có một người giúp việc nào đi vào phục vụ. Bọn họ tự nhiên ngồi ở trên ghế salon nói tới chuyện lúc này tiến vào, quản gia và người giúp việc cũng canh giữ ở bên ngoài, không dám lên tiếng, từ trước đến giờ Trang Hạo Nhiên cũng không thích bị quá nhiều người phục vụ. Trang Hạo Nhiên rửa mặt xong, chỉ mặc áo sơ mi trắng tay ngắn đơn giản, quần thường màu đen, trên mặt hơi lộ vẻ uể oải, chậm rãi lười biếng đi ra phòng tắm, mặc dù quần áo đơn giản như thế, cũng lộ ra phong cách tao nhã lịch sự của một quý ông, anh từng được quan chức phe bảo thủ Anh Quốc, cho rằng anh là người đàn ông phương đông điển hình, ẩn giấu thâm trầm, mặc dù dưới ánh mặt trời, anh mỉm cười ngạo nghễ. Chỉ thấy người đàn ông mang theo vẻ lười biếng, để mặc cho hai cấp dưới đang nói đùa, anh im lặng đi tới trước quầy bar, rót một ly whisky, thêm đá, ngưng mắt nhìn viên đá ở bên trong ly rượu màu hổ phách trôi lơ lửng. Chương 119, cảnh ô lưu 2. Lâm Sở nhai quay đầu, nhìn về phía bóng lưng lặng lẽ của Trang Hạo Nhiên, mỉm cười nói: "Anh làm sao vậy?" Trang Hạo Nhiên không lên tiếng nâng ly whisky xoay người ngồi vào trên ghế salon theo phong cách châu Âu, uống một hớp nhỏ, ngậm rượu ở trong khoang miệng mấy giây, mới ngẩng đầu lên, tựa vào ghế salon, để cho hương vị lan ra khắp cả người. Lâm sở nhai nhìn anh, dịu dàng nói Chivas 12. Một trong những loại rượu whisky. 18. Chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên nhắm mắt lại, mở miệng nói. Tào Anh Kiệt nhìn bộ dáng của lão đại, liền ngạc nhiên hỏi anh có chuyện gì? Nhắm mắt lại làm gì? còn chưa tỉnh ngủ sao? Trang hạo nhiên im lặng không lên tiếng một lúc lâu, mới thong thả nói, tôi không muốn nhìn thấy người có khuôn mặt giống cô gái. Tôi sợ tôi không nhịn được muốn. Phốc, lâm sở nhai không nhịn được cúi đầu cười. Suốt cuộc tào anh kiệt không chịu nổi nói, anh không nhịn được muốn làm gì. Đánh cậu, trang hạo nhiên sảng khoái nói. Lâm sở nhai lại không nhịn được cười, nhưng nhìn thấy anh vẫn ngửa mặt tựa vào trên ghế salon, nhắm mắt lại, trạng thái yên lặng này làm cho Lâm Sở Nhai không nhịn được nói, lại nghĩ tới chuyện gì. Trang Hạo Nhiên nhắm mắt lại, sâu kín nói, tôi nghe có tiếng gọi, giống như tiếng gió. Tào Anh Kiệt nhìn Trang Hạo Nhiên, không hiểu nói, chuyện ba năm trước đây, anh vẫn không có chút ấn tượng nào sao. Trang Hạo Nhiên lập tức đứng dậy, nâng ly whisky trong tay, hai mắt phát ra ánh sáng sắc bén, không theo đuổi chuyện ba năm trước đây nữa, chỉ chậm rãi hỏi tình hình bên Anh Quốc như thế nào. Sau khi biết anh trở về, thị trường chứng khoán rung chuyển đến mấy lần. Lâm Sở Nhai cười nói, Trang Hạo Nhiên im lặng không lên tiếng. Lâm Sở Nhai tiếp tục nói, gần đây tôi lưu ý một tờ tạp chí Mỹ, có một nữ ký giả tên là Ruth vẫn theo dõi viết tin tức về anh rất lâu rồi, là một người Mỹ gốc Hoa, nhắm vào chuyện lần này anh trở về nước hợp tác với tổng giám đốc Tưởng, vào lúc 12 giờ Mỹ, công bố một tin tức, nói anh hợp tác với tổng giám đốc Tưởng nhìn như là một bước hợp tác mói nhưng thật ra là một cuộc chiến đáng sợ. Điều này đưa tới một loạt bàn luận về mối đe đọa phương đông, thậm chí còn nói đầu năm nay, thị trường chúng ta đầu tư xuống dốc là một bằng chứng đe dọa khiến cho quan chức chính trị hai. Nước Mỹ Anh có lý do nghi ngờ chúng ta là gián điệp. Trang Hạo Nhiên đột nhiên rất hứng thú nhìn Lâm Sở Nhai, mỉm cười nói, một cô gái sao? Ừ, Lâm Sở Nhai gật đầu, cũng cười nói, một cô gái vô cùng xinh đẹp quyến rũ, khuôn mặt á đông, da trắng lại nhuộm tóc vàng hết sức hết sức hấp dẫn thường tích cực hoạt động trong tiệc rượu của giới xã hội thượng lưu và quan chức cấp cao cô ấy vẫn mượn cơ hội đến gần anh nhưng lúc đó bên cạnh anh có mỹ nữ họa sĩ không cho người ta cơ hội từ đó cô ấy nhắm vào anh xuống tay ác như vậy tào anh kiệt có chút không thể tin nổi nói lâm sở nhai quay đầu sang nhìn về phía tào anh kiệt cười nói chờ đợi ở phòng ăn ngựa tôn làm cho cậu ngu si rồi hả cô ấy làm việc cho người ta. Tào Anh Kiệt nhìn về phía Lâm Sở Nhai, cao mày, không hiểu. Chỗ ký giả cũng chỉ là tung hỏa mù thôi, đây chính là bọn người xấu trong chính giới bỏ ra nhiều tiền để mua. Cô ấy đã từng ném ra cành ô lưu cho lão đại, có lẽ cô ấy thật sự xem trọng tổng giám đốc trang vĩ đại của chúng ta, nếu người nào đó chấp nhận lấy bắp thịt khiêu gợi của mình đi quyến rũ cô ấy, có lẽ cô ấy có thể che giấu, thậm chí cho cô ấy một chút chỗ tốt, cô ấy sẽ quay lại làm việc cho trang tổng nhưng đáng tiếc a à. chấm ngoặc kép lâm sở nhai không nhịn được cười nói điều tra nguồn gốc của cô ấy một chút trang hạo nhiên nâng ly whisky uống một hớp tôi đang điều tra để cho tôi phát hiện là ai làm tôi rất muốn cùng bọn họ chơi đùa một phen chỉ là có một tin tức thú vị chấm ngoặc kép lâm sở nhai nhìn trang hạo nhiên cười nói nghe nói tổng giám đốc tưởng và nhâm tiểu thư dường như cố ý gấp rút tổ chức hôn sự để gia tăng số cổ đông tham gia dự án khách sạn dưới nước chuyện lần này giống như tổng giám đốc tưởng ở vào tình thế buộc phải làm. Trang hạo nhiên nghe nói như thế, ánh mắt lại hiện lên ý cười. Tào Anh Kiệt A à một tiếng, cười nói, xem ra, tổng giám đốc tưởng vĩ đại, thật muốn nuốt chừng hoàn cầu, làm trái với lời hứa năm đó. Lâm Sở Nhai mỉm cười nói, người trời sinh có tướng làm hoàng đế, tự nhiên có giã tâm thống nhất thiên hạ, đây là chuyện dễ hiểu, đã nhiều năm kềm chế lẫn nhau, ai cũng một ngạt. Chỉ là, tin tức này đối với lão đại cũng không phải là một tin tức xấu. Có ý gì, có phải tôi rời khỏi ba năm không còn ăn ý với các người hay không? Lời nói luôn làm cho tôi khó hiểu, Tào Anh Kiệt có chút tức giận. Lâm sở nhai nhìn Tào Anh Kiệt cười nói, cậu đã từng chơi bài chưa? Tào Anh Kiệt gật đầu. Biết làm sao mới có thể thắng đối phương triệt để không? Lâm sở nhai mỉm cười nhìn Tào Anh Kiệt hỏi. Tào Anh Kiệt suy nghĩ một chút, rốt cuộc hai mắt tỏa sáng nhìn Trang Hạo Nhiên. Cũng trong lúc này Trang Hạo Nhiên một mình đứng dậy đi tới trước cửa sổ sát đất, nhìn bầu trời phía ngoài cửa sổ, trong lòng suy nghĩ đến một chuyện khác khi trở về nước. chương 120, ngủ dậy bị bắt. Cả người đường khả hinh ôm chai rượu đỏ kia, ngã ngồi ở ghế salon bên cạnh, nước mắt điên cuồng lăn xuống. Tiểu Nhu hoảng sợ không nói ra lời, nhìn đường khả hinh, chớp mắt một cái, không dám thở mạnh. Nhã tuệ cũng sợ choáng váng, mệt mỏi ngồi dưới đất thở hổn hển, nuốt nước bọt nói, làm tôi sợ muốn chết, thật may con bé đáng chết này không có mở chai rượu, mở ra thì xong rồi. Tiểu Nhu nghe lời này, mặt lập tức đỏ lên, gấp gáp đứng ở trước mặt của Khả Hinh, hoảng sợ hỏi, Khả Hinh. Xảy ra chuyện gì, tôi làm sai rồi sao? Tôi, tôi không cố ý, tôi nghe quản lý nói muốn khui rượu đỏ, tôi liền, tôi liền. Cô càng nói càng sợ, đôi mắt to cuộn đầy nước mắt. Khả Hinh nhìn sắc mặt trắng bệch của Tiểu Nhu, miễn cưỡng cười nói, không có việc gì, không có việc gì. Cô yên tâm, chỉ là chai rượu đỏ này không phải là chai muốn mở, đây là chai rượu đỏ đặc biệt, bởi vì tôi đã hứa với một người giữ nó 3 năm rồi, có thể nó sẽ vĩnh viễn đi theo tôi. Cho nên, nó đối với tôi rất quý trọng. Tiểu Nhu nghe vậy càng thêm hoảng sợ đến nước mắt chảy xuống, mím môi khóc thật xin lỗi, tôi không cố ý. Tôi, tôi, lúc này tôi không có mở, cô mau nhìn xem. Ánh mắt nói không, khả hinh mỉm cười đưa bàn tay nhỏ bé đầy máu tươi, nhìn thoáng qua chai rượu đỏ vẫn đầy đủ không sứt mẻ, yên lòng cười nói, không có việc gì, tôi đã nhìn thấy rồi, cô không có mở. Cảm ơn cô, thật xin lỗi, lúc này làm cô sợ. Tiểu Nhu vội vàng lắc đầu một cái, nhìn tay của Khả Hinh, khóc nói, không có việc gì, không có việc gì, cô mau cất chai rượu rồi băng bó tay. Chảy máu rất nhiều. Nhã Tuệ lập tức xoay người nhìn về phía Khả Hinh, lúc này mới nóng lòng nói: "Ôi chao, thật sự chảy không ít máu, mau lên, băng bó một chút, đem chai rượu đỏ cất trước đi." Ừ, Khả Hinh lập tức đứng dậy, đem chai rượu đỏ cẩn thận đặt trở về tủ kính, đóng cửa kính, khóa kỹ, đè xuống mấy sưởi, điều chỉnh tốt nhiệt độ chống lạnh, rồi quan sát độ ẩm bên trong, không sao, mới thở phào nhẹ nhõm. Nhã Tuệ lập tức cầm lấy thuốc khử trùng, sát trùng cho Khả Hinh sau đó băng bó cho cô. Tiểu Nhu không nhịn được đi tới trước chai rượu đỏ kia, nhìn chai rượu đỏ có gần trăm năm lịch sử, liền lầu bầu nói, mới vừa rồi tôi còn đang suy nghĩ, một chai rượu đỏ quý giá như vậy, tại sao các người bảo tôi mở ra? Tôi lại không nghĩ quá nhiều, chai rượu đỏ này rất quý giá sao, mới nhìn giống như rất lâu năm. Khả Hinh mỉm cười nhìn chai rượu đỏ bên trong tủ kính, thong thả nói, tôi cũng không biết, bởi vì lịch sử quá lâu, nhãn trai và số 5 cũng đã bị mờ, chỉ mở đầu con số 17, có thể phán đoán số 5 đã thật lâu. Ba năm nay, vì sợ chai rượu đỏ này ngã, bị chây xước, tổn hại, mất mát, hư hao, cô ấy đã tốn bao nhiêu tâm tư. Nhã tuệ vẫn có chút tức giận nhìn Tiểu Nhu nói, riêng hộp ổn định nhiệt độ cho chai rượu cũng là cô ấy dùng một năm tiền lương làm việc ở trong kho hàng để mua. Để ở vị trí này, vừa vặn không đủ ánh sáng, lúc chúng tôi đi làm, rèm cửa sổ trong nhà cũng sẽ tự động đóng lại. Nếu lúc này cô thật sự không cẩn thận uống, cô ấy không khóc, tôi cũng muốn khóc, có trời mới biết, tôi theo cô ấy, vì chai rượu đỏ này, bị bao nhiêu tội. Tiểu Nhu nghe vậy, lại ảo não cúi đầu, im lặng không lên tiếng. Khả Hinh quay đầu sang nhìn về phía Tiểu Nhu, mỉm cười nói, không có việc gì, không có việc gì. Đều đã qua, hiện tại không phải rất tốt sao, cô xem, không phải nó vẫn nằm yên ở bên trong sao. Tiểu Nhu cắn môi dưới rất đáng thương, nhìn chai rượu đỏ kia, không biết bảo bối nằm trong tủ kính kia đáng giá bao nhiêu, cô hối hận nói, lần sau tôi tới, mua chút nhang để cầu nguyện cho nó. Phốc, Khả Hinh và Nhã Tuệ cùng nở nụ cười, không chịu nổi người này. Được rồi, được rồi, chuyện không vui đã qua, tôi cũng chết đói rồi, làm cơm nhanh lên, Nhã Tuệ hào hứng nói. Ừ, Tiểu Nhu lập tức lấy lòng hai người bọn họ, cười nói, tôi giúp hai người một tay tay của Khả Hinh bị thương, tôi làm cho, nhất định tôi có thể làm rất tốt, hai người yên tâm. Tốt, Khả Hinh cũng không có khách khí nói, sau đó mấy cô gái nhỏ cùng đi vào phòng bếp, vừa nói vừa cười rất bận rộn, qua một lúc lâu, liền dọn một bàn món ăn ra ngoài, sau đó nhã tuệ mở tủ ở trong phòng bếp, lấy ra chai rượu đỏ muốn mở, cầm dao mở chai. Rất gọn gàng mở ra, nói chai rượu đỏ năm 2000 này của tôi cũng có 12 năm lịch sử phải không? nó cũng được ủ ở trong thùng gỗ sồi thời gian không ngắn phải không ai muốn uống chai rượu trăm năm kia chứ tôi dám khẳng định nó rất khó uống khả hinh nghe nhã tuệ nói như vậy cũng không nhịn được cười đem món cá lư hấp cuối cùng dọn trên bàn mới nói món ăn phải kết hợp với rượu đỏ đây không phải là uống lộn xộn sao nói như cô thì không cần uống gì hết nhã tuệ không để ý tới cô lấy ra ly cao cổ sau đó rót cho mỗi người một ly các cô ngồi vào trước một bàn lớn món ăn nâng ly rượu đỏ cùng nhau cười kêu to cạn ly hôm nay không say không về tiểu nhu cười nói còn nhiệt tình hơn so với ai khác cô không về cô ngủ ở đâu nhã tuệ lại đùa với tiểu nhu tôi chấm ngoặc kép tiểu nhu đỏ mặt nói tôi tôi ngủ trên ghế salon ngủ ghế salon cái gì ngủ với tôi khả hình lập tức nhìn tiểu nhu cười nói ừ tiểu nhu cười rất ngọt gật đầu nào cạn ly Uống xong rượu đỏ, đợi lát nữa còn có bia, để chúc mừng Khả Hinh chúng ta thuận lợi tiến vào khách sạn Á Châu, để chúc mừng hôm nay Khả Hinh chúng ta làm một chuyện quan trọng, mặc dù vất vả, mặc dù mệt mỏi, nhưng làm người không hề hối hận, thật để cho tôi rất nể phục. Để chúc mừng người sống cố gắng sống, mỗi người đều có thể tràn đầy hạnh phúc. Chấm than ngoặc kép, nhã tuệ dơ cao ly rượu. Khả Hinh và Tiểu Nhu cũng dơ cao ly rượu, ba người cùng nhau cũng ly, cùng nhau uống rượu đỏ. Khả Hinh ngậm rượu đỏ trong miệng, lùa qua lại mấy lượt, mới hé cái miệng nhỏ, để cho không khí tràn vào trong khoang miệng, rượu kết hợp với không khí, kích thích vị giác tận hưởng đầy đủ hương vị quả nho mang đến cho mình, rồi chậm rãi nuốt xuống, cô hít thật sâu, cười ngọt ngào nói, rượu đỏ này có 65% phẩm lệ châu, 20% xích hà châu, 15% xà long châu phối hợp trưng cất, cho dù trưng cất trong thời gian ngắn. Nhưng rượu hơn hẳn, lại thêm vào xích hà châu ổn định tính bình hòa của phẩm lệ châu và đắng chát của xà long châu tính chất rượu không xuất sắc có cảm giác đặc biệt nguyên thủy sau khi uống vào có một chút dư vị ngọt ngọt chua chua chát chát theo thời gian từ từ khuếch tán kéo dài ô chấm ngoặc kép tiểu nhu nhìn đường khả hình thật sự rất sùng bái nói cô thật sự rất lợi hại a à. chỉ ở kho rượu đỏ mấy ngày xem một chút sách là có thể hiểu nhiều như vậy thật giỏi Nhã Tuệ không nói nên lời nhìn Tiểu Nhu, thật không phải là một con bé ngốc bình thường. Khả Hinh cũng cười cười, lại dơ lên ly rượu đỏ, nói cạn ly. Cạn ly, ba cô gái cùng nhau vui vẻ cũng ly, sau đó hưng phấn cầm đũa lên, vừa ăn thức ăn trên bàn, vừa nói chuyện cười, Tiểu Nhu nhiệt tình ăn thịt gà rán do Khả Hinh làm, vừa ăn vừa nói, đúng rồi. Tôi có chuyện quên nói với cô, lần trước Lauren tiên sinh nói muốn cử tôi đi học tập rượu đỏ, tôi từ chối rồi tại sao đường khả hinh ngẩng đầu lên nhìn tiểu nhu ăn có chút không hiểu hỏi tiểu nhu cười khúc khích ăn một miếng thịt gà cảm thấy có chút cay liền uống một hớp rượu đỏ mới nói đây cũng không phải là năng lực của tôi có được mặc dù tôi muốn đi nhưng tôi biết rõ tôi không có khả năng đó tôi không cần đi tôi cũng không muốn có lỗi với cô loại cảm giác này giống như ăn trộm đồ của cô khả hinh dừng lại nhìn cô gái ngốc tiểu nhu đưa đúa gắp một khối thịt cá lư đưa đến trong chén mình, cô bất đắc dĩ cười nói, cô ăn đi, tại sao gấp cho tôi? Tiểu Nhu cười nói, cô rất gầy, ăn nhiều một chút. Thật ngạc nhiên a, à, tại sao cô biết làm món ăn, lại gầy như vậy? chương 120, ngủ dậy bị bắt hai. Khả hình cúi đầu, nhìn khối thịt cá thật tươi ngon trong chén mình, phía trên có một chút hành lá cắt nhỏ, cô suy nghĩ một lúc, mới ngẩng đầu nhìn Tiểu Nhu nói, Tiểu Nhu. Có có hứng thú học rượu đỏ không? Học đàng hoàng, sau này dựa vào năng lực của mình, đi thưởng thức rượu đỏ. Tiểu Nhu là nhân vật chính trong phần 2. Tiểu Nhu gắp khối đầu cá thả vào trong chén mình, nghe Khả Hinh hỏi, liền cười nói tôi. Tôi rất ngốc, học không được đâu. Cô không cần quan tâm đến chuyện này, nếu cô muốn học, tương lai vẫn có cơ hội nhận được sự ủng hộ của Lauren tiên sinh. Nếu cô khát vọng như vậy, tôi sẽ hết sức nghiêm túc dạy cho cô thưởng thức rượu đỏ. Khả Hinh nhìn Tiểu Nhu nghiêm túc nói. Nhã tuệ quay đầu, nhìn khả hình tiểu nhu cầm đũa rất nghiêm túc nghĩ vấn đề này tôi biết cô thích rượu đỏ tôi có thể cảm nhận được cô là một người rất hưởng thụ cuộc sống nhất là hưởng thụ vui vẻ người như vậy nhất định có thể nếm ra mùi vị rượu đỏ cô chấp nhận học không khả hình nhìn tiểu nhu nói tiểu nhu nghe khả hình nói vậy con người càng ngày càng sáng lên cuối cùng sáng lấp lánh nhìn khả hình nói tôi thật sự có thể không khả hình cười gật đầu nói Ừm um tiểu nhu do dự một lúc rốt cuộc cười nói tốt nhưng tôi rất ngốc cô phải từ từ dạy tôi a à. tôi không có gì cả nhưng sau này tôi sẽ làm giúp việc cho cô cô kêu tôi làm gì tôi cũng chấp nhận tôi đem long nhãn của nhà tôi cho cô đừng nói với tôi long nhãn nữa hôm nay bởi vì long nhãn thiếu chút nữa hại chúng tôi thảm rồi nhã tề cười nói cạn ly đi cạn ly vì tương lai tốt đẹp của chúng ta cạn ly chấm than ngoặc kép Tiểu Nhu vô cùng vui vẻ nâng ly rượu đỏ, hướng về phía mọi người cạn ly, cười nói. Ba cô gái lại cụng ly một lần nữa, uống một hơi cạn sạch rượu đỏ trong ly, lại vui vẻ cầm đũa lên, ăn món ăn trên bàn, trò chuyện vô cùng vui vẻ, nhã tuổi còn đặc biệt hát vài khúc hát vui vẻ, mấy người cùng nhau vỗ tay, cùng uống rượu, đến cuối cùng tất cả mọi người cảm giác uống chưa tận hứng, lại mang bia uống tiếp, uống đến say ngất, Tiểu Nhu ngã ở trên ghế salon trước tiên, Khả Hinh và Nhã Tuệ cũng ngã ở trên ghế salon, mặt đỏ lên, tất cả đều say, muốn ngủ thiếp. Đúng lúc này điện thoại di động vang lên. Tiểu Nhu mơ mơ màng màng mở mắt, thở dốc một hơi, đầu óc choáng váng, cao mày, ngẩng đầu lên nhìn thấy có một điện thoại di động ở trên bàn trà, màn hình sáng lên màu xanh, trong lòng của cô lẩm bẩm là điện thoại của ai vậy? Cô lướt nhìn Khả Hinh và Nhã Tuệ, hai người giống như miếng bánh gato chồng lên nhau, ngủ ngon lành, cô gian nan đưa tay, cầm lấy điện thoại trực tiếp nhận máy đầu óc choáng váng đáp lời alo xin chào xin cho gặp cậu chủ tô chấm ngoặc kép có tiếng của một người đàn ông vô cùng nghiêm túc giọng nói rất cung kính tiểu nhu cau mày hít mắt liếc mắt nhìn điện thoại di động và dãy số này nhưng số id không hiện lên cô mang theo cảm giác say mơ hồ nói nơi này không có cậu chủ tô ông là ai gọi nhầm rồi đây chính là số của cậu chủ tô cô là ai tại sao giữ điện thoại di động của cậu ấy giọng nói của người đàn ông này bắt đầu cứng rắn nơi này không có cậu chủ tô chỉ có ba cô gái chúng tôi cũng không biết anh ấy ông đừng gọi điện thoại nữa chúng tôi buồn ngủ chấm ngoặc kép tiểu nhu choáng váng muốn cúp điện thoại lập tức nói cho chúng tôi biết tại sao cô giữ điện thoại cậu chủ tô đột nhiên người đàn ông này dùng giọng nói nghiêm nghị nhanh chóng hỏi tôi đã nói rồi nơi này không có cậu chủ tô cho dù có tôi cũng chấm ngoặc kép, tiểu nhu nói tới chỗ này, đột nhiên cảm giác say sông lên đầu, lòng bàn tay mềm nhún, điện thoại di động rơi trên mặt đất. Alo, 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 chấm ngoặc kép, tiếng điện thoại kéo dài, sau đó đối phương truyền đến một tràng âm thanh rồn dập nói, cậu chủ có thể gặp nguy hiểm. Lập tức thông báo cho ông chủ. Trong điện thoại thật nhỏ truyền đến âm thanh rất hỗn loạn, thế nhưng trong phòng ba cô gái đều ngủ say sưa, hoàn toàn không biết đã gây ra họa lớn gì, bọn họ cứ ngã đầu ngủ mê. Trời đã tối, nghe nói tối hôm nay có bão đổ bộ vào đất liền vào lúc gần 8 giờ tối, lúc ban đầu có gió ít, cây cối lay động mấy lượt, sau đó bầu trời càng lúc càng ướt sùm, chợt một trận gió lớn quét khắp thành phố, mưa to bắt đầu ập đến, thật sự càn quét. Ở trong mưa gió bão táp, xe cảnh sát nhấp nháy ánh đèn xanh đỏ chạy lẫn vào trong thành phố, sau đó căn cứ hệ thống vệ tinh, rất nhanh đi tới chỗ nào đó, vô số đặc cảnh và cục trưởng cục cảnh sát nhanh chóng đi xuống xe, trong lúc thị trường thành phố và một số quan chức cao cấp khác còn chưa tới, lập tức xông về phía tòa lầu nhỏ. Âm 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 âm, âm 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 âm, âm 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 âm, âm 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 âm. Mấy cô gái nhỏ ngủ ở trên ghế salon, từ trên ghế salon ngồi dậy, nghe tiếng gõ cửa kinh khủng, mới phát hiện gió lớn lẻn trong nhà thật lạnh lẽo, thậm chí gió thổi cuốn lên một góc rèm cửa sổ. Các cô mở to đôi mắt mơ hồ, vẫn không biết xảy chuyện gì, nói, xảy ra chuyện gì vậy. Ai gõ cửa à? Gõ lớn tiếng như vậy. Đầu óc Tiểu Nhu rất ngốc nghếch giống như heo, mái tóc rối loạn, phát huy bản lãnh của người làm, đứng lên trước, muốn chạy đến cạnh cửa mở cửa cho người ta. Không ngờ người mới vừa đi tới cửa, tay còn chưa cầm khóa, cửa phịch một tiếng bị đẩy ra. Cô a một tiếng vẫn chưa hết, cả người giống như con ruồi bị ép tới trên tường, không được nhúc nhích, chấm than ngoặc kép. Mười mấy tên đặc cảnh tràn vào, cầm khẩu súng màu đen. Chỉ vào đường Khả Hinh và Nhã Tuệ, đạn đã lên nòng. Nhã Tuệ và Khả Hinh hoảng sợ đến con người muốn rớt ra, đôi tay không biết làm sao, loạn xả dơ lên đầu hàng. Nhất định đây là một đêm không bình thường. Hơn nữa, có một quy định không bình thường, ban đêm nhiễu loạn đã không bình thường, đây là chuyện gì? Chính là nội quy của khách sạn Á Châu, phàm là nhân viên cấp quản lý trở lên, trong thời gian còn làm việc, khi xảy ra tranh chấp pháp lý và hình sự. Muốn nộp tiền bảo lãnh ra ngoài thì phải có chữ ký của tổng giám đốc xác nhận tình huống, mới có thể phái luật sư cố vấn khách sạn đi chuộc người. Mà phó quản lý Lưu Nhã Tuệ, lần trước được tổng giám đốc đề bạt đã sớm tiến vào giai đoạn xét duyệt cấp quản lý, có nghĩa là người này chỉ bước nửa chân vào hàng ngũ quản lý, cho nên trong 10 phút ngắn ngủi, trưởng phòng hành chính mở một cuộc họp đầy tranh cãi, quyết định báo cáo lên tổng giám đốc chuyện phó quản lý Lưu Nhã Tuệ, bởi vì bị tình nghi gây bất lợi cho cháu trai của thủ tướng xin ý kiến của Tổng Giám Đốc. Đông Anh nghe điện thoại, trên mặt không biết lộ ra vẻ gì, thậm chí cô cho rằng mình nghe lầm, hỏi một lần nữa cô. Cô, cô nói cái gì, cô nói quản lý Lưu. Lưu, Lưu Nhã Tuệ bị tình nghi có hành vi gây bất lợi cho cháu trai của Thủ tướng, thậm chí có có thể hành động mưu hại rồi bị bắt vào cục cảnh sát. Đúng vậy, trưởng phòng hành chính bất đắc dĩ trầm trọng nói, còn có hai nhân viên khác của khách sạn chúng ta, một người tên Đường Khả Hinh, một người tên Ninh Tiểu Nhu, họ cũng bị bắt rồi. Ánh mắt Đông anh thoáng sốc sách chợt lóe lên, cảm thấy tình hình nghiêm trọng. Để điện thoại xuống, đi ra phòng thư ký, cũng đã thấy tưởng thiên lỗi lạnh lùng đi ra khỏi phòng tổng giám đốc, phòng độ nghiêm nghị cài xong cúc áo âu phục, đi ra ngoài, cô có chút căng thẳng gọi nhỏ tổng giám đốc. Phòng hành tránh đột nhiên có việc gấp. Tưởng thiên lỗi dừng ở trước cửa văn phòng, ngưng mặt nhìn cô, chậm rãi hỏi, việc gì? Đông Anh thật sự rất bất đắc nhìn tưởng thiên lỗi nói, lưu, 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 tưởng thiên lỗi trầm mặt nhìn cô. Đông Anh nhanh chóng nói, lưu nhã tuệ và đường khả hinh, còn có ninh tiểu nhu nhân viên của nhà hàng Tây bởi vì bị tình nghi gây bất lợi cho cháu trai của thủ tướng, bị, bị, bị cảnh sát bắt rồi. Ánh mắt tưởng thiên lỗi nóng lên nhìn cô. Audio điện tử võ tấn bền. mươi 121, cháu trai của thủ tướng. Một buổi tối không bình thường vẫn kéo dài. Bão táp và mưa to vẫn kéo dài, ngay cả có thể nhìn thấy trong cơn mưa điên cuồng, bọt nước tung trắng xóa. Trong phòng giam, cảnh sát ra ra vào vào, tối nay cũng đặc biệt căng thẳng, lâu lâu thấy một cảnh sát đứng ở trước cửa cục cảnh sát, cầm điếu thuốc hút, vừa hút vừa hỏi đồng nghiệp bên cạnh, ba cô gái ở trong đó như thế nào. Có một cảnh sát trẻ nói, còn có thể như thế nào. Khóc xong, lại ngẩn người, ngẩn người xong lại khóc tiếp, có thể bị mang tới phòng tra xét đặc biệt, đi đến chỗ đó thì phiền toái. Dường như thị trưởng và cục trưởng căng thẳng bàn chuyện gì, nói nếu như không tìm được cháu trai của thủ tướng, sẽ phải tăng cường báo động khắp thành phố. Tôi vào xem một chút, một cảnh sát ném điếu thuốc, xài bước đi vào cục cảnh sát sáng lên ánh đèn rực rỡ, nhìn thấy rất nhiều quan chức chính phủ và đặc cảnh, vẻ mặt nghiêm túc, giống như đang thảo luận chuyện gì, sau đó viên cảnh sát này nhìn về phía ba cô gái ở trong song sắt phòng tạm giam, các cô đều chảy nước mắt không ngừng, hơn nữa có một cô gái tóc ngắn, ôm đầu gối, nước mắt vẫn còn ảo ảo lăn xuống, hoảng sợ đến phát run, anh ta nhíu mày. "Chuyện gì vậy?" Có một đồng nghiệp cầm tài liệu vụ án đi tới hỏi. "Rốt cuộc tôi cảm thấy cô gái này giống như gặp qua ở nơi nào." Viên cảnh sát này đã hơn 30 tuổi, dáng dấp cũng đẹp trai, nhìn đường khả hình, có chút nghi ngờ nói không thể nào, đồng nghiệp cười nói, chẳng lẽ cô ấy đã từng vào cục cảnh sát. Cảnh sát này nghe vậy, cao mày suy nghĩ một chút, nhưng cảm thấy không thể có khả năng, liền cười cười đi khỏi, sau lưng lại bỏ lại một câu chuyện xưa. Đúng vậy, thật sự bọn họ đã từng gặp nhau, ba năm trước đây, tưởng thiên lỗi và đường khả hình bởi vì một chuyện hiểu lầm cãi nhau ẩm ý, bị đưa vào cục cảnh sát do viên cảnh sát này đích thân tra hỏi. Chỉ tiếc, khả hình không nghĩ ra, nếu nhớ tới có lẽ có thể van nài để cho cô nói một câu mà không phải trực tiếp bắt ba cô mang tới nơi này. Hiện tại Khả Hinh hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt, nước mắt vẫn chảy ào ào, suy nghĩ xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Tôi thật sự không nghĩ ra, Nhã Tệ ngồi ở trên đất phòng tạm giam, lại không nhịn bật khóc nói, trong ba người chúng ta, ai biết cháu trai của thủ tướng làm sao đột nhiên bị bắt, chúng ta có ý đồ xấu sao, hay làm tổn thương anh ta sao? Wow, à, chấm ngoặc kép lúc này tiểu nhu đã không nhịn được há to mồm, ngửa đầu lớn tiếng khóc. tôi không có ý gây bất lợi đối với cháu trai thủ tướng, tôi không biết gì cả. mẹ ơi! trong cuộc cảnh sát, cảnh sát vừa nghe tiếng khóc này, mọi người cũng phiền não vô cùng, không thể nhịn được nói lại tới. khóc một buổi tối, có phiền hay không hả? a, à, chấm ngoặc kép, tiểu nhu lại khóc lớn, nước mắt ào ảo lăn xuống nói, mẹ ơi, cứu con đi, tôi không có làm việc gì sai. Tôi không biết cháu trai của thủ tướng. Bây giờ Nhã Tuệ và Khả Hinh không có hơi sức ngăn cản cô khóc, bản thân cũng đang phiền não. Nhã Tuệ càng suy nghĩ chuyện này, càng thấy không ổn, nói, suốt cuộc trước khi chúng ta uống rượu say, đã xảy ra chuyện gì hả? Các người nhanh nghĩ lại một chút. Khả Hinh lau nước mắt, nghẹn ngào nói tôi làm sao biết. Ăn uống say khướt, sau đó hát hò rồi gục ở trên ghế salon ngủ. Nhã Tuệ nghe vậy, bản thân mình cũng nghĩ ngợi một lúc không cảm thấy mình có chỗ nào không ổn, ngay lập tức nhào tới trước mặt của Tiểu Nhu, ra sức vỗ bả vai của cô một cái, che miệng của cô, gấp gáp nói cô đừng khóc nữa. Cô nghĩ lại một chút cho tôi. Lúc cô uống rượu say, xảy ra chuyện gì? Không có xảy ra chuyện gì à? Tôi cũng ngủ thiếp đi. Tiểu Nhu mím môi lại khóc hoa hoa, vừa khóc vừa nói. Lúc tôi nhìn hai người uống rượu xong, ngủ thiếp đi, tôi cũng ngủ thiếp đi. Sau đó tôi. Trên khuôn mặt đầy nước mắt của cô đột nhiên sững sờ, nghẹn lại. Nhã Tuệ và Khả Hinh lập tức căng thẳng nhìn cô, hỏi cô nghĩ ra chuyện gì. Tiểu Nhu sừng sốt nhìn bọn họ nói tôi, tôi, tôi giống như nhận một cuộc điện thoại. Điện thoại của ai? Nhã Tuệ và Khả Hinh cùng nhau hỏi. Điện thoại màu đen, Tiểu Nhu nói. Khả Hinh suy nghĩ một chút, ngay lập tức nói, đó là Tô Thủy Kỳ. Đúng 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 bọn họ muốn tìm Tô Thủy Kỳ, Tiểu Nhu lập tức tỉnh thần nói. Tô Thủy Kỳ là ai vậy? Không phải là cháu trai của Thủ tướng chứ? Nhã Tuệ hoảng sợ, trong lòng chợt lạnh lẽo. Không phải, Đường Khả hình lập tức nói, chính là ông chủ tiệm tạo mẫu thường cắt tóc cho tôi. Không có liên quan đến cháu trai Thủ tướng. Vậy rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Bọn họ bắt chúng ta, không cho chúng ta nói, không cho chúng ta uống nước muốn làm gì. Phải cho chúng ta một lý do chứ, làm sao vô duyên vô cớ bắt người như vậy nhã tuệ tức giận lập tức đứng dậy đôi tay nắm chặt song sắt nhìn cảnh sát bên ngoài kêu to thả chúng tôi chúng tôi bị oan các người không thể tùy tiện bắt người như vậy chúng tôi cũng không biết cháu trai của thủ tướng thả chúng tôi ra tiểu nhu cũng bỏ đến song sắt khóc đến nước mắt ào ào chảy nói chúng tôi bị oan chúng tôi thật sự bị oan chúng tôi hoàn toàn không biết cháu trai của thủ tướng tôi thề tôi thề ba người chúng tôi không quen gặp anh ấy dù chỉ một lần. Có một nhân viên đặc cảnh vừa mới từ trong tổ kiểm tra chứng cứ đi tới, cầm trong tay một phần tài liệu, giao cho một cảnh sát, cảnh sát lập tức mở ra xem, vừa nhìn hình ảnh trước mặt, đôi mắt lập tức nóng lên, chỉ vào cô gái đang gào khóc, lạnh lùng nói, còn dám chối sao? Hiện tại có chứng cứ vô cùng chính xác, dám nói dối. Cảnh sát nói dứt lời, liền muốn đem chứng cứ đưa cho một quan chức chính phủ xem, chuẩn bị mở cuộc tra hỏi lại nghe bên ngoài cục cảnh sát truyền tới tổng giám đốc tưởng đến rồi. Bọn nhã tuệ, khả hình vừa nghe, lập tức hoảng sợ ngã sóng xoài trên mặt đất, sợ hết hồn hết vía, nhã tuệ càng lẫn trốn, che mặt khóc nói, lần này xong rồi. Lần này thật sự xong rồi, chuyện này ảnh hưởng đến tổng giám đốc, chúng ta còn có thể sống sao? Đường khả hình cũng bất đắc dĩ tựa vào trên tường, hoảng sợ đến nước mắt ào ào chảy xuống. Bên ngoài cục cảnh sát vẫn mưa to gió lớn, thậm chí cơn bão ập tới. Chiếc Rolls-Royce màu đen cấp tốc dừng ở trước cục cảnh sát, Tưởng Thiên Lỗi cũng không chờ Đông Anh kéo cửa xe cho anh, đã nhanh chóng đi ra, Đông Anh lập tức che dù, từ bên kia đi ra, che gió mưa cho Tưởng Thiên Lỗi, mới gấp gáp hỏi: "Tổng giám đốc, chúng ta có nên mời đoàn luật sư tới hay không?" Tưởng Thiên Lỗi nhanh chóng đi vào trong, trầm mặt nói: "Mời luật sư làm gì? Hiện tại bọn họ bị tình nghi mưu hại cháu trai của thủ tướng, mời luật sư có tác dụng gì?" Đông Anh sướng sờ, nắm cây dù không nhịn được ngừng lại, cũng đã thấy tưởng thiên lỗi tự mình dẫn hai lãnh đạo cấp cao của tập đoàn khách sạn Á Châu và ủy viên chính trị cùng nhau đi vào bên trong cục cảnh sát, bóng dáng to lớn cao ngạo vội và, cô nặng nề thở dài, cũng che dù nhanh chóng đi vào trong. Tưởng thiên lỗi trầm mặt, thái độ cứng rắn sải bước đi vào cục cảnh sát, thấy tần vĩ nghiệp cũng vừa tới cục cảnh sát, trong tay đang cầm một phần chứng cứ, sắc mặt nghiêm túc xem, anh dừng bước, liếc mắt nhìn, liền tiến lên, kêu nhỏ thị trưởng Tần. Tần Vĩ Nghiệp, một người đàn ông ôn hòa nho nhã, ngẩng đầu lên nhìn thấy tưởng thiên lỗi, lập tức có chút nặng nề, mỉm cười nói tổng giám đốc tưởng. Đây là dáng vẻ bên ngoài của bọn họ. Tưởng thiên lỗi khẽ gật đầu, đi lên trước, cũng không chào hỏi với bất kỳ quan chức chính phủ nào, sau đó nhận lấy chứng cứ Tần Vĩ Nghiệp đưa cho mình, rút ra, lập tức nhìn thấy hình của đường Khả Hinh và Tô Thụy Kỳ ngồi ở trong xe vừa nói vừa cười. Ánh mắt lạnh lùng của anh lóe lên một cái, sau đó nghe Tần Vĩ Nghiệp bất đắc dĩ cười nói, ba cô gái này, vừa rồi cũng không ngừng nói mình không nhận ra cháu trai của Thủ tướng. Sắc mặt tưởng thiên lỗi lạnh lùng, im lặng không lên tiếng, chân chậm rãi bước đi, vừa nhìn từng ấm hình thân mật của đường Khả Hinh và Tô Thụy Kỳ, vừa đi về phía phòng tạm giam. Ba cô gái trong phòng tạm giam, thấy tưởng thiên lỗi bước tới, lập tức cúi đầu, đi đến bên trong co lại một cục, đường Khả Hinh cũng mất hết mặt mũi ngồi xổm bên song sắt, cúi đầu hoảng sợ nước mắt chảy ào ào vẻ mặt tưởng thiên lỗi đông lại, vừa vặn đi tới trước mặt của đường Khả Hinh, tiếp tục rút ra xem hình của Khả Hinh và Tô Thủy Kỳ ở trong tiệm vừa nói vừa cười, còn thấy Tô Thủy Kỳ vươn tay khẽ xoa đầu Khả Hinh, sau đó thấy ở trước tiệm sushi, Tô Thủy Kỳ đỡ Khả Hinh xuống xe, sau đó thấy hai người bọn họ cùng đi dạo phố, cùng nhau mua thức ăn giống như đôi tình nhân, rồi trở về nhà, tay trong tay đi qua cầu treo, cuối cùng là hình Tô Thủy Kỳ cởi xe đạp, chở Khả Hinh chạy dọc theo con đường rừng phong thật dài hai người rất tình cảm, thân mật, mỉm cười. Tưởng thiên lỗi hơi rũ mắt, liếc nhìn đường khả hình bên trong phòng tạm giam. Lúc này đường khả hình cũng hoảng sợ đến mất hồn mất phía nhìn tưởng thiên lỗi, khóc nói tôi thật sự không biết cháu trai của thủ tướng, thật không biết. Mặt của tưởng thiên lỗi không biểu hiện gì, thở dốc một hơi, cầm một tấm hình trong đó, càng xem, lồng ngực càng phập phồng không ngừng, qua một lúc thật lâu, rốt cuộc lạnh giọng nói, sớm biết như thế cho cô 180 triệu, để cho cô cút càng xa càng tốt, hôm nay không đến nỗi để cho cô giày vò tới mức này. Đường khả hình nhất thời ngây người, ngẩng đầu lên, nước mắt rào rào lăn xuống, nhìn tưởng thiên lỗi, nói anh. Anh có ý gì? Nhã tuệ cũng có chút căng thẳng nhìn về phía bộ dáng mờ mịt không biết của đường khả hình, cô vội vã bỏ qua, gấp gáp nói, tổng giám đốc, anh nói gì vậy? Trong này nhất định có hiểu lầm. Hiểu lầm, tưởng thiên lỗi cố nén lửa giận, Đem hình trong tay ném tới trước mặt đường khả hình nói, cô xem một chút cô đã làm chuyện gì. Đường khả hình lập tức căng thẳng quỳ trên mặt đất, nhặt một đống hình trên đất, vừa nhìn vẫn mở mịt không biết. Biết người trong hình không? Tưởng thiên lỗi chậm rãi hỏi. Biết A, à, tô thủy kỳ A, à? chấm ngoặc kép, lúc này đường khả hình chỉ ngây ngốc nói ra ba chữ, ở đầu bên kia, quan chức chính phủ và cảnh sát đột nhiên yên lặng nhìn cô. Tưởng thiên lỗi nhìn vẻ mặt cô, lồng ngực như có đốm lửa muốn nổ tung, nhưng vẻ mặt vẫn cố đè nén, chậm rãi nói cô biết anh ta là ai không. Đường Khả Hinh ngây ngô nói, là ông chủ tiệm tạo mẫu A. Đó là cháu trai của thủ tướng. Đường Khả Hinh, ánh mắt của tưởng thiên lỗi nóng lên, bất đắc dĩ nói. Đường Khả Hinh và Nhã Tuệ cùng chừng lớn con ngươi, lại một lần nữa hoảng sợ đến hóa đá. chương 122, cho cô ăn đồ tươi. Anh, 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 anh nói cái gì? Anh nói Tô Thủy Kỳ là cháu trai của thủ tướng, Đường Khả Hinh trừng lớn con ngươi, nhìn vẻ mặt tức giận của Tưởng Thiên Lỗi, nhất thời cô hoảng sợ đến mất hồn, vỡ mật. Nhã Tuệ và Tiểu Nhu nghe nói như thế, cũng kinh hãi không nói ra lời. Tưởng Thiên Lỗi nhìn cô, cố nén lửa giận, chậm rãi nói, cô và một người đàn ông thân mật như vậy, chụp loại hình mập mờ như vậy, sau đó cô không biết anh ta là ai. Đường Khả Hinh hoảng sợ đến trái tim đập thình thịch, khóc nói, tôi thật sự không biết con bé chết tiệt kia bình thường nhã tuệ không nở mắng khả hinh nhưng hôm nay thật sự gấp gáp chụp bả vai của cô tức giận nói bình thường cô đi chung với người ta như thế nào ngay cả thân phận người ta là gì cô cũng không biết tới lui cái gì còn chụp ảnh thân mật như thế nếu tô thủy kỳ có chuyện gì cô lấy nước rửa cũng không sạch đường khả hinh lập tức ngẩng đầu lên nhìn nhã tuệ khóc nói ai nghĩ tới một người giúp tôi cắt tóc hội đầu là cháu trai của thủ tướng chứ tôi hoàn toàn không nghĩ tới a Tôi quen biết anh ấy 3 năm, nhưng mấy ngày trước mới biết được tên của anh ấy mà." Tưởng Thiên lỗi nghiêm mặt nhìn chằm chằm người này, nhanh chóng nói, "Tôi mặc kệ giữa các người xảy ra chuyện gì, hiện tại quan trọng nhất là cô biết làm thế nào để tìm được anh ta không?" Lúc này Tần Vĩ Nghiệp cũng đi tới, vẻ mặt nghiêm túc nói, "Mau sớm nghĩ lại một chút, làm thế nào mới có thể tìm được cháu trai của thủ tướng, nếu không, một lúc nữa các người có nhảy vào sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch, đây là tội lớn." tại sao cô giữ điện thoại của cậu chủ tô lý do là gì đường khả hinh hoảng sợ đến mất hết hồn vía lúc này lập tức ngẩng đầu lên gấp gáp nói tôi biết cách tìm được anh ấy lời này vừa nói ra mọi người lập tức đi tới thậm chí có cảnh sát tức giận nói cô biết làm sao tìm được anh ấy bây giờ mới nói cô có ý đồ gì tưởng thiên lỗi hơi nghiêng mặt hai mắt giống như dã thú thoáng qua vẻ không vui tần vĩ nghiệp nhìn thấy thái độ của tưởng thiên lỗi như vậy liền ho khan một tiếng nghiêm nghị nhìn đường khả hình nói mau nói đi làm thế nào mới có thể tìm được cháu trai của thủ tướng cho tôi mượn điện thoại di động mau lên trái tim đường khả hình đập thình thịch vươn tay về phía tưởng thiên lỗi vội vàng nói tưởng thiên lỗi hơi nghi ngờ nhìn đường khả hình một cái mới chậm rãi rút điện thoại của mình đưa cho cô chậm rãi nói cứ như vậy có thể tìm được anh ta đúng vậy đường khả hình vội vàng run run, run nhận lấy điện thoại di động đầu đầy mồ hôi cũng quên lau ở trên màn hình điện thoại của tưởng thiên lỗi nhấn số điện thoại của mình tưởng thiên lỗi xoay người lại có thể nhìn thấy trên màn hình điện thoại to lớn của mình xuất hiện số di động của đường khả hình anh lạnh lùng nói cô dở trò gì vậy đây là số di động của cô đường khả hình dừng tay nhìn tưởng thiên lỗi ngạc nhiên hỏi tại sao anh biết đây là số điện thoại di động của tôi tưởng thiên lỗi im lặng không lên tiếng chỉ lạnh lùng nhìn cô đường khả hinh nhìn dáng vẻ im lặng của anh cũng không hỏi đến cùng nữa nhanh chóng bấm mã số điện thoại sau đó run rẩy quỳ trên mặt đất cầm điện thoại di động nghe máy một dòng điện nhanh chóng chuyển đi sau khi kết nối rốt cuộc điện thoại vang lên đường khả hinh lập tức kích động rơi nước mắt nghe được tiếng chuông điện thoại của mình reo lên cô hoảng sợ đến nghẹn ngào nói nghe điện thoại tô thủy kỳ nghe điện thoại nghe điện thoại tô thủy kỳ Tất cả mọi người cũng căng thẳng nhìn đường khả hình quá kích động, tất cả đều ngưng thần chờ đợi. Ánh mắt sắc bén của tưởng thiên lỗi nhìn đường khả hình, muốn biết rốt cuộc cô muốn dở cho gì. Điện thoại tiếp tục đổ chuông. Xeng xeng, xeng xeng, xeng xeng, xeng xeng, xeng Đường khả hình cầm điện thoại di động, hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch chờ đợi, trong hốc mắt di động nước mắt. Xeng xeng, xeng xeng, xeng xeng, xeng xeng, xeng xeng. Ừm, đột nhiên trong điện thoại truyền đến một âm thanh dịu dàng. Đường khả hình cùng mọi người nhất thời sững sờ, cô kích động hoa một tiếng, khóc lớn, hoa. Tô Thủy Kỳ ngồi ở trên quầy ba tại một quán ba, cầm điện thoại di động, nghe đường khả hình khóc lớn, ngay lập tức căng thẳng hỏi, khả hình. Cô làm sao vậy, xảy ra chuyện gì? Đường khả hình quỳ trên mặt đất, khóc đến rối tinh rối mù, nước mắt rào rào chảy, anh mau tới đây, hiện tại tôi ở cục cảnh sát bọn họ nói tôi có mưu hại anh, bắt tôi và hai người bạn. Tô Thủy Kỳ giật mình, lập tức cúp điện thoại di động, mới vừa muốn đứng dậy đi ra ngoài, lại thấy Tử Hiền, mái tóc xoan xóa như sóng lượt, mặc áo cúp ngực màu đen, quần dài màu đen chữ T, bên ngoài khoác áo chẽn màu trắng, tay nâng một ly BLUELOVIA -E đi về phía bên này, liền ngạc nhiên hỏi, này này này, anh lại muốn đi đâu, rất không dễ dàng bắt được anh, lại dám chạy. Tô Thủy Kỳ nhìn Nhậm Tử Hiền căng thẳng nói, một người bạn của tôi bởi vì tôi bị cảnh sát bắt rồi, tôi phải chạy nhanh qua, hôm nay tôi thoát khỏi đám vệ sĩ, bọn họ không thể tìm được tôi, chuyện này có chút phiền toái. Vậy tôi cùng đi với anh, Nhậm Tử Hiền cũng vội vàng để ly xuống, cùng với Tô Thủy Kỳ đi ra ngoài. Bên ngoài bão vẫn tán loạn, mưa to bay ngang. Cả cục cảnh sát và một số quan chức chính phủ, bởi vì tìm được Tô Thủy Kỳ cũng thở phào nhẹ nhõm, đều yên lặng chờ đợi cả người tưởng thiên lỗi giống như ông phật ôm vai ngồi ở trên ghế cục cảnh sát đè nén lửa giận lạnh lùng nhìn đường khả hình sợ ngây người ánh mắt anh vẫn đông cứng thái độ không dịu lại đường khả hình cuộn rúc trên đất không dám nhìn tưởng thiên lỗi chỉ là cảm giác giống như đang nằm mơ tô thủy kỳ lại là cháu trai của thủ tướng cô không nhịn được nhớ tới nụ cười hấp dẫn của tô thủy kỳ luôn lộ ra khoảng cách như gần như xa nhất là cử chỉ lịch sự nho nhã của anh thật ra không quá giống người trong giới thượng lưu cô không nói gì tựa vào trên tường, suy nghĩ tại sao mình lại xui xẻo như vậy. Ánh mắt tưởng thiên lỗi lóe lên, nhìn đường khả hinh ngồi xổm ở trong song sắt, cả người hoảng sợ đến run cầm cập, trên cánh tay, trên mặt có nhiều vết thương, nghĩ đến cho người này nghỉ phép 7 ngày, lúc này mới ngày thứ hai thì người không giống người, quỷ không giống quỷ rồi. Đông Anh nhìn ba cô gái ở bên trong thật sự rất đáng thương, liền không người nhìn tưởng thiên lỗi, khẽ nói tổng giám đốc, bọn họ đã bị giam hết một buổi tối, rất tội nghiệp, hay là chúng ta nói với cục trưởng, trước tiên thả bọn họ ra ngoài nghỉ ngơi một chút. Tưởng thiên lỗi nghiêm mặt, không lên tiếng. Đông Anh nhìn bộ dáng của anh, chỉ đành im lặng ngẩng đầu lên, có chút đau lòng nhìn ba người khả hinh. Tiểu Nhu giống như con mèo, ngồi xổm trên mặt đất, lộ ra ánh mắt thật đáng thương nhìn những cảnh sát và quan chức phía bên ngoài, cô nhìn nhã tuệ lầu bầu nói quản lý. Tôi rất khát nước, thật đói a. À. Nhã tuệ nhìn cô chầm chầm nói, lúc này khóc to như vậy, nước mắt trên người của cô cũng bốc hơi hết rồi, cô không thể chừa chút sức lực sao. Tiểu Nhu mím môi, không dám lên tiếng, cúi đầu, bàn tay nhỏ bé chụp nhẹ giày của mình, yếu ớt nói hai người không khát nước sao. Không đói bụng sao. Nhã Tuệ và Đường Khả Hinh hai người vừa nghe cũng ngồi xổm ở trên đất, nuốt một ngụm nước bọt, im lặng cúi đầu. Tưởng Thiên Lỗi nhìn bộ dáng của bọn họ, ánh mắt lạnh lùng chợt lóe, liền lạnh lùng nói cho các cô một chút nước và thức ăn vâng đông anh lập tức đi ra ngoài không lâu cũng đã bảo trợ lý đưa tới cho các cô ba chai nước và hai đĩa mì sốt tương tiểu nhu và nhã tuệ cùng nhìn ba chai nước và hai đĩa mì sốt tương ngoài cửa sắt hơi ngẩn ra ngẩng đầu lên nhìn thấy vẻ mặt băng bó của tưởng thiên lỗi bọn họ lập tức cúi đầu cầm lấy nước và mì sốt tương nhã tuệ bưng mì sốt tương cầm đũa lên nói tiểu nhu cô ăn một phần tôi và khả hinh không đói lắm hai chúng tôi ăn một phần cô ấy tự có đồ ăn không cần cô quan tâm." Tưởng Thiên Lỗi ngồi ở xa xa đầu kia, lạnh lùng nói. Nhã Tuệ và Tiểu Nhu nghe vậy, dối rít cầm mì sốt tương, nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, hơi nghi ngờ nhìn về phía Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh cũng ngạc nhiên đứng dậy nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, khuôn mặt người này vẫn băng bó, đầy áp lửa giận, không biết đang nghĩ cái gì, cô không dám lên tiếng, mới vừa muốn cúi đầu, cũng đã nghe được bên ngoài trợ lý tổng giám đốc nói, món ăn của cô đã tới cô không nhịn được ngẩng đầu lên, đột nhiên chừng lớn con ngươi nhìn trợ lý vô cùng vội bưng tới ba đĩa lớn sushi bạch tuộc tươi lốm đốm đầy áp trước mặt của mình, cô a à một tiếng, hoảng sợ, thân thể lui về phía sau một bước, chỉ vào đĩa sushi, lớn tiếng kêu, không phải đâu, nhiều sushi như vậy, làm sao tôi ăn hết? Không phải cô rất thích ăn bạch tuộc sao? Ánh mắt tưởng thiên lỗi đột nhiên sáng lên, nhìn đường khả hình cắn răng nghiến lợi nói, tôi nào có tôi không ưa thích chút nào. Đường khả hình núp ở góc tường, liếc nhìn ánh mắt đáng sợ của tưởng thiên lỗi, hoảng sợ muốn khóc lên nói tôi không muốn ăn. Tôi chết cũng không muốn ăn, nhiều như vậy, tôi ăn xong rồi, không no chết à. Dù sao sau khi về cũng phải ăn, hôm nay ăn một lần cho thật no chứ. Đừng phiền phức, tưởng thiên lỗi cắn răng nghiến lợi, lạnh lùng nói, tên này ghen vãi. Không muốn, chấm ngoặc kép, đường khả hình lập tức lắc đầu một cái, không chịu ăn. Tưởng thiên lỗi nhướng mày, lạnh lùng nói, không ăn cũng được, tối hôm nay, tối ngày mai, thậm chí tối ngày mốt, cô cũng ở lại nơi này cho tôi. Đường khả Hinh nhìn bộ dáng lạnh lùng của tưởng thiên lỗi, vẻ mặt của cô như bị táo bón, ngẩng đầu nhìn nhã tuệ và tiểu nhu đang cầm mì sốt tương thơm ngào ngạt, nhìn mình thương tiếc, cô cũng rất ủy khuất cúi đầu, bị ép buộc, bất đắc dĩ bỏ đến cạnh cửa sắt. Thật ủy khuất vươn tay cầm lấy một đĩa sushi bạch tuộc, hết sức gian nan bỏ vào trong miệng, vừa ăn vừa ghê tởm muốn nôn. Tưởng thiên lỗi nhìn bộ dáng của cô, hừ một tiếng, mới nói cô tự ăn từ đi, lúc nào ăn xong thì lăn ra đây cho tôi. Đường khả Hinh mím môi, lại ủy khuất vươn tay, nắm một khối sushi nhét vào trong miệng, vừa ăn vừa ủy khuất nhìn anh. Ánh mắt đáng sợ của tưởng thiên lỗi chợt lóe. Cô lập tức cúi đầu, lại vươn tay, lại cầm lên một khối sushi bỏ vào trong miệng, lại muốn nôn mửa, vẻ mặt đau khổ nhưng vẫn cố nuốt xuống, đang lúc cô gian nan ăn sushi thì đột nhiên nghe tiếng của một cảnh sát vui mừng nói, cậu chủ tô đến rồi. Chấm than ngoặc kép, chương 123, đi với ai? Đường khả hình nghe nói như thế, lập tức ngẩng đầu lên, căng thẳng nhìn ra phía ngoài. Tất cả cảnh sát và quan chức chính phủ lập tức căng thẳng đi ra ngoài, tưởng thiên lỗi cũng không nhúc nhích ngồi ở tại chỗ nhìn đường khả hình. Trong đêm tối, bão vẫn gào thét cuồng loạn. Chiếc Land Rover màu đen lao nhanh trong mưa gió chạy tới, sau đó thắng gấp ở trước cửa cục cảnh sát, Tô Thủy Kỳ không kịp đợi che dù, lập tức đi xuống xe đi ra bên ngoài, Nhậm Tử Hiền cũng vội xuống xe đi vào trong, không ngờ nhìn thấy đông đảo cảnh sát và quan chức chính phủ, thậm chí Tần Vĩ Nghiệp cũng bước nhanh ra ngoài, cô sững sờ, có chuyện nghiêm trọng sao? Cậu chủ, cậu đi đâu? Ông chủ và bà chủ cùng tiểu thư đang ở nhà trong suốt ruột chờ đợi. Tối nay cậu bỏ vệ sĩ, thật sự là... Chấm ngoặc kép, nam quản gia nhà họ tô gần 40 tuổi, lập tức dẫn mấy người giúp việc tiến lên gấp gáp nhìn tô thủy kỳ hỏi tô thủy kỳ trầm mặt không lên tiếng trong ánh mắt của các quan chức và cảnh sát cùng cung kính gọi cậu chủ tô thì anh đã sải bước đi vào cục cảnh sát trong sự bảo vệ của ba vệ sĩ liếc mắt liền thấy cả người đường khả hình đang quỳ gối ở trong song sắt nhét từng khối sushi vào miệng bộ dáng ăn như hổ đói vô cùng đáng thương tim của anh chợt đau nhói kêu to khả hình đường khả hình lập tức ngẩng đầu lên nhìn tô thủy kỳ đang đứng ở trước cửa cục cảnh sát trong miệng cô nhai một đống lớn sushi, rốt cuộc ngửa đầu khóc to. Tô Thủy Kỳ đau lòng đi lên trước, đi tới trước mặt của Đường Khả Hinh, đứng ở ngoài song sắt, nhìn Đường Khả Hinh còn quỳ trên mặt đất, giống như Tiểu Nhu, ngửa mặt khóc giống, nước mắt từng viên lăn xuống, anh tức giận quay mặt sang, lần đầu tiên tức giận như vậy, nhìn chằm chằm quản gia, quát lên, ông làm chuyện gì cũng không điều tra rõ ràng, động một chút là báo cảnh sát. Lung tung, giống kiểu gì hả? Quản gia đứng ở một bên cúi đầu không dám lên tiếng. Còn không mở cửa cho tôi, Tô Thủy Kỳ nghiêm mặt, quay đầu nhìn về phía một viên cảnh sát ăn hại đang đứng ngây người ở một bên gầm lên. Vâng, Cục trưởng Cục Cảnh sát nhìn thấy vẻ mặt Tô Thủy Kỳ tức giận, hoảng sợ không nhẹ, ra lệnh cho cấp dưới xông lên trước, cầm chìa khóa mở cửa sắt. Tô Thủy Kỳ lập tức đi vào trong song sắt, nửa ngồi ở trước mặt của đường khả hình nhìn cô vẫn khóc đến thở không ra hơi, trong miệng nhai sushi, vất vả nuốt xuống, nhưng nuốt quá gấp làm cho chảy nước mắt, mặt đỏ lên, rồi ho khan, bộ dáng rất đáng thương. Anh đau lòng tiến lên nhẹ ôm đường khả hinh vào trong lòng, khẽ vuốt ve phía sau lưng của cô nói, không sao, không sao. Chỉ là hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm, cô chịu khổ rồi. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Khả hình tựa vào trong ngực Tô Thủy Kỳ, cảm nhận được hơi ấm của anh, càng kích động hơn, tuổi thân khóc to. Tiểu Nhu nhìn thấy khả hình khóc đến đáng thương như vậy, nhớ tới tối nay mình chịu tội cũng tủi thân ngửa mặt khóc lên oa wow. cảnh sát và các quan chức cấp cao vừa nghe đến âm thanh này lập tức chán ghét lui về phía sau mấy bước tô thủy kỳ ôm khả hinh có chút ngạc nhiên xoay người nhìn về phía cô gái bên cạnh khóc to còn có cô gái vẫn yên lặng rơi lệ không hiểu hỏi các cô là khả hinh khóc đến nổi không nín được vừa mệt mỏi vừa khóc nói các cô ấy là bạn thân của tôi bởi vì cũng bị tình nghi mưu hại anh cho nên cũng bị bắt oa wow. Cô nói hết lời, lại chôn mặt ở trong ngực Tô Thủy Kỳ, khóc lớn. Tô Thủy Kỳ nghe vậy, vừa buồn cười vừa trìu mến nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, nhẹ lau nước mắt trên mặt cô, đau lòng nhìn cô khóc đến đôi mắt to sưng lên giống như hột đào, dịu dàng nói, nhìn xem, khóc đến nổi mắt sưng lên rồi. Tâm trạng khả hình hơi bình tĩnh lại nhưng vẫn uất ức, nước mắt từng viên lăn xuống. Tô Thủy Kỳ lại ôm cô vào trong ngực, khẽ xoa lưng của cô. Người cả cục cảnh sát đều nhìn nhau, ngạc nhiên nhìn cảnh tượng này, bàn tán xôn xao. Chỉ có một người, một người, anh vẫn giống như tượng Phật, ngồi ở trên ghế salon, hai mắt giống như dã thú, lạnh lùng nhìn đường khả hình đang tựa và trong ngực Tô Thụy Kỳ khóc thúc thiết, rất đáng thương, rất buồn bã, rất buồn nôn. Suốt cuộc xảy ra chuyện gì, không phải chỉ mới mấy giờ không thấy sao, lại lao sư động chúng như vậy, các người có phung phí tiền thuế hay không, có một giọng nói trong trẻo, từ bên ngoài cục cảnh sát truyền tới. Ánh mắt tưởng thiên lỗi hơi lóe lên, có chút nghi ngờ nghiêng mặt nhìn về phía lối vào, quả nhiên là vợ chưa cưới của mình, ăn mặc hết sức hấp dẫn đi tới, trên mặt trang điểm đậm, dưới ánh đèn huỳnh quang, càng cảm thấy kiêu ngạo, anh nhíu mày, ánh mắt sắc bén nhìn Tô Thủy Kỳ trong phòng giam, trong chớp mắt hiểu ra. Đang chơi rất vui vẻ, làm cho tôi phải từ bỏ. Chấm ngoặc kép, nhầm tử hiền từ đầu kia cục cảnh sát đi tới, đột nhiên nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Đông Anh, ánh mắt cô chợt lóe, lập tức xoay người, hết sức kinh ngạc nhìn về phía tưởng thiên lỗi ngồi ở trên ghế, lạnh lùng nhìn mình tròng chọc, chọc, cô hắc một tiếng, không thể tin nổi nói, xảy ra chuyện gì vậy. Đông Anh lập tức tiến lên giải thích với Tử Hiền, nhậm tiểu thư, ba người bạn của cậu chủ tô là nhân viên. Khách sạn Á Châu chúng ta, cho nên Tổng Giám Đốc muốn đích thân tới tìm hiểu tình hình. Nhậm Tử Hiền vừa nghe, cười nói, thật sao? Cô lập tức nhìn về phía ba cô gái trong song sắt, sau đó thấy Đường Khả Hinh ở trong ngực Tô Thủy Kỳ, cô giật mình nói, "Là cô." Tô Thủy Kỳ không có thời gian để ý tới ai, chỉ ôm Khả Hinh, liếc mắt nhìn đống sushi cá sống, bạch tuột tươi ở trước mặt, đau lòng nói cô, "Cô đói sao, phải ăn nhiều bạch tuộc như vậy?" "Tôi." chấm ngoặc kép, Đường Khả Hinh lập tức nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, ánh mắt của anh híp lại, cặp mắt cô vẫn còn treo nước mắt, nói, "Tôi rất đói." đói cũng không cần ăn nhiều như vậy, bể bụng thì làm thế nào? Tô Thủy Kỳ nhìn ba đĩa sushi, có một đĩa đã giải quyết xong, anh càng ngạc nhiên nói, hơn nữa, không phải cô không thích ăn sushi cá sống, bạch tuột tươi sao? Cô làm cả ngày cũng không có ăn mà. Tôi, chấm ngoặc kép, con người đường khả hình lại liếc nhìn tưởng thiên lỗi, nhìn hai mắt của anh tràn đầy ý muốn giết người, cô chớp mắt, lập tức ủy khuất nói, hôm nay tôi rất thích ăn. Vậy bây giờ còn đói không? Tô Thủy Kỳ quan tâm hỏi, "Tôi..." chấm ngoặc kép, Đường Khả Hinh lại muốn nói chuyện, nhưng nhìn thấy Tưởng Thiên lỗi ngẩng mặt lên vô cùng tức giận, cô lập tức mím môi nói, "Tôi còn đói." Cô nói xong, lại thật gian nan đưa tay qua cầm một khối sushi bạch tuộc bỏ vào trong miệng nhai. Nhã Tuệ và Tiểu Nhu cũng không nhịn được cảm giác buồn nôn nhìn cô. Tô Thủy Kỳ nhìn cô ăn, ngay lập tức cẩn thận đỡ cô dậy nói, "Rốt cuộc đói bụng mấy ngày mà ăn như vậy, chúng ta đi ra ngoài, không sao." Đường khả hình vừa nghe, nước mắt lại lăn xuống, mới vừa muốn đứng lên, lại phát hiện dưới chân tê dần, cô a một tiếng, thân thể mềm nhũn Tô Thủy Kỳ lập tức bồng cô lên, xải bước đi ra ngoài, lại tức giận nói với người bên ngoài còn không đi vào đỡ hai tiểu thư ra ngoài. Đứng đó làm gì? Vâng, vâng, vâng. Cục trưởng dẫn mấy tên cảnh sát cùng đi vào trong song sắt đỡ tiểu nhu và nhã tuệ đi ra. Tô Thủy Kỳ tức giận lường bọn họ một cái, tiếp tục ôm đường khả hình đi tới, lúc này mới phát hiện tưởng thiên lỗi cũng ở tại hiện trường, đang lạnh lùng đứng lên, vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt lạnh lùng nhìn mình, anh cũng dừng bước lại, vẻ mặt lạnh lùng nhìn tưởng thiên lỗi. Hai đàn ông lạnh lùng nhìn nhau, cứ nhìn nhau như vậy cũng không có ai buông lòng. Không khí có chút một ngạt. Khả hình liếc mắt nhìn tưởng thiên lỗi, lại nhìn tô thủy kỳ, trái tim đập thình thịch, ngay lập tức nhẹ dẫy dụa người, có chút ngượng ngùng đứng tại chỗ, không dám lên tiếng ngược lại nhậm tử hiền hơi mỉm cười tiến lên, chen vai, có chút khó tin nhìn thoáng qua đường khả hinh, lại nhìn tưởng thiên lỗi, nói chuyện gì vậy? ngày mưa bão, hai người các người muốn ăn sống nhau à? tưởng thiên lỗi chậm rãi quay đầu nhìn về phía vợ chưa cưới nói, ngày bão, tại sao em không ở nhà nghỉ ngơi, lại muốn làm phiền cậu chủ tô nghỉ ngơi? không quấy dày, tô thủy kỳ ôm khẽ khả hinh vào trong ngực nói, tưởng thiên lỗi nhìn về phía tô thủy kỳ bình tĩnh nói cậu chủ tô và vợ chưa cưới của tôi là bạn thân các người hẹn nhau đi ra ngoài giải trí thoải mái tôi không nói gì nhưng nếu anh là cháu trai cưng của thủ tướng an toàn của anh liên quan rất rộng trao đổi điện thoại di động với cấp dưới của tôi tại sao không nghĩ tới sẽ làm liên lụy đến mấy cô gái ăn cơm tù tô thủy kỳ nghe vậy cười khẽ nói trong lúc bất chợt tôi cũng quên khả hình là nhân viên khách sạn á châu các người tôi chỉ nhớ cô ấy là hồng nhan chi kỹ của tôi không nghĩ quá nhiều hôm nay xảy ra chuyện này thật sự xin lỗi còn khiến anh ních thân tới đây thật xin lỗi sau này tôi sẽ chú ý anh nói xong liền muốn đỡ khả hinh đi khỏi tưởng thiên lỗi lạnh lùng ngăn ở trước mặt hai người bọn họ ngẩng mặt lên đè nén lửa giận nói cậu chủ tô cảm ơn anh hôm nay chạy tới giải thích chuyện hiểu lầm này nhưng vì đây là chuyện của nhân viên tôi tôi nhất định phải làm rõ chân tướng đối với người này tôi tạm thời không tin tưởng Đường Khả Hinh nhìn chằm chằm Tưởng Thiên Lỗi. Hai mắt Tô Thủy Kỳ chợt lóe, trên mặt hiện lên nụ cười nhẹ, nói: "Ý của anh là tôi muốn dẫn người đi, anh không chấp nhận?" Tưởng Thiên Lỗi hơi quay mặt sang, hai mắt cũng xẹt qua ý cười nói: "Không có gì gọi là chấp nhận hay không chấp nhận, chỉ cần bây giờ cô ấy vẫn là nhân viên khách sạn Á Châu, tôi phải mang cô ấy đi, nếu cô ấy không phải thì là chuyện khác." "Đường Khả Hinh, cô có phải là nhân viên khách sạn Á Châu hay không?" Anh nói xong, liền lạnh lùng nhìn về phía đường khả hình. Con người đường khả hình khẽ chấp, đầu muốn nổ tung. chương 124, tôi cũng đổi một. Tôi, 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 tôi là, là nhân viên của khách sạn Á Châu. Chấm ngoặc kép, đường khả hình hoảng sợ lên tiếng trả lời, trả lời xong có chút căng thẳng cúi đầu. Tưởng thiên lỗi lạnh lùng nhìn đường khả hình, sâu kín nói, trả lời rất miễn cưỡng như vậy, hay là không làm nữa đường khả hình lập tức chừng lớn con ngươi nhìn ánh mắt đáng sợ của tưởng thiên lỗi vội vàng gật đầu giống như băm tỏi nói không tôi 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 là nhân viên của khách sạn á châu tôi hết sức vinh hạnh trở thành một thành viên khách sạn á châu tưởng thiên lỗi ngừng mặt tô thụy kỳ mỉm cười nói tổng giám đốc tưởng quan tâm nhân viên tôi có thể hiểu nhưng bây giờ cảm xúc của khả hình không ổn định không phải nên để cho cô ấy trở về nghỉ ngơi thật tốt sao tôi sẽ đưa cô ấy về nghỉ Tưởng Thiên lỗi lạnh lùng nói. Rốt cuộc ánh mắt Tô Thủy Kỳ có chút lạnh lùng. Nhậm Tử Hiền và Đường Khả Hinh lập tức vươn tay nắm chặt cánh tay người đàn ông bên cạnh. Sắc mặt của Tưởng Thiên Lỗi và Tô Thủy Kỳ cũng có chút cứng rắn. Đường Khả Hinh lập tức căng thẳng nhìn Tô Thủy Kỳ nói, "Tô Thủy Kỳ, anh Anh đừng nóng giận, chuyện này là lỗi của ba người chúng tôi, chúng tôi phải nghe lời của tổng giám đốc, cảm ơn anh tối nay tới giúp tôi giải thích." "Tôi không sao, thật mà." "Không có việc gì." Tô Thủy Kỳ quay đầu, bất đắc dĩ nhìn cô. Đường Khả Hinh miến cưỡng nặn ra nụ cười, nắm chặt cánh tay của anh, ánh mắt lộ ra van xin, nuốt một ngụm nước bọt, nhỏ giọng nói tôi không sao. Thật mà, không có việc gì, chuyện này dừng lại ở đây, hả? Tô Thủy Kỳ im lặng không lên tiếng, thái độ vẫn không dịu lại. Nhậm Tử Hiền cũng cười nói, chuyện gì vậy? Một người là chồng chưa cưới, một người là bạn thân của tôi, các người muốn gây gỗ sao? Không phải là ba cô gái chết tiệt kia sao? Tại sao vậy? Cậu chủ tô, tối nay xúc phạm, tưởng thiên lỗi lạnh lùng nói xong, liền nhìn khả hinh một cái, nói, đi theo tôi. Đường khả hinh và bọn nhã tuệ cũng hoảng sợ đến tìm đập thình thịch, nhưng vẫn cắn răng, nắm chặt quả đấm bước đi, khả hinh vừa đi vừa quay đầu nhìn tô Thủy Kỳ, có chút xin lỗi. Tô Thủy Kỳ bất đắc dĩ nhìn khả hinh một cái, mới quay đầu sang, vẻ mặt không hiểu nhìn tử hiền nói, tôi nói đàn ông của cô muốn mang một phụ nữ đi thái độ cứng rắn như thế cô cũng không ghen sao a à, nhậm tử hiền nhìn tô thủy kỳ cười nói chẳng lẽ tôi cho rằng chồng chưa cưới của tôi sẽ thích con bé kia nhất định anh ấy có lý do của mình tình địch của tôi chỉ có một những người phụ nữ khác tôi đều không để vào mắt cô nói xong cũng thoải mái xoay người đi ra ngoài tô thủy kỳ không nói nhìn theo bóng lưng tử hiền cũng xoay người đi ra ngoài trước khi đi Liếc mắt nhìn Tần Vĩ Nghiệp im lặng không nói, khách khí gật đầu một cái, mỉm cười nói: "Thị trưởng Tần, hôm nay làm phiền anh nhọc lòng." Tần Vĩ Nghiệp lập tức cười nói: "Nào có, đây là chuyện tôi nên làm." Tối nay thủ tướng vô cùng lo lắng. Tô Thủy Kỳ nghe vậy, im lặng không lên tiếng, bởi vì lo lắng cho Khả Hinh, bước nhanh đi ra ngoài, vừa vặn nhìn thấy Tưởng Thiên Lỗi đứng ở trước cửa cục cảnh sát, nhìn báo quét ngang trong đêm, yên lặng chờ xe của mình lái tới. Anh nhìn Đường Khả Hinh đứng ở bên cạnh Tưởng Thiên Lỗi, dáng vẻ rất uất ức đáng thương cúi thấp đầu, thỉnh thoảng gió thổi vào mặt làm ướt đấm cũng không dám lên tiếng, anh vừa muốn bước đến, cũng đã thấy một chiếc Rolls-Royce chiếu đèn, nhanh chóng lái tới. Lúc này Nhậm Tử Hiền đứng ở trước mặt của Tưởng Thiên Lỗi, hơi mỉm cười nói, "Em làm thế nào?" Tưởng Thiên Lỗi lạnh lùng nói, "Em muốn đi cùng anh cũng được." Nhậm Tử Hiền lập tức nhăn mặt, đôi tay xua mặt trước, nhìn vẻ mặt anh lấy lòng cười nói, hay là anh đi làm chuyện của anh đi. Tưởng Thiên Lỗi không nói gì, tay nắm chặt cổ tay Đường Khả Hinh, kéo cô vào trong đêm mưa gió, sải bước đi tới trước xe của mình, nhét cả người cô vào, ngay sau đó mình cũng ngồi vào, ra lệnh, lái xe. Xe nhanh chóng chạy đi. Tiểu Nhu thở phào nhẹ nhõm cười nói với Nhã Tuệ, có phải chúng ta hết chuyện rồi không? Chúng ta có thể trở về nhà đúng không? Nhã Tuệ đang lo lắng cũng đã thấy một chiếc Mercedes màu đen dừng ở trước mặt của hai người. Vệ sĩ đi xuống xe, chống cây dù nhìn mình. Cô bất đắc dĩ thở dài nói, đừng suy nghĩ quá nhiều, đi theo tổng giám đốc thôi. Ai? À, tôi không muốn. Chấm ngoặc kép, tiểu nhu rất sợ hãi, khóc nói. Đi thôi, nhã tuệ kéo tiểu nhu, đầu tiên xoay lại kho người nói với nhậm tử hiền và tô thủy kỳ. Cảm ơn cậu chủ tô hôm nay tới cứu chúng tôi. Cảm ơn nhâm tiểu thư, chúng tôi đi trước. Tô Thủy Kỳ nhìn Nhã Tuệ, vẫn có chút lo lắng nói, lúc trở về, làm phiền cô chăm sóc cô ấy, nói với cô ấy tôi sẽ gọi điện thoại cho cô ấy. Vâng, Nhã Tuệ nói xong, liền lôi kéo Tiểu Nhu cùng đi vào trong mưa, ngồi vào xe, đi khỏi. Chương 124, tôi cũng đổi hai. Tô Thủy Kỳ nghĩ đến thái độ cứng rắn của Tưởng Thiên Lỗi lúc này vẫn có chút lo lắng cho Khả Hinh nhưng miễn cưỡng xoay người, vừa đúng nhìn thấy Nhậm Tử Hiền nhìn mình đầy thâm ý, anh bình tĩnh hỏi, chuyện gì? nhìn tôi làm gì nhậm tử hiền ôm vai nở nụ cười nói khó được a à. cậu chủ tô tiếng tăm lừng lẫy cậu chủ tô không dính khói bụi trần gian lại có thể để ý một cô gái như vậy sớm biết anh đã bắt đầu ăn mặn rồi phải nói với tôi một chút tôi có rất nhiều chị em để ý anh đã lâu tô thủy kỳ a à một tiếng không để ý đến cô mà nhận lấy cây dù vệ sĩ đưa tới mở ra nhẹ đỡ bả vai của cô đi về phía trước nói đi thôi thật nghĩ không ra Chồng chưa cưới của mình chạy mất, còn tôi phải đưa cô về nhà. Nhậm Tử Hiền sảng khoái cười một tiếng, liền cùng anh bước đi. Tối nay bão gào thét quét qua thành phố, vẫn không giảm bớt chút nào. Một chiếc Rolls-Royce màu đen lao đi trong đêm. Đường Khả Hinh ngồi ở trong xe hoảng sợ không dám động đậy, thỉnh thoảng nhìn phong cảnh phía ngoài, một mảnh đen tối, thỉnh thoảng thấy nước mưa tạt qua, cô nuốt một ngụm nước bọt, quay đầu liếc về phía Tưởng Thiên Lỗi, anh vẫn nghiêm mặt hai mắt đông lạnh nhìn về phía trước, không biết tức giận đến cỡ nào, hai tay của cô run rẩy nắm chặt quần áo trên đùi, khẽ nói, xin. Xin, thật xin lỗi. Điện thoại vang lên, tưởng thiên lỗi cầm điện thoại lên, nghe, ừm. Giọng nói của Đông Anh lập tức truyền đến, quả nhiên lúc này có truyền thông rình dập xung quanh cục cảnh sát, chuẩn bị nhắm vào chuyện này để tung tin, hơn nữa chúng tôi phát hiện. Thậm chí có truyền thông muốn theo dệt mâu thuẫn giữa Thủ tướng và Tập đoàn Á Châu chúng ta, chúng tôi đã mời trưởng cục cảnh sát ở trước mặt truyền thông giải thích chuyện này, cũng mời thị trưởng tần ra mặt giải quyết. May mắn, thật may mắn là cậu chủ tô cũng tới nhanh, nếu không, báo chí đưa tin, cho dù muốn giải thích cũng phải chờ ngày mai. Tưởng thiên lỗi cố nén lửa giận, cúp điện thoại, tiếp tục ngẩng mặt lên, nhìn xe lái vào một phố xá sầm uất. Tổng, Tổng, Tổng Giám Đốc, chúng ta, phải đi nơi nào, đường khả hình có chút lo lắng nhìn tưởng thiên lỗi, lo sợ nói. Tưởng Thiên lỗi lạnh lùng quay đầu nhìn về phía Đường Khả Hinh, hỏi ý kiến của cô nói, cô muốn đi đâu? Muốn đi tiệm sushi không? Đường Khả Hinh lập tức khoát tay, hoảng sợ nói không. Không, không, không muốn, tiệm sushi đóng cửa rồi. Tôi biết có mấy khách sạn nhỏ, Bạch Tuộc nơi đó ăn rất ngon, cơm nắm cũng ngon. Hay là ăn cá tươi? Tưởng Thiên lỗi cắn răng nghiến lợi nhìn cô nói. Vẻ mặt của Đường Khả Hinh như bị táo bón. Nhìn vẻ mặt tức giận của anh nói, tôi thật sự xin lỗi. Tổng giám đốc, tôi thật sự xin lỗi. Tôi không biết anh ấy là cháu trai của thủ tướng, tôi thật sự thực sự không biết, tôi cầu xin anh tha thứ cho tôi đi, tôi sai rồi, tôi không thể ăn cá tươi nữa. Tưởng Thiên Lỗi tức giận quay mặt sang nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, ở trong toa xe hơi tối, thỉnh thoảng nhìn thấy đôi mắt to của cô lóe lên sợ hãi, trong lúc nhất thời Hùng hăng vươn tay siết chặt cằm của cô, nói, một mình cô chết không có gì đáng tiếc. Nhưng cô không thể phá hỏng chuyện lớn của tôi. Đường khả hình trợn mắt, không hiểu nhìn anh. Hai mắt tưởng thiên lỗi lộ ra một chút nóng nảy nhìn đường khả hình, một lúc lâu, mới chậm rãi mở ra môi mỏng hỏi, nói. Cô và Tô Thủy Kỳ quan hệ thế nào? Bạn bè, đường khả hình không dám lừa gạt anh, vội vàng nói. Bạn bè dạng gì, tưởng thiên lỗi lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cô, hỏi. Đường Khả Hinh suy nghĩ một chút. Trả lời tôi, tưởng thiên lỗi không cho cô thời gian suy nghĩ. Là, bạn tốt và bạn bè bình thường. Chấm ngoặc kép, đường Khả Hinh dùng đôi mắt to vô tội nhìn chầm chầm tưởng thiên lỗi, nói. Tưởng thiên lỗi nhíu mày, không vui nói, nếu chỉ là người bạn tốt, vậy tại sao chụp nhiều hình thân mật như vậy? Đường Khả Hinh mở chừng hai mắt, nhìn anh chầm chầm nói, những tấm hình kia coi là thân mật sao? Không ôm, không hôn môi, chỉ đi ngang qua cầu treo anh ấy nắm tay của tôi lo sợ tôi té xuống nha giữa tôi và anh ấy thật không có xảy ra cái gì thật mà thật mà tôi thề huống chi có người nào yêu thích người như tôi tưởng thiên lỗi nhìn cô đường khả hình cũng nhìn anh vẻ mặt đau khổ nói anh phải tin tưởng tôi thật không có hôm nay chỉ là một chuyện hiểu lầm ngày ấy chúng tôi chơi trò chơi trao đổi điện thoại di động cho đối phương trong ba ngày xem ai không nhịn được người đó sẽ thua chỉ như vậy thôi. Tưởng Thiên Lỗi buông cầm cô ra, xoay người ngồi tại chỗ, ngưng mặt sửa sang Âu phục một chút. Đột nhiên từ trong túi của mình lấy ra điện thoại di động màu đen màn hình siêu lớn, xoay một chút, lắc ở trước mặt của Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh chừng lớn con ngươi, nhìn anh, lại nhìn điện thoại di động trên mặt lộ ra vẻ không hiểu. Vẻ mặt Tưởng Thiên Lỗi không biểu hiện gì, quay đầu nhìn Đường Khả Hinh nói: Tôi cũng trao đổi điện thoại di động với cô ba ngày chương 125, khi nào anh đi? Một, à, vẻ mặt đường khả hình lập tức nhăn nhó nhìn tưởng thiên lỗi nói, tổng giám đốc. Anh đừng hại tôi nữa, tôi không có bản lãnh này, dày vò hết cảnh sát, lại đến bảo vệ của khách sạn chúng ta. Anh bỏ qua cho tôi đi, có lẽ, anh không thích tôi làm việc ở kho rượu, tôi đi rửa toilet cũng được. Tưởng thiên lỗi lạnh lùng nhìn đường khả hình, nói chúng tôi không cần người ngu ngốc như cô rửa toilet. Vậy anh muốn tôi làm sao? Đường Khả Hinh nghĩ tới cảnh tượng nguy hiểm tối nay, cô đã hoảng sợ đến ruột gan đều vỡ, khóc nói: "Huống chi, điện thoại di động của tôi ở chỗ của Tô Thủy Kỳ, tôi không có đồ đổ trao đổi với anh đâu." "Vậy càng đơn giản," Tưởng Thiên Lỗi đột nhiên nhướng mày nhìn Đường Khả Hinh nói: "Đổi người của cô cho tôi là được." "Gì?" Đường Khả Hinh kinh hoàng nhìn Tưởng Thiên Lỗi, sợ hãi nói: "Anh có ý gì?" Tưởng Thiên Lỗi nhìn Đường Khả Hinh nói: "Bắt đầu hôm nay, điện thoại di động của tôi sẽ là của cô." cho dù là ai tìm cô cũng phải thông qua số di động của tôi bắt đầu từ bây giờ tất cả mọi chuyện cô đều phải nghe tôi cho đến khi trò chơi kết thúc đường khả hình ngây người nhìn tưởng thiên lỗi có chút tức giận nói tại sao tưởng thiên lỗi nhíu mày nhìn cô rất đơn giản nói cô có thể lựa chọn không chơi trò chơi này sau đó trực tiếp ra khỏi cửa chính khách sạn á châu tôi đưa cho cô một năm tiền lương cô phải cút càng xa càng tốt cho tôi đường khả hình nghe xong trong lòng lập tức run lên cúi đầu tưởng thiên lỗi nhìn bộ dáng của cô hỏi tiếp đồng ý hay không đồng ý đường khả hình ngẩng đầu lên thành thực nhìn tưởng thiên lỗi nói tổng giám đốc hay là anh bỏ qua cho tôi đi điện thoại của những người khác tôi cảm thấy có thể nhận được nhưng vợ chưa cưới của anh gọi tới không phải chỉnh chết tôi sao anh có tức giận cũng không thể đối với tôi như vậy a à? bọn họ sẽ không gọi tưởng thiên lỗi thoải mái nói đường khả hình khổ sở thở dài một hơi cầm lấy tưởng thiên lỗi đột nhiên giơ điện thoại trong tay vẻ mặt cứng rắn đường khả hình liếc anh một cái vẻ mặt đau khổ vươn tay run rẩy nhận lấy điện thoại di động nhìn màn hình điện thoại di động cực lớn đặt ở trong lòng bàn tay cảm thấy lo sợ thế nào thật sự không hiểu rốt cuộc xảy ra chuyện gì cô thở dài đành phải bất đắc dĩ nói tổng giám đốc tôi cũng nghe lời anh rồi điện thoại di động của anh cũng cầm rồi bây giờ có thể nói cho tôi biết chúng ta phải đi nơi nào hay không tưởng thiên lỗi nhìn cô nói đến rồi đường khả hình cầm điện thoại di động nhìn ra phía ngoài xe chạy nhanh đến dưới lầu nhà của mình cô không hiểu quay đầu nhìn về phía tưởng thiên lỗi nói về nhà bằng không đi đâu tưởng thiên lỗi nhìn đường khả hình hỏi đường khả hình thở phào nhẹ nhõm nói anh anh thả tôi về nhà hả tưởng thiên lỗi nhìn cô nói cô không muốn trở về cũng được chúng ta có thể đi khách sạn nhỏ. Lập tức về nhà, đường khả hình muốn từ bên này đẩy cửa xe ra, nhưng cô đã ngẩn người nhìn tưởng thiên lỗi đã bước nhanh ra ngoài, nhận lấy cây dù tài xế đưa tới, đón bão cấp 13, phòng qua xe, tự mình đến mở cửa xe cho đường khả hình, ánh mắt nóng bỏng nhìn cô. Đường khả hình ngồi ở trong xe, thấy tưởng thiên lỗi đột nhiên nhiệt tình như vậy, làm cho cô có chút lo sợ nói, anh không cần đưa tôi, tôi sẽ tự về. Tưởng thiên lỗi không nói gì, cúi người xuống kéo cả người cô ra ngoài, ôm vào trong ngực, cùng nhau đứng ở dưới dù, đi vào trong, thỉnh thoảng bão quét tới, tưởng thiên lỗi nghiêng người che gió cho Khả Hinh, ôm lấy cô đi tới tiệm bánh bao đã đóng cửa, mặt của Khả Hinh đỏ bừng vừa định dẫy ruộ thoát ra lồng ngực tưởng thiên lỗi, lại thấy Nhã Tuệ và Tiểu Nhu cũng cùng nhau theo về, mọi người nhìn hai người. Đi thôi, tưởng thiên lỗi hết sức quen thuộc đường đến nhà đường Khả Hinh, ôm cô đi vòng qua tiệm bánh bao, đón gió mưa đi tới mật mã trước cửa, cúi đầu nhìn cô nói, mở cửa. Ở trong cây dù, đường khả hinh ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn tưởng thiên lỗi, sau đó nhìn thoáng qua vẻ mặt kinh ngạc đến ngây người của nhã tuệ và tiểu nhu ở xa xa, trái tim đập thình thịch nói, tổng giám đốc, chúng tôi tự đi về nhà là được. Tôi đã hứa với người khác đưa cô về nhà nghỉ ngơi. Tưởng thiên lỗi nhìn đường khả hinh nói như là chuyện đương nhiên. Không cần phiền toái như vậy. Mở cửa. Đinh 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 đinh. Chấm ngoặc kép. Đường khả Hinh nhấn mật mã khóa, sau đó cả người mình bị tưởng thiên lỗi vặn giống như con gà đi vào cầu thang, cô ngã dưới cầu thang tối tăm, anh nhanh chóng thu cây dù, ném cho vệ sĩ ở bên cạnh, nói, đi lên. Khả Hinh khiếp sợ đứng ở cửa cầu thang nhìn tưởng thiên lỗi phủi một vòng nước mưa trên tây trang, tự mình đi qua bên cạnh cô bước lên trên, cô hết sức hết sức không hiểu nhìn nhã tuệ và tiểu nhu, hỏi tại sao. Bọn họ cũng không hiểu gì, tiểu nhu đã hoảng sợ đến thần trí mơ hồ, vẻ mặt cô đau khổ nhìn về phía nhã tuệ nói quản. Quản, quản lý lưu, tôi, tôi, tôi muốn về nhà. Về nhà cái gì, bản thân nhã tuệ cũng hoảng sợ đến muốn chết, nắm chặt cánh tay tiểu nhu, nói, hôm nay không phải cô nói muốn ngủ chung với tôi sao. Thì ngủ chung, thật ra cô muốn bắt nhiều người để thêm can đảm. mươi 125, khi nào anh đi? Hai, tiểu nhu muốn khóc vội vàng lắc lắc đầu. Đi lên, Nhã Tuệ dùng dáng vẻ quản lý, ra lệnh cho cô. Cứ như vậy, ba cô gái thấp thỏm chất thành một đống, từng bước từng bước đi lên lầu, mới vừa đi vài bước, cửa thang lầu bằng sắt bị vệ sĩ canh giữ ở bên ngoài, đóng một cái ầm nặng nề. A, à, chấm ngoặc kép, ba cô gái cùng nhau ngã tại trên cầu thang, hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch nhìn cánh cửa kia đã đóng chặt, nhất thời bọn họ đưa tay đè ngực, hoảng sợ đến vỡ mật, tối nay trải qua một loạt chuyện như vậy, bọn họ gần như đã mất mật rồi lên đi, chấm ngoặc kép, nhã tuệ vừa thở hồn hển vừa kéo hai người lên trên, đột nhiên nhìn thấy bóng dáng to lớn kiêu ngạo nghiêm nghị của tưởng thiên lỗi một mình đứng ở giữa hai cánh cửa lầu hai, rời ánh mắt dã thú, nhìn sang. Nhất thời bọn họ sợ hết hồn, đứng ở bậc thang thứ hai trở xuống, cũng không dám động đậy Mở cửa, tưởng thiên lỗi lại ra lệnh. Nhã tuệ nuốt một ngụm nước bọt, bây giờ không có biện pháp, đi tới trước một bước, run rẩy lấy chìa khóa, cẩn thận mở cửa, vừa đi vào, vừa nhìn chầm chầm tưởng thiên lỗi. Tưởng thiên lỗi cũng không nhúc nhích. Đôi mắt to của tiểu nhu trợt lóe, cũng cẩn thận đi thoáng qua bên cạnh tưởng thiên lỗi, đi vào trong nhà. Tưởng thiên lỗi vẫn không nhúc nhích. Đường khả hình nuốt một ngụm nước bọt, hoảng sợ đến trên trán đổ mồ hôi, từng bước từng bước đi lên thang lầu, đi qua bên cạnh tưởng thiên lỗi, cũng không dám nhìn anh, bước đi vào trong nhà. Cửa phía sau phịch một tiếng, Ba cô gái cùng yên lòng thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt tươi cười xoay người, lập tức tiếp xúc với ánh mắt giã thú của tưởng thiên lỗi, các cô a hát một tiếng, lại chồng lên nhau ngã xuống sàn. Tưởng thiên lỗi hoàn toàn xem như nhà của mình, cởi bỏ âu phục màu đen, chỉ mặc áo sơ mi trắng, đi tới trên ghế salon ngồi xuống. Bọn nhã tuệ chừng lớn con ngươi, đứng ở phía sau nhìn bộ dáng của tưởng thiên lỗi, thật sự sợ choáng váng. Anh, anh, anh ấy ở lại chỗ này làm gì? không phải là qua đêm chứ?" Nhã Tuệ hạ thấp giọng, không thể tin nổi nói. Mặt của Tiểu Nhu lại bị táo bón, căng thẳng nắm Khả Hinh nói, "Khả Hinh." Cô nhanh hỏi tổng giám đốc một chút. "Hỏi cái gì?" "Hỏi khi nào anh ấy đi?" "À, mặc dù Đường Khả Hinh thông minh nhưng biết hỏi tổng giám đốc khi nào đi như vậy, không phải đào hố nhảy xuống sao?" "Cô và anh quen thuộc à?" "Đúng vậy, hay là hỏi đi một chút." Nhã Tuệ cũng đẩy Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh nuốt một ngụm nước bọt, mới vừa muốn cất bước, cũng đã thấy Tưởng Thiên Lối cầm lên hộp điều khiển trên sofa nhỏ màu vàng nhạt, mở TV, chuyển đến kênh tin tức, xem vô cùng chăm chú. Cô nhìn bóng lưng của anh một cái, run sợ rời bước đi tới trước mặt của anh, như đứa bé ngồi xổm ở bên chân của anh, khoanh hai tay nói tổng. "Tổng giám đốc, chúng tôi đã an toàn về đến nhà rồi, chúng tôi không nên quấy dậy anh. Hay là anh đi về nghỉ ngơi sớm một chút?" tiểu nhu và nhã tuệ liền vội vàng gật đầu. Tưởng thiên lỗi giống như chồng người ta, đưa ra bàn tay, bắt trước tô thủy kỳ xoa đầu đường khả hinh nói, không phải tôi đã nói rồi sao, chờ cô nghỉ ngơi xong, tôi sẽ về. Vậy, vậy đến bao giờ, đường khả hinh để mặc cho anh xoa đầu, căng thẳng muốn đổ mồ hôi nhìn anh. Ánh mắt của tưởng thiên lỗi lạnh lẽo, chuyển tay bóp cằm của cô, nói, lúc cô ngủ. À, còn không đi tắm ngủ, tưởng thiên lỗi bảo cô, Nhã Tuệ và Tiểu Nhu vừa nghe, lập tức vọt vào phòng ngủ, hai người cầm một bộ áo ngủ của mình, như tên lửa phóng đến toilet, còn thiếu điều không tắm rửa chung. Đường Khả Hinh biết động tác của hai người bạn thân ở sau lưng, cô hoảng sợ đến không dám nhúc nhích nhìn Tưởng Thiên Lỗi. "Tôi khát nước." chấm ngoặc kép, Tưởng Thiên Lỗi vừa xem TV, vừa lạnh lùng nói. "Anh muốn uống nước gì?" Đường Khả Hinh dương mắt nhìn Tưởng Thiên Lỗi, hỏi. "Nước." Hiện tại Đường khả hình không có biện pháp, đứng lên, từng bước từng bước đi về phía phòng bếp, cầm một chai nước suối nho nhỏ, mở nắp đưa đến trước mặt của tưởng thiên lỗi. Tưởng thiên lỗi cũng không nhìn cô, liền nhận lấy chai nước suối uống, vừa uống vừa nói còn không đi tắm. Đường khả hình nhìn anh một cái, ô một tiếng, liền đi vào gian phòng của mình, cầm lên một cái áo ngủ màu hồng, có theo hình con vịt đô nan, cẩn thận đi ra khỏi phòng ngủ, sau đó đi tới phòng tắm, cũng đã thấy tiểu nhu đã tắm xong. Nhã Tuệ cũng nhanh chóng tắm xong, vừa muốn chạy ra ngoài, cô khiếp sợ hỏi các người tắm xong nhanh vậy. Đúng, cô cũng mau tắm đi, chúng ta cùng lên giường ngủ, anh ấy có thể đi rồi. Tôi không chịu nổi, chấm than ngoặc kép, Nhã Tuệ nói xong, cũng đã cùng Tiểu Nhu giống như hỏa tiến vọt ra khỏi phòng tắm, sau đó muốn xông vào phòng ngủ, trong chớp mắt thắng lại tại cửa ra vào, cách bức rèm che lay động, có thể nhìn thấy tưởng thiên lỗi quay lưng về hướng mình, ngồi ở bên giường khả hinh mở xem tạp chí rượu đỏ nào đó. Năm ngón tay của Tiểu Nhu cắm vào trong miệng, hoảng sợ đến chảy nước mắt. Ha ha ha, cười chảy nước mắt nà. Nhã Tuệ càng không chịu nổi suy nghĩ, xảy ra chuyện gì vậy? Tôi, tôi, tôi ngủ trên salon. Tiểu Nhu đột nhiên lui về phía sau một bước, thật nhanh phóng tới trên ghế salon. Nhã Tuệ cũng không nhìn nữa nói, tôi cũng ngủ trên ghế salon. Cô cũng đi tới một cái ghế salon dài khác, cứng rắn tranh đoạt một chiếc gối ôm với tiểu nhu. Đường khả hình cũng vội tắm xong, cầm khăn lông khô, vừa lau tóc của mình, che phân nửa tầm mắt, nói tôi tắm xong rồi. Cô bước nhỏ, đi từ từ cũng không kịp nhìn kỹ, liền vén rèm che, đi vào phòng ngủ, không ngờ trong mắt cô trợn trừng, khăn lông trong tay rớt xuống, nhìn bả vai rộng lớn mạnh mẽ của tưởng thiên lỗi, vẻ mặt cô hở ra, lui ra sau một bước. Vào đi, nằm trên giường, Tưởng Thiên Lỗi lật một tờ tạp chí, nói. Audio điện tử võ tấn bền. chương 126, so chiêu. Khả Hinh run rẩy đứng tại chỗ nhìn bóng lưng Tưởng Thiên Lỗi. Cô trừng lớn con người quay đầu nhìn Nhã Tuệ và Tiểu Nhu nằm ở trên ghế salon, chỉ lộ ra nửa mắt nhìn mình, mặt của cô đỏ lên, nơi cổ họng đột nhiên khô khốc, chân không nhịn được nhũn ra, hết sức khó khăn, yếu ớt nói Tổng Giám Đốc. Tôi xem hay là tôi đi ra ngoài ghế salon ngủ vậy. Tưởng thiên lỗi nghe vậy, lập tức buông tạp chí xuống, cũng đứng lên, lạnh lùng muốn đi ra ngoài. Anh muốn làm gì? Khả hình có chút hoảng sợ ngăn ở trước mặt của tưởng thiên lỗi, trợn to hai mắt hỏi. Vẻ mặt tưởng thiên lỗi không thay đổi nhìn cô nói, không phải cô nói muốn ngủ trên ghế salon dài sao? Tôi đi cùng cô. Không cần. Từ sau lưng truyền đến tiếng kêu rên nhỏ nhỏ của hai người nhã tuệ và tiểu nhu. Trong mắt khả hình lóe lên vẻ đáng thương, vẻ mặt đau khổ nói, không cần, tôi ngủ trong phòng. Tưởng thiên lỗi nghe vậy, xoay người lại, lần này không ngồi ở trên giường nữa mà đưa tay kéo một cái ghế ở trước bàn máy vi tính, chuyển đến một vị trí, đi tới, cả người hết sức tao nhã ngồi ở chỗ đó, tiếp tục xem tài liệu rượu đỏ, thậm chí ở trong mỗi phần trên tài liệu rượu đỏ. Anh xem thấy khả hình ghi chép một đoạn về trang trại rượu đỏ, sự biến hóa của dịch rượu trong 10 năm qua, phía trên có mùi vị, màu sắc và tình trạng phản ứng tê doa hai mắt anh hết sức chậm rãi lướt qua chữ viết xinh đẹp của cô nói còn không nằm xuống khả hinh hết sức hết sức miến cưỡng rời bước đi tới bên giường vừa nhìn anh vừa cẩn thận ngồi ở bên giường đối mặt với anh đôi bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng kéo váy trên đầu gối khẽ cắn môi dưới tưởng thiên lỗi im lặng không lên tiếng lật xem một tài liệu rượu đỏ chấm ngoặc kép có muốn tôi ôm cô lên giường hay không mặt của đường khả hình đỏ lên, vội vàng nói không, không, không cần. Tưởng Thiên lỗi nghe xong, lại lật xem một tờ tạp chí, mới nói vậy còn không ngủ, không muốn tôi đi đúng không? A, à, chấm ngoặc kép cô sửng sốt, không biết trả lời thế nào. Trả lời là đúng, hay không đúng? Cô hết sức phiền não nhìn anh một cái, sau đó nói vậy tôi ngủ đây. Ừ, cô bất đắc dĩ ngồi ở bên giường, khẽ rời thân thể cẩn thận thu hai chân, bàn tay nhỏ bé kéo qua ga giường màu hồng, chậm rãi rời người, nằm xuống, vừa nằm vừa đỏ mặt kéo váy của mình, liếc anh. Dường như tưởng thiên lỗi không có thời gian này để ý đến cô, hết sức chăm chú xem xong một quyển tài liệu rượu đỏ, lại như người tới trước, từ trên giá sách lấy xuống một quyển tài liệu rượu tuyết lợi để xem. Suốt cuộc khả hình nằm ở trên giường, đầu nhẹ gối lên gối đầu mềm mại, trợn to hai mắt nhìn lên trần nhà rán thật là nhiều ngôi sao giả quang mình và nhã tuệ tốn cả một buổi tối dán lên nói nếu như tắt đèn còn có ánh sao cùng với chúng ta tối nay báo đặc biệt lớn càng không ngừng vỗ vào bệ cửa sổ đóng có chút không chặt ở trong gian phòng tiếng rầm rầm vang dội có chút đáng sợ ngay cả có thể nghe được tiếng mưa rào rào tạt vào cửa sổ thủy tinh khả hình có chút hoảng sợ cũng không biết đang sợ cái gì hai cô gái bên ngoài phòng khách cũng lo sợ cách bước rèm tre đã lẳng lặng buông xuống nhìn bóng lưng tưởng thiên lỗi hơi cử động thỉnh thoảng lật sách cũng không có làm gì khác. Quản lý lưu, tổng giám đốc chúng ta có thể gây bất lợi cho khả hình hay không? Tiểu Nhu có chút lo lắng nói. Nhã Tuệ cũng có chút căng thẳng nói, tôi cũng lo lắng chuyện này, nhưng tôi nghĩ không thể, trong nhà chúng ta có ba người phụ nữ, phía dưới còn có rất nhiều vệ sĩ và mấy đặc cảnh đi theo, hơn nữa anh ấy đường đường là tổng giám đốc khách sạn Á Châu chúng ta, không đến nỗi làm như vậy. Tiểu Nhu suy nghĩ một chút thấy cũng đúng nhưng vẫn nằm ở trên ghế salon, không biết từ lúc nào, trong tay cầm lấy vỏ chai rượu đỏ hôm nay mới vừa uống xong, ôm vào trong ngực. Cô làm gì đấy? Nhã Tuệ nhìn chằm chằm người này. Tiểu Nhu mím môi, vẻ mặt vô cùng lẫm liệt như tráng sĩ ra đi không quay lại nói, nếu tổng giám đốc dám làm loạn với Khả Hinh, tôi sẽ sẽ xông vào đánh cho anh ấy bất tỉnh. Như vậy sao? Chấm ngoặc kép, Nhã Tuệ nhìn cô, khẽ nói, thay vì làm như vậy, không bằng bây giờ cô đi vào ngủ với cô ấy không cần chấm ngoặc kép tiểu nhu lập tức mím môi nói tôi rất sợ tổng giám đốc nhã tuệ thở dài cô cũng sợ sau đó hai người cùng nhau xoay người mệt mỏi gần chết dựa chung một chỗ tạm thời nhắm mắt lại chỉ còn lại âm thanh lật sách đường khả hình khẽ đảo mắt đôi tay kéo chân đến trước ngực liếc mắt nhìn tưởng thiên lỗi cô nhắm mắt lại thở đều đều nói tôi ngủ rồi tưởng thiên lỗi vừa nhìn tài liệu vừa nói thật sao có nằm mơ không Đường khả hình sâu kín nói, nằm mơ. Có nằm mơ thấy ăn bạch tuộc hay không? Hay là nằm mơ chúng ta cùng nhau đi đến khách sạn ăn bạch tuộc hả? Tưởng thiên lỗi cho cô một ý kiến. Đường khả hình lập tức trợn to hai mắt, nói, không cần. Tôi đã tỉnh. Tưởng thiên lỗi khẽ nhíu mày, đột nhiên buông tạp chí xuống, đứng dậy, đi tới trước cửa sổ, dùng sức đàn ông kéo cánh cửa sổ, ẩm một tiếng, lần này chốt rất chặt. Đường khả hình hơi ngẩng đầu lên nhìn anh, sau khi đóng lại chặt kín cửa sổ anh cũng cúi đầu nhìn mình mặt của cô ửng đỏ nằm xuống chậm rãi kéo chiếc chăn màu xanh dương đắp lên mặt của mình rốt cuộc lên tiếng tại sao muốn như vậy tưởng thiên lỗi lại ngồi xuống thong thả nói tôi muốn xác định cô ngủ say tối nay sẽ không gây thêm họa cho tôi đường khả hình từ từ kéo chăn xuống lộ ra ánh mắt giống như con thỏ nhỏ nhìn anh có chút đáng thương tưởng thiên lỗi nhanh chóng đưa ra tạp chí vỗ xuống mặt của cô một chút A, à, Đường Khả Hinh khẽ kêu một tiếng, rốt cuộc có chút không khách khí nhìn anh trầm chầm, chầm, nói, "Rất đau a." À. Hai mắt Tưởng Thiên lỗi xẹt qua ý cười, tiếp tục lật xem tạp chí, nói, "Bình thường cô rất thích xem tạp chí rượu đỏ sao?" "Ừ," Đường Khả Hinh tiện tay lấy ra một con cá heo nhỏ màu xanh dương, ôm vào trong ngực. "Tại sao ghi chú nghiêm túc như vậy?" "Bởi vì không có nếm thử." Đường Khả Hinh lầu bầu nói xong, liền vặn vây con cá heo Tưởng Thiên Lỗi im lặng không lên tiếng, lật một tờ tạp chí, phía trên là hình ảnh một ly rượu sâm banh màu vàng nhạt óng ánh, trong ly rượu có rất nhiều bọt khí mộng ảo bay lên vô cùng xinh đẹp. Anh xem tên loại rượu sâm banh, lại thấy chữ viết xinh đẹp của Khả Hinh viết, tại sao tất cả cô gái đều yêu thích bọt khí sâm banh? Là bởi vì nó vui mắt, nó mộng ảo, nhưng mọi người không biết sao, đó là lượng đường thuần túy ngọt như mật của sâm banh, trong quá trình bốc hơi, sinh ra bọt khí nhỏ. Người khác đều nói sau khi xoay tròn rượu đỏ ở trong ly, giọt rượu rơi ra mép ly là nước mắt đa tình đa cảm của người tình. Nhưng rượu sâm banh vĩnh viễn cho bạn cảm giác ngọt ngào. Chỉ mong người trong thiên hạ có tình, sẽ thành người thân thuộc, cùng hưởng bọt khí xinh đẹp trong sâm banh. Tưởng thiên lỗi nhìn chữ phía trên, đột nhiên hỏi, lúc cô và Tô Thủy Kỳ đi chung với nhau cảm giác thế nào? À, khả hình sướng sờ nhìn tưởng thiên lỗi, không hiểu những lời này của anh. Là rượu đỏ hay sâm banh? Tưởng thiên lỗi hỏi. Đường khả hình suy nghĩ một chút, mới nói, xâm banh. Ánh mắt của tưởng thiên lỗi nhíu lại. Đường khả hình cảm giác có một hơi lạnh bắn tới trên người của mình. Cô có chút hoảng sợ nhìn anh, nói tôi. Tôi, tôi nói sai sao? Tưởng thiên lỗi mới vừa muốn nói chuyện, lại nghe được điện thoại di động trong phòng khách vang lên, ánh mắt anh lóe lên một cái. Khả hình cũng hơi ngồi dậy, suy nghĩ xem lúc này, ai gọi điện thoại tới đây là điện thoại của nhã tuệ nhã tuệ cũng ngạc nhiên nhận lấy điện thoại nhận máy alo một tiếng chào cô chấm ngoặc kép một âm thanh trầm thấp dịu dàng vang lên nhã tuệ lập tức nhận ra điện thoại của tô thủy kỳ cô kinh ngạc nói cậu chủ tô đúng vậy tô thủy kỳ mỉm cười nói nhã tuệ hơi sửng sốt không tự chủ nói làm sao anh biết số di động của tôi tô thủy kỳ ngồi ở trên ghế salon hơi mỉm cười không lên tiếng nhã tuệ đã biết anh là cháu trai của thủ tướng anh muốn biết của người nào không được cô bất đắc dĩ cười khổ một tiếng nói anh muốn tìm khả hinh phải không đúng vậy tô thủy kỳ mỉm cười hỏi cô ấy ngủ rồi sao nhã tuệ cầm điện thoại di động không dám lên tiếng đầu tiên liếc nhìn vào trong cách rèm cửa sổ nhìn thấy tưởng thiên lỗi đột nhiên đưa ngón trỏ ngoắc ngoắc mình lòng của cô chợt lạnh nhưng vẫn chậm rãi đứng dậy đi qua phòng khách đi vào phòng nhìn khả hinh nằm ở trên giường trừng lớn con ngươi, không dám lên tiếng nhìn mình, cô cũng không dám lên tiếng, chỉ cẩn thận đưa điện thoại di động cho tưởng thiên lỗi. Trên mặt tưởng thiên lỗi hiện lên vẻ cười như không cười, nhận lấy điện thoại di động, giơ tay lên. Nhã tuệ không dám lên tiếng, nhìn khả hinh một cái, rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài. Tưởng thiên lỗi cầm điện thoại di động, ngồi xuống, nghe điện thoại, đáp lời. Chấm ngoặc kép, alo. Tô Thủy Kỳ ngồi ngay ngắn, nắm điện thoại, tổng giám đốc tưởng ừ tưởng thiên lỗi vừa nghe điện thoại vừa nhìn đường khả hình đường khả hình tiếp thu được tin tức trong ánh mắt của anh không dám lên tiếng nhưng vẫn muốn duỗi tay lấy điện thoại tưởng thiên lỗi nhẹ nắm bàn tay nhỏ bé của khả hình đưa tới chậm chạp thả vào bên môi hôn nhẹ sau đó nắm ngón giữa cắn mạnh một cái sắc mặt của đường khả hình nhăn nhó trong miệng chất đầy chăn đau đến hai chân cũng trà trên giường khả hình đâu tô thủy kỳ nhăn mặt hỏi ngủ rồi lúc này còn đang nói mớ, nằm mơ thấy mình ăn bạch tuộc. Tưởng thiên lỗi hơi lộ ra nụ cười nói. Tô Thủy Kỳ im lặng một lúc, mới nói tổng giám đốc tưởng, đêm đã khuya, anh vẫn còn ở trong phòng của phụ nữ, không tốt lắm. Tôi nói rồi, tôi sẽ đưa cô ấy đi về nghỉ. Tưởng thiên lỗi nói. Tô Thủy Kỳ không lên tiếng. Xin hỏi cậu chủ tô tìm cô ấy có chuyện sao? Đã trễ thế này, chấm ngoặc kép, tưởng thiên lỗi khẽ nhíu mày, hỏi. Tô Thủy Kỳ im lặng một lúc, mới nói, tôi chỉ lo lắng chuyện xảy ra ngày hôm nay làm cho cô ấy căng thẳng và sợ hãi, nghỉ ngơi không tốt. Tưởng Thiên Lỗi đột nhiên mỉm cười nói, tình trạng của cô ấy rất tốt, về đến nhà, thúc giục cô tắm, mặc một bộ áo ngủ màu hồng, có thêu một con vịt Donan rất xấu, đã ngủ rồi. Cảm xúc không có gì bất ổn, cảm ơn cậu chủ Tô quan tâm nhân viên của tôi. Tô Thủy Kỳ lại im lặng. Anh còn có việc sao? Tưởng Thiên Lỗi hết sức hết sức thong thả hỏi. Tô Thủy Kỳ không có cách nào, chỉ đành phải nói không có. Hẹn gặp lại, Tưởng Thiên Lỗi trực tiếp cúp điện thoại, hơi phách lối nhìn Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh lập tức nhảy lên giường, nhìn chằm chằm Tưởng Thiên Lỗi, hận nghiến răng nghiến lợi kêu lên anh. Tưởng Thiên Lỗi lập tức nhìn cô, không khách khí chút nào. Khả Hinh nhìn bộ dáng của anh, tức giận đến phát run, mới vừa muốn nói, lại thấy trước bàn máy vi tính, một chiếc điện thoại di động màu đen khác vang lên. Tưởng thiên lỗi hơi nghiêng mặt nhìn thấy số điện thoại di động, sắc mặt thay đổi, vươn tay cầm di động. Một bàn tay khác đã nắm điện thoại di động, anh quay đầu lại bình tĩnh nhìn cô. Đường khả hình chặn lại, tay kia nắm điện thoại, trừng mắt nhìn tưởng thiên lỗi, ngón cái nhấn mạnh phím kết nối một cái, trước mặt anh, thật dịu dàng trả lời, alo. Như mặt nắm điện thoại, sửng sốt, chương 127, quỷ nhỏ nhát gan. Xin chào, xin hỏi đây là số điện thoại của Tổng Giám Đốc Tưởng như mặt có chút không dám tin, khẽ hỏi. Đường khả hình trừng lớn con ngươi, nắm điện thoại nhìn bộ dáng tưởng thiên lỗi, cô nhất định phải chết. Tưởng thiên lỗi trầm mặt, lặng yên muốn đưa tay lấy qua di động. Đường khả hình giúp người vào góc giường, nhìn tưởng thiên lỗi khiêu khích, cầm điện thoại di động, dịu dàng cười nói, đúng vậy. Đây là điện thoại của tổng giám đốc tưởng. Tưởng thiên lỗi soạt đứng dậy, nghiêng mặt nhìn hai cô gái phía ngoài bức rèm che đã lệch qua trên ghế salon, mệt mỏi ngủ thiếp đi, anh lập tức xông lên, nhào tới trên giường đường Khả Hinh, muốn cướp điện thoại di động của cô, Khả Hinh chết cũng không cho, nhanh chóng né người tránh khỏi tay của anh, lập tức nói cô tìm anh ấy có chuyện gì. Như mạt khiếp sợ cầm điện thoại di động, nhớ tới hôm trước ở trong phòng tổng giám đốc, hai người chia tay không vui vẻ, cho đến nay cũng đang chiến tranh lạnh, không nói lời nào. Lòng của cô chợt run lên, cầm điện thoại di động, có chút vội vàng nói làm phiền cô nói cho tổng giám đốc tưởng nghe điện thoại tôi có việc gấp muốn tìm anh ấy khả hinh muốn lên tiếng lại thấy tưởng thiên lỗi đã đưa tay tới muốn cướp điện thoại di động của mình cô ăn miếng trả miếng nắm chặt tay của anh liều mạng cắn một cái ở trên ngón tay vô danh của anh tưởng thiên lỗi nhíu mày đưa ra một cái tay khác nắm chặt mặt của cô ép buộc cô há mồm ra đường khả hinh vừa buông lỏng miệng lập tức nắm điện thoại quỳ gối trên giường đưa lưng về phía tưởng thiên lỗi nói, anh ấy ngủ rồi. Mặc một bộ áo ngủ sọc xanh, áo ngủ rất xấu, mới vừa ngủ. Cô tìm anh ấy có chuyện gì sao? Như mà cầm điện thoại di động, trái tim rất đau đớn, nước mắt lăn xuống. Tưởng thiên lỗi từ sau lưng khả Hinh ôm lấy cô, muốn cướp điện thoại di động của cô. Đường khả Hinh liều mạng giấy rụa thoát khỏi anh, ngã lên giường, tưởng thiên lỗi thuận thế đè cô ở trên giường, cúi đầu xuống, muốn cướp điện thoại di động của cô. Hư, chấm ngoặc kép, đường khả hình đột nhiên trừng lớn con người, đưa ngón tay che điện thoại di động, khẽ nói với anh, anh quên sao, điện thoại di động của anh bây giờ là của tôi đấy. Tưởng thiên lỗi đành nghiêm mặt, đè ở trên người của cô, cúi đầu nhìn cô. Như mạt khẽ cắn môi dưới, trái tim giống như bị vỡ ra, nhớ tới tình yêu của tưởng thiên lỗi nhiều năm qua, từ nhu tình mật ý, lâu lâu ôm khẽ, cũng vô cùng tình thâm ý thiết, cô không tin thiên lỗi phản bội, cô không tin lần nữa đau lòng nói, vậy xin hỏi. Cô là... Đường khả hình im lặng không lên tiếng, nhìn tưởng thiên lỗi. Tưởng thiên lỗi cúi đầu nhìn cô, sống mũi cao sắp đụng chóc mũi nhỏ của cô, hai mắt nóng rực, lóe ra ánh sáng làm cho người ta mê loạn. Người đàn ông này rất đẹp trai. Đường khả hình nhìn bộ dáng của anh, lại không nhịn được hừ một tiếng, nói cô tìm anh ấy có chuyện gì sao. Anh ấy ngủ rồi, ngủ ngon, ngủ say, mới vừa rồi còn mở miệng nói mớ, cùng tôi đi uống lan hương tử, hạt é. Hai mắt tưởng thiên lỗi nóng lên, nhìn cô. Như mặt sửng sốt, nắm điện thoại di động, mềm nhũn ngã xuống giường nệm. Đường khả hình nghe được đầu bên kia điện thoại có âm thanh tút tút vang lên, mới nhìn tưởng thiên lỗi cười hắc hắc, nói cô ấy cúp rồi. Mặt của cô khẽ thu lại, có chút hoảng sợ nhìn tưởng thiên lỗi cúi đầu nhìn mình, cặp mắt nóng rực phát ra hai đốm lửa nhỏ cháy hừng hực. Tức giận nói cô nói cho tôi biết, tại sao cô biết Lan Hương tử? Đường Khả Hinh chớp mắt một cái, có chút hoảng sợ nói tùy. Tùy, tùy tiện nói thôi. Tưởng Thiên Lỗi trừng mắt, lập tức hung dữ vươn tay bóp chặt cổ họng của cô, tức giận gầm nhẹ cô gái đáng chết này. Tại sao nhắc tới Lan Hương tử? A. À, chấm ngoặc kép, Khả Hinh ngẩng mặt lên, bị Tưởng Thiên Lỗi bóp chặt cổ họng, nghẹn không thở nổi, hai chân ở phía dưới người anh chợt đá lung tung đôi tay liều mạng đánh vào cánh tay cứng rắn như sắt, nói tôi. Tôi, tôi không thở nổi. Tưởng thiên lỗi lạnh lùng nhìn cô chằm chằm, sức trong tay buộc chặt thêm một chút, cắn chặt răng nói, cô gái đáng chết này, ngày càng cả gan, hôm nay thiếu chút nữa phá hỏng chuyện lớn của tôi, còn chết cũng không hối cải. Hôm nay cô gây ra họa này làm cho khách sạn chúng ta thiếu chút nữa rơi vào trong tay truyền thông, tôi mặc kệ cô và người nào ở chung một chỗ, nhưng cách xa tô thủy kỳ một chút cho tôi, nếu để cho truyền thông mượn cớ thông qua cô tung tin tức, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô. Cô cho rằng tôi muốn ở lại chỗ này hả? Tôi muốn nhìn cô gái chết tiệt cô cắt đứt quan hệ với anh ta. Cắt đứt mối họa sau này của tôi. Cả người đường khả hình đột nhiên muốn ngất xỉu, không thở nổi nhìn anh, đôi tay mềm nhũn ở trên cánh tay cứng rắn của anh, từ từ rũ xuống, rũ xuống hai bên. Tưởng thiên lỗi tức giận thở phì phò, nhìn hai mắt cô gái này phát ra vẻ tổn thương, Ánh mắt sắc bén của anh thu lại, ngón tay khẽ buông lỏng cổ của cô. Đường Khả Hinh nhất thời thở gấp, nằm nghiêng ở trên giường, mắt ngơ ngác nhìn lên trần nhà. Vẻ mặt Tưởng Thiên Lỗi căng thẳng, nhìn bộ dáng của cô cũng không chú ý kỹ, chỉ sửa sang lại áo sơ mi của mình, ngồi ở bên giường, im lặng không lên tiếng. Đường Khả Hinh im lặng một lúc lâu, cũng không có để ý Tưởng Thiên Lỗi, khẽ kéo chăn che mình, nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ, giống như đã ngủ say tưởng thiên lỗi nhìn thái độ cô như vậy cũng không thương tiếc cầm điện thoại di động giỏi trước mặt cô mặc cho cô nhắm mắt nói cô không được quên giao hẹn của chúng ta trong ba ngày này nếu cô dám nuốt lời tôi sẽ đòi lại tất cả những gì đã từng đưa cho cô tôi không thể thương hại cô mãi nếu thấy điện thoại của cô ấy lập tức tắt cho tôi cô không có tư cách nói bất cứ chuyện gì với cô ấy đường khả hinh nhắm mắt giống như đã ngủ tưởng thiên lỗi đột nhiên chán ghét bộ dạng cô nhắm mắt hai bàn tay nhanh chóng đưa ra nắm chặt mặt của cô gầm nhẹ mở mắt ra nhìn tôi tôi muốn xác định cô nghe được lời của tôi đường khả hình vẫn nhắm mắt thậm chí lông nghi không có chút lay động giống như đã ngất xỉu ánh mắt sắc bén của tưởng thiên lỗi lóe lên một cái đột nhiên vươn tay kéo thân thể mềm mại của cô ôm vào trong ngực cúi xuống nắm cằm của cô nhanh chóng kêu đường khả hình đầu đường khả hình vẫn rũ xuống một bên hai mắt nhắm chặt đôi tay rũ xuống một bên cũng không nhúc nhích tưởng thiên lỗi nhướng mày nhìn dấu đỏ trên cần cổ cô một cái đoán chừng lúc này bóp mạch, anh lập tức muốn ôm cả người cô lên một cái tay khẽ đặt ở trên lồng ngực kiên cố của anh động tác của anh ngừng lại nhìn cô vẫn nhắm mắt trong ngực nhưng bàn tay nhỏ bé trắng nõn nhẹ đặt ở vị trí trái tim của anh đẩy ra tưởng thiên lỗi cắn răng muốn ôm cô vào trong ngực tay của cô lập tức đẩy lồng ngực của anh hai mắt anh khẽ chấp, đôi tay buông lỏng đặt cả người cô lên giường. Khả Hinh giống như một đứa bé mệt mỏi, cuộn rúc vào trên giường, đầu gối trên gối đầu nho nhỏ, kéo chân qua, nhắm mắt lại, đã ngủ. Tưởng thiên lỗi nhìn bộ dạng của cô, mới vừa muốn nói chuyện, lại phát hiện cô đã nghe lời nắm điện thoại di động của mình, dính vào trên mặt, giống như nghe hiểu lời của anh. Anh im lặng không lên tiếng nhìn cô một lúc lâu, mới nói, làm tốt bổn phận công việc của cô. Sau này không có việc gì, đừng gây họa cho tôi. Tất cả mọi thứ tôi cho cô hôm nay, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể lấy lại. Cô phải học mọi người ngoan ngoãn nghe lời, tôi không cho phép cô không thể gặp mặt Tô Thủy Kỳ. Khách sạn Á Châu không chỉ có mình tôi, còn có bạn thân của cô, tất cả đồng nghiệp của cô. Tự giải quyết cho tốt. Anh nói xong, lạnh lùng đứng lên, tắt đèn bên trong căn phòng, nhanh chóng đi ra ngoài, cũng thuận tiện tắt đèn bên trong phòng khách đi thoáng qua chai rượu đỏ, đi khỏi ngôi lầu nhỏ. Gió gào thét cuồng loạn, gần như quên mất đây là một đêm đáng sợ. Đường khả hình nằm ở trên giường, nắm chiếc điện thoại di động, trong đầu không nhịn được nghĩ tới hình ảnh lúc cha đi khỏi, bộ dáng miễn cưỡng và chua sót, luôn lộ ra vẻ vô cùng thỏa hiệp. Cô hiểu, đó là bởi vì quý trọng người bên cạnh, vô cùng quý trọng kết quả, lòng của cô chua sót, trong bóng tối lờ mờ nước mắt lặng lẽ nhỏ xuống, nhưng có một chút ánh sáng kiên cường từ trong ánh mắt phát ra, cô đột nhiên tức giận nhảy lên giường, chân trần chạy vội đi ra ngoài, đi qua phòng khách, lao ra ban công. Nhìn thấy tưởng thiên lỗi đón gió mưa, sắp đi lên xe, cô đột nhiên nhìn về phía anh tức giận kêu to tưởng thiên lỗi. Tưởng thiên lỗi đứng ở bên cạnh cửa Rolls Royce, đẩy ra vệ sĩ, đón gió to mưa lớn, nhìn bóng dáng nhỏ nhắn trên lầu tối. Đường khả hình thờ hồn hển cầm điện thoại di động, cắn chặt răng nghẹn ngào nói với anh, trên thế giới này, nếu trong lòng thật sự thích một người, yêu một người, mặc kệ anh có điện thoại di động hay không, chỉ cần yêu nhau là có thể tìm được. Tôi không biết tình yêu của anh là cái gì, tình yêu không phải chỉ có gọi điện, tôi sống độc thân cả đời cũng không cần giống như anh. Sợ người khác nghe điện thoại làm gì, anh có bản lãnh thì chân chính dắt tay của cô ấy đi ở trên đường cái. Anh cũng chỉ là một tên quỷ nhát gan, bàn tay mình không nắm được tình yêu của mình, muốn trông nom tình yêu của người khác. Đồ vô dụng, cặp mắt thường thiên lỗi nóng lên, ngẩng đầu lên cả người ướt đấm tức giận nhìn đường khả hinh tôi không có điện thoại di động tôi cũng có thể sống cho dù tôi bị toàn thế giới vứt bỏ tôi cũng có thể sống tôi không cần vật này nếu anh không muốn tôi liên lạc với anh ấy tôi sẽ không liên lạc nhưng lý do tôi không liên lạc với anh ấy tuyệt đối không phải bởi vì anh mà bởi vì người quan trọng nhất bên cạnh tôi điện thoại di động này tôi trả lại cho anh tôi không muốn vật của anh cặp mắt đường khả hình đột nhiên nóng lên, cắn chặt răng, cầm điện thoại di động ra sức ném về phía tưởng thiên lỗi, vừa đúng ném trên bả vai của anh. Anh cũng không nhúc nhích ngẩng đầu, nhìn cô, chương 128, giữ lại một chút. Gió lốc cuồng loạn vẫn quét khắp nơi. Đường khả hình đột nhiên chớp mắt, nhìn về phía tưởng thiên lỗi ở dưới lầu. Tưởng thiên lỗi cũng đứng yên ở trong mưa gió, mặc cho nước mưa cuồng loạn vỗ vào trên thân thể anh, anh cũng không nhúc nhích nhìn cô, Đường Khả Hinh cố nén cảm xúc đang trào dâng trong thân thể, không nhìn anh nữa, mà xoay người chuẩn bị đi vào phòng khách, dừng bước lại nhìn Nhã Tuệ và Tiểu Nhu, bọn họ đang đứng ngơ ngác ở tại cửa ra vào, im lặng nhìn mình, cô im lặng không lên tiếng, đi qua bên cạnh của các cô, xoay người đi vào trong phòng khách tối đen, cũng không mở đèn, trực tiếp ngồi trên ghế salon, phiền muộn. Khuôn mặt Nhã Tuệ giận dữ đi tới, tách một tiếng, bật đèn lên, nhìn bộ dạng bướng bỉnh của Khả Hinh. Cô tức giận nghiến răng nghiến lợi nói, tôi nói, tính tình nóng nảy chết tiệt của cô. Người sống trong xã hội, thân không thể tự chủ a. À. Tại sao cô luôn như thế, luôn bướng bỉnh như thế? Tổng giám đốc bảo cô làm như thế nào thì cô làm như thế đó là được. Ngoan ngoãn nghe lời của anh ấy, một tháng cầm gần 10.000 đồng tiền lương, có tiền cho mẹ của cô, có tiền cho gì, còn để dành một ít tiền cho mình, không phải cô đã nói như vậy sao? Muốn để dành tiền mở căn khách sạn nhỏ Mời khách uống rượu đỏ do mình trưng cất, mời khách ăn điểm tâm do chính cô làm. Cô là một người có lý tưởng, làm sao cô có thể tùy ý như vậy? Không biết chịu đựng một chút sao? Tôi không chịu nổi, Đường Khả Hinh thở hổn hển nói, cặp mắt ứa lệ. Cô chịu được cái gì? Nhã Tuệ tức giận muốn khóc, cô nói cho tôi biết, lúc cô trốn ở trong kho hàng, quản lý của cô muốn lấy đồ, muốn cô làm thế nào? Đường Khả Hinh cắn chặt môi dưới không lên tiếng nước mắt nhã tuệ lăn ra nói muốn cô quỳ trên mặt đất đạp trên lưng của cô đó đường khả hình cố nén không để nước mắt rơi xuống tiểu nhu hoảng sợ đến không dám nhúc nhích đứng ở một bên chớp mắt khóc nhã tuệ ngồi ở trên ghế salon tiếp tục nghẹn ngào nói cô còn muốn tổng giám đốc phải làm sao cô muốn anh ấy đặt cô ở trong lòng ngà cô chỉ là một nhân viên nho nhỏ anh ấy có hàng triệu nhân viên trên toàn thế giới anh có thể mở một mặt như vậy tôi đã cảm thấy rất may mắn rồi. Cho tới bây giờ tôi cũng không cảm thấy anh ấy là người lương thiện. Từ lúc cô nằm ở trong mưa, vì sợ phụ nữ bên cạnh mình lộ ra ngoài, anh ấy đã từ chối, tôi biết ngay anh ấy rất vô tình. Không phải tôi đã nói với cô sao? Tại sao cô còn tùy hứng như vậy? Cầm điện thoại di động của anh ấy, nhịn một chút sẽ qua ba ngày. Cô đã chịu đựng nhiều năm rồi, không phải sao? Đường khả hình đột nhiên kích động bật khóc, tôi không muốn ở trong kho hàng, quỳ trên mặt đất để cho người ta đạp, tôi mới đi làm ở khách sạn. Tôi cũng là người sống, tôi cũng có một chút tự tôn. Chẳng cần biết anh ấy là ai, anh ấy dựa vào cái gì mà không tôn trọng tôi. Tôi cũng có cha mẹ sinh ra, cha mẹ tôi cũng đã từng rất đau đớn mới nuôi tôi lớn. Không phải một lần mà nhiều lần sỉ nhục tôi. Tại sao tôi phải để cho anh ấy sỉ nhục? Tôi không muốn, tôi không muốn. Nhã tuệ vừa đau lòng vừa tức giận nhìn cô, khóc nói con bé chết tiệt này. Cô có biết những lời vừa rồi cô nói với Tổng Giám Đốc nghiêm trọng đến mức nào không? Đây là lời nói rất đáng sợ, chứng minh cô biết bí mật của anh ấy. Cô biết người phụ nữ kia là ai chăng? Người phụ nữ kia là phu nhân của thị trường thành phố. Mối quan hệ này, cô có biết rất đáng sợ không? Cô có chín cái mạng cũng không đủ sống. Đường Khả Hinh nhìn Nhã Tuệ khóc nói, vậy cô có biết Tô Thủy Kỳ là ai chăng? Nhã Tuệ kêu lên, tôi đương nhiên biết. Anh ấy là cháu trai của thủ tướng. Anh ấy là bạn bè của tôi. Chấm than ngoặc kép. Đường Khả Hinh đứng lên. Ba năm qua, ngoại trừ cô và Tiểu Nhu, anh ấy là người bạn duy nhất cho tôi ấm áp. Tôi từ bệnh viện đi ra ngoài. Tôi không cẩn thận té ngã trước tiệm của anh ấy. Anh ấy lặng lẽ gội đầu cho tôi, cắt tóc cho tôi, che đi vết sẹo trên mặt. Sau đó đổi cho tôi bộ quần áo như người khác. Nói với tôi, không có người nào có thể xinh đẹp cả đời. Không trọn vẹn cũng không phải là lỗi. Mỗi lần tôi đi gặp anh ấy, anh ấy đưa tôi vào, luôn ấm áp như ánh nắng. Tôi nhớ mãi, tôi từ trong tiệm anh ấy đi ra, trong tay tôi cầm tờ 100 đồng màu hồng. Cô có biết đối với tôi, một người bạn quý trọng đến mức nào không? Anh ấy cũng đáng quý trọng giống như cô. Nhã tuệ ngồi ở trên ghế salon, bất đắc dĩ rơi lệ. Tại sao, tại sao một người không trọn vẹn giống như tôi không xứng đáng có được một người bạn chân chính? Cũng bởi vì tưởng thiên lỗi cho tôi một công việc, tôi phải nghe lời của anh ấy, mất đi một người bạn sao. Cũng bởi vì tôi không trọn vẹn, cho nên tôi không có bất kỳ lợi thế phản kháng, anh ấy có thể tùy tiện sỉ nhục tôi, thậm chí tổn thương tôi sao. Vậy tôi sống vì cái gì? Tôi sống không chỉ chịu đựng một chút sỉ nhục, tôi sống còn muốn được một chút tôn trọng. Người sống trên đời này, nếu như không nghe được tiếng nói của tâm hồn, có khác gì người chết. Đường khả hình khóc giống nhìn nhã tuệ, nói cha nói, người làm thức ăn, Nhất định phải luôn nghe tiếng nói của trái tim, dùng nguyên liệu tốt nhất nấu ra món ăn ngon nhất, đưa cho người tôn kính, người thích ăn nhất, hy vọng bọn họ có thể bình an khỏe mạnh. Cho nên cuộc sống của bọn họ luôn cảm thấy có ý nghĩa. Lúc cha ngồi lên xe tù đưa đi nhà giam vẫn không ngừng căn dặn tôi, phải đem đồ chua và thịt muối trong nhà, đưa cho bà cụ ở một mình cách vách nhà chúng ta, lo lắng sau này không có ai đưa cơm cho bà ăn, sợ bà một mình đói chết trong nhà cô có biết cha tôi đã chịu đựng đến cỡ nào sao? Tôi vẫn luôn tự hào về cha tôi, cho nên tôi cũng muốn sống như cha. Mặc dù hình dáng này của tôi, chẳng lẽ không thể giữ lại một chút kiên cường và tốt đẹp trong lòng sao? Nhã tuệ khổ sở che mặt rơi lệ khóc giống nói, rốt cuộc cô muốn tôi làm sao đây? Tôi nên làm thế nào với cô? Lòng tôi đau khi cô bị khinh khi, tôi cũng đã từng căm ghét và oán giận anh ấy vì anh ấy vô tình, nhưng mà anh ấy là người có thể cho cô tương lai tốt đẹp, cô bảo tôi làm thế nào? Chờ mắt nhìn công việc này mất đi, tôi nên làm sao với cô đây? Tôi đau lòng, tôi suốt ruột, tôi mâu thuẫn, tôi nên làm như thế nào đây? Đường khả hình cũng vươn tay, nắm chặt cánh tay bản thân, khóc nói, thật xin lỗi, thật xin lỗi, tôi rất xin lỗi, tôi xin lỗi cô. Nhã tuệ không muốn nói thêm lời nào, chỉ một mình ngồi đó khóc giống, khóc thật lâu thật lâu, rốt cuộc nói, không bao lâu nữa, lại phải đi thăm chú rồi, Chúng ta muốn dành rất nhiều lời tốt đẹp để nói cho chú biết, nhưng không thể nói nữa rồi, chẳng lẽ phải bịa đặt lời nói dối hả? Phải bịa đặt nói dối mới có thể để cho chú tiếp tục sống nổi ở trong tù A. Đường khả hình nhớ tới cha, trái tim của cô cũng nhất thời đau đớn như muốn vỡ tan, bật khóc. Tiểu nhu yên lặng lắng nghe, vừa nghe vừa khóc, lặng lẽ rơi lệ, tiến lên nhưng không biết ôm người nào, người nào cũng khóc rất đáng thương, cô cũng ngồi xổm trên mặt sàn, len lén lau nước mắt một đêm mưa to gió lớn răng phủ khắp muôn nơi. Bên này buồn bã khóc than khổ sở, bên kia yên lặng không nói. Chiếc rôn roi màu đen ở trong bão táp, chậm rãi chạy về phía trước. Lúc này cực kỳ yên lặng. Tài xế nắm chặt tay lái, lái xe chạy đi, vừa chạy vừa nhìn tưởng thiên lỗi ở trong kính xe, ngồi im lìm bất động, cả người ướt đẫm. Ông ta chậm rãi nói, cậu chủ, tối nay bão quá lớn cho nên lái xe chậm một chút, cậu còn muốn đi khách sạn theo kế hoạch không? có thể như mà tiểu thư sẽ ở nơi đó chờ cậu tưởng thiên lỗi im lặng không lên tiếng cả người ướt đẫm mặc cho áo sơ mi trắng dính vào trên da thịt màu đồng của mình anh lạnh lùng ngừng mắt nhìn nước mưa ngoài cửa sổ nhớ lại câu nói tràn ngập tức giận bất bình tôi không biết tình yêu của anh là cái gì tình yêu không phải chỉ có gọi điện tôi sống độc thân cả đời cũng không cần giống như anh sợ người khác nghe điện thoại làm gì anh có bản lãnh thì chân chính dắt tay của cô ấy đi ở trên đường cái anh cũng chỉ là một tên quỷ nhát gan, bàn tay mình không nắm được tình yêu của mình, muốn trông nom tình yêu của người khác. Đồ vô dụng, hai mắt anh mãnh liệt chấp lóe, đột nhiên tức giận cười nhạt một tiếng, cắn răng chậm rãi gọi đường khả hinh. Tài xế có chút lo lắng nhìn tưởng thiên lỗi, cẩn thận hỏi, cậu chủ, cậu không có sao chứ? Tưởng thiên lỗi từ từ thu hồi ánh mắt, vẻ mặt nguội lạnh nói, về khách sạn. Dạ, tài xế lập tức xoay động tay lái, chạy đi lúc này gió thổi rất mạnh. Tòa khách sạn Á Châu được ví như thiên phủ hiện ra trước mặt, nhưng cũng bị lu mờ, trên mặt biển sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, xô vào chân móng kiên cố của tòa nhà. Chiếc Rolls Royce chạy trong mưa, chậm rãi dừng ở đại sảnh khách sạn. Có một bóng dáng màu trắng che dù, lần đầu tiên vội vàng chờ đợi anh. Khuôn mặt tưởng thiên lỗi cứng ngắc, thân thể ướt đấm, tóc cũng ướt đấm rũ xuống mí mắt, vô cùng lạnh lùng đi xuống xe, biết ở nơi không xa có một bóng dáng đang đợi mình, ánh mắt anh lóe lên, nhớ lại cậu nói trong mưa to gió lớn lúc này, cắn chặt răng, căn dặn Đông Anh đang gấp gáp đi ra, tối nay tôi muốn yên lặng một mình, cho dù là ai cũng không cho quấy rầy. Tất cả lý do, tôi đều không muốn nghe. Đông Anh mất hồn nhìn bộ dáng của anh, chỉ đành gật đầu khẽ đáp vâng. Như mà che dù đứng ở trong mưa gió, nghe được câu này, trong lòng chợt chua xót, nước mắt lăn xuống, nhìn bóng dáng anh lạnh lẽo vô tình đây là lần đầu tiên anh đối xử với mình như thế. Tưởng thiên lỗi im lặng không lên tiếng xoay người đi vào đại sảnh khách sạn, trong ánh mắt ngạc nhiên của các nhân viên ca đêm, lạnh lùng đi vào thang máy. Như mặt nhìn bóng dáng tưởng thiên lỗi nhanh chóng biến mất, cô đột nhiên gấp gáp, ném cây dù trong tay, vọt vào trong mưa, chạy vào đại sảnh, nhào tới trước thang máy, nhìn tưởng thiên lỗi muốn đẻ xuống bảng điều khiển thang máy, cô lập tức đi lên trước, vừa muốn kêu gọi anh, thang máy đã chậm rãi đóng lại, chỉ thấy ánh mắt vô tình của anh nhìn mình lần cuối, nước mắt của cô rơi xuống. chương 129, Cùng yêu. Hành lang thật dài rất tối. Cả người tưởng thiên lỗi ướt đấm, từng bước từng bước đạp thảm trắng mềm mại đi về phía trước. Sau lưng cửa thang máy, âm ầm mở ra. Như mặt vẫn chưa từ bỏ ý định, rơi lệ đi về phía trước, thấy bóng lưng tưởng thiên lỗi sắp biến mất ở hành lang thật dài. Cô nghẹn ngào chạy như bay về phía trước, vừa chạy vừa gọi nhỏ thiên lỗi. Em sai rồi, ngày đó em sai rồi. Anh đừng trách em. Tưởng thiên lỗi im lặng không lên tiếng, xoay người đi vào phòng tổng giám đốc, một mình đóng cửa lại. Như mặt khóc lóc đi tới trước cửa phòng tổng giám đốc, đôi tay vỗ nhẹ cánh cửa, rơi lệ gọi nhỏ thiên lỗi. Tưởng thiên lỗi im lặng ngồi ở trên ghế salon, một mình trong không gian tối đen, không lên tiếng. Như mặt ngã trên mặt sàn, mặt dán vào cạnh cửa, giống như ở dán vào lồng ngực kiên cố của người đàn ông kia, nước mắt của cô từng viên lăn xuống, sâu kín nói, thiên lỗi, là em sai rồi, xin anh thông cảm cho em, thông cảm thân thể của em không khỏe, đừng giận em. Em tin anh và cô gái kia không có gì, thật mà, em tin anh. Trên thế giới này, cho dù là ai phản bội em nhưng anh sẽ không. Tưởng thiên lỗi giống như chìm vào trong bóng tối, như tan biến, không có tư tưởng, không có linh hồn. Như mặt lại vỗ nhẹ cửa, van xin khóc nói, mở cửa đi. Mở cửa em không thể không có anh em sai rồi em thật sự sai rồi em không nên nhất thời mềm lòng thừa dịp anh ra khỏi nước mà gả cho anh ấy em sai rồi em nên phản bội mọi người lựa chọn chỉ thích một mình anh thiên lỗi thật xin lỗi em làm cho anh đau lòng để cho anh đau lòng rất nhiều năm em sai rồi em xin lỗi anh em xin lỗi ngươi em cầu xin anh mở cửa đi em rất lo lắng cho anh đã rất nhiều năm chưa từng nhìn thấy anh như vậy thiên lỗi. Tưởng thiên lỗi vẫn im lặng ngồi ở trên ghế salon, hai mắt ở trong bóng đêm, tỏa sáng như ánh sao. Thiên lỗi, chấm ngoặc kép, như mạt khổ sở buồn bã khóc, nhìn cánh cửa đóng chặt ở trước mặt, hai mắt ứa nước mắt, nhớ lại nhiều năm trước đây, trong rừng trúc sâu tối, một cô bé mộng mơ, mặc chiếc váy nhỏ màu trắng, ngồi ở trên xích đu ngập hoa hồng, bay tới bay lui, lộ ra nụ cười vui vẻ, cô bé nở nụ cười rất trong sáng xinh đẹp, ngây thơ, hai tay nắm sợi dây xích đu ngửi hương hoa hồng lúc khuôn mặt nhỏ nhắn cái mũi nhỏ nhắn của cô bé ngửi được mùi hoa thì đột nhiên nhìn thấy nơi xa có một anh trai xinh đẹp đứng ở đầu kia đang lạnh lùng chăm chú nhìn mình cô bé có chút ngây người hoảng sợ nắm sợi dây chớp đôi mắt to nhưng không nhìn thấy anh trai nữa tâm trạng của cô bé rất gấp gáp nắm sợi dây xích đu nhẹ nhàng đi xuống mang giày màu trắng đi vào trong rừng trúc gọi nhỏ anh ơi anh ơi lúc này trong rừng trúc thật sâu tối thỉnh thoảng xuyên qua chút ánh sáng nhưng cô bé không sợ chút nào từng bước một đi vào trong rừng trúc vừa đi vừa gọi nhỏ anh ơi anh ơi anh ở chỗ nào cô bé đi càng lúc càng đi vào chỗ sâu dần dần nghe được tiếng nước chảy cô bé thật thích âm thanh này liền vui vẻ bước nhanh về phía trước không ngờ lúc vừa bước tới một dòng suối nhỏ phía trước mặt cô bé đột nhiên trợt chân xuống cô bé a hát một tiếng cả người ngã vào trong một khe suối Cô bé hoảng sợ cố sức trèo lên mặt nước, kêu to cứu mạng A. Cứu mạng A. Đôi bàn tay nhỏ bé của cô bé không ngừng vỗ mặt nước, thân thể nhỏ nhắn bắt đầu dần dần chìm xuống. Cô bé vừa khóc hoa hoa, vừa kêu to. Lúc này, một bóng dáng màu xanh nhạt lao xuống khe suối, tay linh hoạt bơi trong nước, màu thân thể nhỏ bé đã chìm xuống. Sau đó ôm lên, ánh mắt rất kiên định, một tay nắm chặt một góc khe suối, nhảy lên mặt đất, đặt cô bé trên mặt đất đôi tay đặt trên bụng cô bé, đè mạnh xuống bụng cô bé, vừa đè ép bụng cô bé, vừa nóng lòng gọi, như mạt. Như mạt, như mạt, như mạt. Đây là lần đầu tiên trong đời anh trai cho cô xích đu dây đầy hoa hồng và rất nhiều váy nhỏ công chúa mộng ảo, lần đầu tiên gọi tên cô. Mỗi lúc sau này, anh trai đều thích sát tay của cô đi qua từng mảnh rừng trúc, đạp trên mặt đất nứt nẻ, gọi nhỏ tên của cô, như mạt. Cái tên này rất dễ nghe, chỉ là ý nghĩa như bọt biển. Cô bé không hiểu những lời của anh trai, chỉ ngẩng đầu lên nhìn anh. Anh dắt cô đi về phía trước, vừa đi quay đầu lại nhìn cô, hơi cười. Cô bé cũng cười ngọt ngào. Hai bóng dáng nho nhỏ, ở trong rừng trúc, vui vẻ đi qua xuân hạ thu đông, cho đến khi bọn họ lớn lên. Cho đến khi anh nghiêm nghị giống như hoàng tử, cô xinh đẹp mộng mơ giống như công chúa. Bọn họ là một đôi tình lữ bí mật trong thiên đường, bọn họ là tài tử giai nhân được mọi người công nhận ký ức trồng chất, mỗi một điểm cũng đau thương và nặng nề. Mỗi lần như mặt nhớ lại quá khứ, lệ nóng đong đầy, cuộc đời của cô có lẽ thật sự giống như bọt biển, trôi nhẹ trong hang động u tối, đời đời kiếp kiếp đều vì thân thế hèn mọn của mình mà trả một cái giá hèn mọn. Cô yên tĩnh, khuôn mặt ướt đẫm giống như giấc mộng ướt đẫm trong quá khứ, nghe nói mộng cũng sẽ ướt đẫm, thấm nước, giống như bọt biển mềm mại, chịu nặng nề rồi rửa nát. Cô sâu kín dán vào cạnh cửa, Cách một cánh cửa bắt đầu mãnh liệt nhớ nhung người đàn ông bên trong, nhớ tới tình yêu nồng nàn của anh, nụ hôn thâm tình, nước mắt bi thương của cô rơi xuống. Chương 129, cùng yêu hai. Đông Anh đứng ở thang máy đầu kia, nhìn cô đau buồn, không dám đến gần tình yêu giữa bọn họ, thế giới của bọn họ, tình yêu bọn họ, nồng đậm bao trùm khắp muôn nơi, tất cả xung quanh đều là đau thương, chịu nặng và ngọt ngào. Đông Anh không có phát hiện ở một đầu hành lang khác có một bóng dáng màu tím nhạt đang lạnh lùng nhìn chằm chằm hình ảnh này. Cô ôm vai đứng ở trong bóng tối, nhìn bộ dáng như mạt ngã xuống sàn buồn bã khổ rơi lệ, cô a à một tiếng, nói tôi đã nói. Kẻ địch của tôi chỉ có một, hừ, cô từ từ xoay người, mất dạng ở hành lang. Phòng Tổng thống tiếng chuông cửa vang lên. Trang hạo nhiên mặc áo ngủ trắng như tuyết, lộ ra làn da hấp dẫn, khuôn mặt buồn ngủ cũng vo thành một nắm, không chịu nổi ánh đèn ngoài cửa, hít mắt nhìn nhậm tử hiền vô cùng quyến rũ ôm một chai lá pi năm 1992 đứng ở trước mặt của mình, khẽ chớp mắt, anh gào lên một tiếng, trời ạ. À, cô lại chơi chiêu này, đã mấy giờ rồi, đêm mưa bão, cô không cần ngủ à. Nhậm tử hiền đột nhiên có chút xúc động nhìn bộ dáng đàn ông của Trang Hạo Nhiên nói, tại sao anh nói chuyện không có chút nào giống Tổng Giám Đốc. Tổng Giám Đốc cũng là người được không? Trang Hạo Nhiên lườm cô một cái, nặng nề thở dốc một hơi, kéo quần áo ngủ của mình, tựa vào cạnh cửa bất đắc dĩ hỏi cô lại thế nào tâm trạng không tốt muốn tìm người uống rượu nhậm tử hiền sảng khoái nói xong cặp mắt quan sát toàn thân anh từ trên xuống dưới trực tiếp hỏi bên trong có phụ nữ hay không không có chấm ngoặc kép trang hạo nhiên không chịu nổi xoa huyệt thái dương của mình vừa nhìn thấy cô liền nhức đầu ừ nhậm tử hiền muốn đi vào trang hạo nhiên lại ngăn ở cửa nhìn cô mắt buồn ngủ lim dim nói cưng ơi ở đây cũng không phải là nước anh để ý dư luận một chút được không nửa đêm cô cầm chai rượu chạy tới tìm tôi dễ dàng đưa tới hiểu lầm của người khác chồng chưa cưới của tôi cùng với một phụ nữ khác ở trong cửa ngoài cửa phòng tổng giám đốc khóc suốt mướt cũng không sợ tôi sợ cái gì tử hiền cao giọng nói trang hạo nhiên hơi tỉnh táo yên lặng nhìn cô nhầm tử hiền cũng yên lặng nhìn anh cuối cùng trang hạo nhiên bất đắc dĩ tránh ra một bên nói vào đi bà tổng giám đốc nhậm tử hiền mỉm cười ôm chai rượu đỏ đi vào phòng tổng thống thuận tiện giúp anh đóng cửa lại sau đó nhìn cả phòng tổng thống thiết kế bằng kính thủy tinh thậm chí còn nhìn thấy phía trên không thiết kế kính thủy tinh trong suốt có thể nhìn thấy mưa to gió lớn điên cuồng ở bên ngoài mà bên trong yên tĩnh và vô cùng thoải mái phòng khách bày mấy quyển sách triết học một ly rượu đỏ và một bình giải rượu đặt cùng một chỗ có vài dịch rượu nhỏ giọt cô nhìn khung cảnh xung quanh cười nói xem ra anh rất nhàn nhã tôi cũng không phải đặc biệt hận người đàn ông của tôi, vào lúc này, anh vẫn thường làm việc ở trong phòng tổng giám đốc. Anh ta lúc nào mà không bận rộn, người giống như anh ta, cũng không cho người khác ngủ. Trang hạo nhiên mỏi mệt ngủ ngồi ở trên ghế salon, đầu ngửa ra sau, tựa vào trên ghế salon, nhắm mắt lại. Nhậm tử hiền đặt chai rượu đỏ trên bàn trà, ngồi ở ghế salon đối diện, ôm vai mỉm cười nhìn anh. Trang hạo nhiên tiếp tục nhắm mắt lại, muốn cho mình tiến vào trạng thái ngủ, lồng ngực hơi phập phồng, nói, nói đi. Nói gì, nhậm tử hiền đột nhiên từ trong túi sách rút ra một điếu thuốc xì gà nhỏ dài, đặt vào khóe miệng, cầm một cái bật lửa bạch kim, đốt lên, hít một hơi khói, nhẹ phun ra ngoài. Trang hạo nhiên ngửi được mùi thuốc lá, lập tức ngồi thẳng người, nhăn mày nhìn cô nói, phụ nữ hút thuốc lá rất xấu. Nhậm tử hiền tay cầm thuốc lá, nhìn trang hạo nhiên, lười biếng giống như con mèo, nói tôi thật sự hạnh phúc, còn có người mắt nhìn thẳng vào tôi nói cho tôi biết đẹp hay xấu trang hạo nhiên nhìn cô nói đây là lựa chọn của cô bởi vì tôi yêu anh ấy nhậm tử hiền sảng khoái nói yêu người đàn ông này hết thuốc chữa anh ấy rất đẹp trai thậm chí cảm thấy lúc anh ấy thâm tình yêu người khác cũng rất đẹp trai tôi có hèn quá không trang hạo nhiên không lên tiếng bất đắc dĩ nhắm mắt lại nhậm tử hiền nhẹ đưa điếu thuốc hít một hơi khói nhẹ phun ra ngoài Sâu Kín nói, lúc này tôi nằm ở trên giường, nhìn bão đêm, suy nghĩ nếu anh ấy có thể ở bên cạnh tôi thì tốt biết bao. Tôi không biết tại sao, chỉ cần vừa về nước, trong lòng không tự chủ hướng về phía anh ấy, nhớ anh ấy. Nhớ đến muốn phát điên, nhớ đến muốn chết. Có thể nói là rất nhớ rất nhớ, nhưng không thể nói nhớ ở trước mặt anh ấy, muốn rất thoải mái xoay người, chỉ sợ anh ấy nhìn ra tôi có một chút lưu luyến. Trang Hạo Nhiên hơi mở mắt, ngẩng đầu lên yên lặng nhìn cô một lúc lâu, mới chậm rãi đứng dậy, đi qua phòng khách, từ trên quầy ba cầm lấy một cái gà tàn thuốc trong suốt, đặt nhẹ ở trước mặt cô, sâu kín nói có lúc, một phụ nữ yếu đuối mới có thể làm cho đàn ông càng yêu thương cô ấy hơn. Cho nên các người cùng yêu như mạt, nhậm tử hiền thẳng thắn nói. chương 130 Clementine Trang hạo nhiên nhìn cô, hơi mỉm cười nói, cô trông chừng tốt đàn ông của cô là được, cô giày vò tôi làm gì nhậm tử hiền lại ngẩng đầu lên nhìn anh cười nói tôi chỉ có chút không hiểu loại phụ nữ như vậy có gì đáng giá được các người yêu không trang hạo nhiên thật sự rất mệt mỏi thở dốc một hơi nói chờ tôi một chút tôi đi rửa mặt thay bộ quần áo anh nói xong liền xoay người đi qua bên cạnh tử hiền muốn đi vào phòng ngủ tử hiền nhẹ nắm cổ tay của anh anh hơi nghiêng mặt nhìn tư thế ngồi lười biếng phía sau lưng cô tử hiền nắm cổ tay to rắn chắc của anh sâu kín nói thật sự mà. Ngồi với tôi một lúc, hiện tại tôi đặc biệt sợ một mình, thật sự sợ hãi, thật sự sợ hãi. Tôi mặc kệ giữa anh và thiên lỗi như thế nào, tối nay phải trò chuyện với tôi. Trang hạo nhiên hơi nghĩ ngợi, tránh thoát tay của cô, xoay người đi vào phòng ngủ sang trọng, nghe tiếng sóng biển mãnh liệt ngoài cửa sổ, đè xuống cái nút màu xanh bên cạnh giường nệm to lớn, một bức tường màu trắng ở trước mặt được che kín dần dần mở ra hai phía, xuyên qua ánh đèn màu xanh dương trên tường, nhìn thấy tầng tầng trong tủ đặt rất nhiều quần áo và âu phục đắt tiền, chính giữa kệ gỗ đặt một cái chung nhỏ màu vàng lấp lánh, bên trong chạm khắc hoa văn, để rất nhiều cà vạt và nơ, còn có kim băng. Anh im lặng không lên tiếng, đi qua kệ cà vạt, lại đi tới một kệ gỗ lê chạm khắc hình đồng hồ, phía trên để các loại đồng hồ đeo tay nổi tiếng trên thế giới. Anh lơ đãng liếc mắt nhìn, phát hiện có một chiếc đồng hồ đeo tay ra cá sấu kiểu cổ điển, đặt ở trên kệ gỗ lê, nhấp nháy ánh sáng lâu đời anh chậm rãi dừng ở trước chiếc đồng hồ kia, chăm chú nhìn kim chỉ giờ và kim chỉ dây bằng bạch kim, phía dưới còn có một vòng la bàn, nhớ lại có một âm thanh ngọt ngào vang lên, trong chóng gió này tặng cho anh. Nếu bị lạc đường thì cầm trong chóng gió, theo hướng sao bắt đầu trở về, chờ em lớn lên, có tiền, em sẽ mua đồng hồ có la bàn tặng cho anh. Nhớ lại chuyện cũ, anh chăm chú nhìn chiếc đồng hồ này thật lâu, thật lâu, thật lâu, Giống như nhìn thấy một số hình ảnh ngọt ngào xuất hiện trong thế giới tràn ngập hoa hồng, còn có trong chóng gió Hà Lan, thảm cỏ lavender, giày cao gót màu trắng cao 2 cm. Cô bé nói cô bé muốn làm công chúa, cho nên cô bé cố gắng leo lên giày cao gót, không ngờ sơ ý một chút té xuống, chân nhỏ chảy máu, có một bé trai mặc áo sơ mi màu xanh dương, quần màu trắng, vội vàng nhảy qua thảm cỏ lavender, nhào tới trước mặt cô, non nớt hỏi em không sao chớ? Cô bé đè lại mắt cá chân cắn chặt răng, mồ hôi ướt đẫm dính ở trên trán, mắt to nhìn mình, lắc đầu một cái. "Chúng ta đừng chơi nữa, anh phóng em đến bác sĩ xem nhé." bé trai nói. "Không được." cô bé vội vã lắc đầu một cái, đẩy anh ra nói, "Anh trai lớn của em đang chơi với anh trai khác. Em không muốn." Bé trai ngã ngồi ở thảm cỏ lavender, ngẩng đầu lên, dưới ánh mặt trời gay gắt, đầy mồ hôi nhìn cô bé. Một cơn gió thổi qua phất phới thổi qua từng thảm cỏ lavender thơm ngát, hai đứa bé ngồi ở trên thảm cỏ lavender, cách một khoảng nhìn đối phương. Đồng hồ đeo tay bạch kim vẫn lóe sáng nhàn nhạt, nhạt. Trang hạo nhiên nhìn chiếc đồng hồ này, giống như nhìn thấy được từng thế giới hoa lavender, còn có trong chóng gió nơi đất nước xa xôi, trên mặt của anh khẽ hiện lên nụ cười, thở dốc một hơi, rốt cuộc đi tới trước tủ quần áo, lấy xuống quần áo, xoay người đi vào phòng thay quần áo, chỉ chốc lát trang hạo nhiên mặc một tê sắt tay ngắn màu trắng, quần màu đen, mát mẻ thoải mái, phong cách phóng khoáng bước ra ngoài, lại xoay người đi vào phòng tắm rửa mặt, thở dốc một hơi đi ra. Anh dừng lại ở phòng khách, nhìn Từ Hiên ngoài cửa sổ, ngồi ở bên chiếc đàn dương cầm hình bầu dục thật to ở trong phòng, nhẹ nhàng khải đàn dương cầm ba chân bằng thủy tinh ở trước mặt. Chiếc đàn dương cầm này là tác phẩm kinh điển của nhà thiết kế Italy, mái nhà trên sân thượng ước chừng trăm mét vuông, phủ một cái lồng kính thủy tinh hình cầu giống như một quả bóng khổng lồ, tung bay ở sân thượng, lúc ban ngày, có thể thông qua chốt mở, mở rộng sân thượng, có thể ngồi ở giữa trời đất, lắng nghe tiếng sóng biển mãnh liệt, khải khúc nhạc dương cầm động lòng người. Tử Hiền đưa ngón trỏ ra, nhẹ nhàng đè xuống đàn dương cầm một cái, khải khúc Clementine, êm ái. Vốn là âm thanh nhẹ nhàng khoan thai, cô khải tiếng đàn kéo dài, càng thêm đau buồn và thắm đượm hồi ức. Trang hạo nhiên im lặng không lên tiếng, yên lặng lắng nghe tiếng đàn này, xoay người đi vào quầy bar, lấy xuống bình giải rượu, Dao xoắn ốc cùng hai cái ly cao cổ cất bước đi vào phòng khách ngồi ở trên ghế salon nghe khúc dương cầm mà lúc nhỏ như mà thích nhất cầm rượu đỏ đặt ở trước mặt trong tay sáng lên dụng cụ mở chai nhanh chóng xoay lưỡi dao ở giữa cổ chai rượu đỏ dùng sức xoay tròn nắp chai rượu dễ dàng bung ra lại đưa dao xoắn ốc đâm vào trong nút gỗ rồi dùng sức xoay tròn phụt một tiếng lấy ra nút gỗ anh đưa ngón tay thon dài nắm một phần ba vị trí nút gỗ nhẹ đặt lên mũi cao thẳng người một cái mắt khẽ chớp, đúng mùi mình muốn, đặt xuống nút gỗ, cầm lên chai rượu đỏ, rót vào trong bình giải rượu thủy tinh, anh chăm chú nhìn dịch rượu ở trong bình xoay tròn 365 độ, dọc theo thân bình trong suốt chảy xuống. Có người nói dịch rượu đỏ là nước mắt người tình, lúc đau thương rơi vào trong chai rượu, tỏa ánh sáng màu đỏ lấp lánh, nhìn màu sắc rượu, Trang Hạo Nhiên biết trong này thành phần phẩm lệ châu chiếm 30%, cho nên mới giữ cho dịch rượu phát sáng giống như viên ngọc đỏ rót hết dịch rượu. Trang hạo nhiên lập tức cầm lên bình giải rượu xoay tròn 360 độ 3 lần, cúi người xuống, sau khi nghe mùi rượu tiếp xúc không khí, nồng độ tanic bốc hơi, có như mình muốn hay không, anh hơi mỉm cười, đặt xuống bình giải rượu, vui vẻ nói một câu, bướng bình. Anh cầm lên ly cao cổ, dưới ánh đèn sáng rực, liếc mắt nhìn độ khô giáo, đặt ly rượu để ở trên bàn trà, cầm chai rượu đỏ, cẩn thận châm vào hai ly cao cổ một phần ba dịch rượu, rồi nhẹ đậy nắp bình giải rượu, cầm hai ly rượu đỏ, xoay người đi qua phòng khách, bước lên hai bậc thang, đi vào phòng đánh đàn, cảm giác bão vẫn gào thét, mưa gió điên cuồng rơi vãi ở bên ngoài kính thủy tinh, anh đứng gần bên cạnh kính thủy tinh, nhìn nước biển sôi trào mãnh liệt dưới chân, thở nhẹ một hơi, cầm rượu đỏ đi tới trước dương cầm ba chân. Đem ly rượu đặt nhẹ ở trên thành dương cầm, mới nghiêng người dựa vào bên cạnh chiếc đàn, nhìn vẻ mặt tử hiền lộ ra nét nhã nhận lịch sự động lòng người, đưa ngón trỏ, nhẹ nhàng gãy khúc nhạc đó, hai mắt lộ ra dịu dàng. Trang Hạo Nhiên bật cười nói, nếu cô có thể bày ra bộ dáng như vậy cho Tổng Giám Đốc Tưởng Vĩ Đại xem một chút, anh ấy cũng không đến mức cách cô quá xa. Tử Hiền hơi buồn cười, vẫn tiếp tục khẩy một khúc nhạc thiếu nhi, nói, người đàn ông thực sự yêu tôi phải biết khám phá nét dịu dàng của tôi, mà không phải nằm ở trên giường, chờ tôi rên gì. Trang Hạo Nhiên nghe lời này, im lặng không lên tiếng, nâng ly rượu đỏ, hớp một ngụm nhỏ, cảm giác dịch rượu đã bốc hơi vừa đủ, liền cầm cái ly đưa tới bên môi Tử Hiền, nhìn cô. chương 130 Clementine 2 Tử Hiền dừng lại động tác trong tay, dịu dàng nhìn anh, hỏi tại sao anh muốn uống ly kia. Độ ủ vừa vặn, thử xem, Trang Hạo Nhiên khẽ nâng ly rượu, để cho một chút rượu chảy vào trong đôi môi đỏ mọng của Tử Hiền. Cô nhẹ nhàng uống một ngụm, cảm giác dịch rượu êm ái như tơ, chậm rãi tỏa ra mùi thơm trong khoang miệng, có một loại cảm giác nhàn nhạt đau buồn chua xót lan ra, cuối cùng tràn đầy cả khoang miệng, sau đó cô khẽ mở môi mỏng, hút nhẹ một hơi, phát hiện cảm giác đau buồn chua xót đã tan biến, mùi thơm dâu tây sông lên. Cô có chút vui vẻ ngẩng đầu nhìn anh. Trang Hạo Nhiên hơi hài lòng mỉm cười, nhắc ly rượu, khẽ hấp một ngụm rượu đỏ, tính toán thời gian, mới đưa một cái ly rượu đỏ khác đưa cho Tử Hiền nói, thử ly này một chút. Tử Hiền nhận lấy ly rượu đỏ anh đưa tới, nắm chân ly, để tránh nhiệt độ bàn tay tiếp xúc với rượu, từ từ uống vào miệng, phát hiện rượu đỏ trải qua một ít thời gian, độ ủ nhẹ nhàng thẩm thấu, hơi có vị chát, ngược lại cảm giác đau buồn chua xót đã phai nhạt, thay vào đó là cảm giác bình ổn của phẩm lệ châu, giống như một thiếu nữ sắc trưởng thành vô cùng thanh lịch. Cô có chút vui vẻ cười nói, dư vị của rượu đỏ này có chút tương tự với mùi vị mà đường khả Hinh cho tôi uống ở phòng ăn ngự tôn ngày đó. Trang hạo nhiên mỉm cười không nói lời nào, chỉ nhắc ly rượu hấp một ngụm nhỏ, Mới nói, cô ấy khá thông minh, biết phát huy mùi vị phẩm lệ châu, một số người hiểu biết rượu đỏ không sâu, lúc giải rượu cũng sẽ không chú ý tới mùi vị của nó. Anh thật sự là ông vua rượu đỏ a." À? Tử Hiên mỉm cười nhìn Trang Hạo Nhiên nói. Trang Hạo Nhiên im lặng không lên tiếng, khớp nhẹ một ngụm rượu đỏ. Tử Hiên nhìn nửa khuôn mặt của anh, đẹp trai giống như bức tượng thần rất thần thoại Hy Lạp, trong thế kỷ này, mỗi động tác đều có thể đại biểu cho một huyền thoại đừng nghĩ quyến rũ tôi trang hạo nhiên cố ý không nhìn cô mỉm cười nói tử hiền nở nụ cười để xuống ly rượu đỏ tay đè phím đàn nói tìm một cô gái hiểu rượu đỏ cùng anh làm một đôi thần tiên đi khác với tôi và tưởng thiên lỗi mỗi một góc độ đều rất bấp bênh giống như hoàn cảnh hiện tại trang hạo nhiên không nhịn được cười nói ai bảo cá tính của cô mạnh mẽ thu lại không được tử hiền ngẩng đầu nhìn trang hạo nhiên có chút mềm mỏng nói vậy anh nói cho tôi biết phụ nữ giống như tôi có kém hơn như mặt không? Nếu cô so với người khác, cô sẽ thua. Kẻ địch lớn nhất trong cuộc đời chính là bản thân mình. Trang hạo nhiên mỉm cười nói. Tử Hiền trầm ngâm, nhìn phía ngoài cửa sổ thủy tinh, đột nhiên cảm thấy tuyệt vọng nói, thật muốn trong chấp nhoáng, một tia sấm sét đánh nát nơi này, tôi sẽ rơi xuống dưới làm một lần mỹ nhân ngư. Này, tôi không muốn chết với cô đâu, tôi và cô quan hệ thế nào? Trang hạo nhiên cười nói, tử hiền cũng bật cười nhìn anh nói tôi và anh uống hết rượu dao bôi đi đừng không biết xấu hổ trang hạo nhiên không để ý tới cô tử hiền cũng cười rộ lên nói với anh tới đây khải khúc clementine cho tôi nghe nghe cho vui vẻ một chút không muốn trang hạo nhiên bật cười từ chối anh khải hay không khải tử hiền uy hiếp nhìn anh nói trang hạo nhiên không nhịn được nhìn xuống cô một cái thở dốc một hơi có chút miễn cưỡng xoay người ngồi ở trước dương cầm, nói tôi thật sự không hiểu nổi, tại sao mấy người phụ nữ của Tổng Giám Đốc Tường, lúc bị thương, đều do tôi xử lý. Năm ngoái lúc anh ấy đến Anh Quốc thăm tôi, nhìn thấy cô bạn gái họa sĩ của tôi, anh ấy quan sát người ta từ trên xuống dưới một lượt, sau đó lộ ra ánh mắt kia. Ai? Ha 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 ha, chấm ngoặc kép, tử hiền không nhịn được phì cười, thúc giục anh nói, nhanh lên. Khảy cho tôi nghe, vẻ mặt trang hạo nhiên không tình nguyện, nhưng vẫn vươn tay, trên mặt lộ ra nụ cười, năm ngón tay thon dài nhẹ nhàng hạ xuống, bắt đầu chơi bài Clementine, vui nhột, thuận tiện dùng giọng nam truyền cảm, hát ca khúc bằng tiếng Anh In A Cavern Down By A Canyon. Excavating, For A My, Delip A Minor From North Carolina And His Daughter, Chubby Clementine. Now Every Morning, That's About dawnin Tâm trạng của tử hiền tốt hơn, vui vẻ bật cười, đầu gối ở trên bả vai Trang Hạo Nhiên, nâng lên rượu đỏ, vừa nghe khúc nhạc vui vẻ, vừa uống một ngụm lớn. You know she would grow up, wake o a em cao up and work, em down to her daddy my. Out took the footbridge, way cross the water, down she way to ninety nine, the old bridge tremble and disassemble, chấm, oh my darling, vừa hát vừa vui vẻ nhìn về phía tử hiền. Tử hiền cũng tựa vào bờ vai của anh, nhìn hai mắt anh giống như ánh sao đêm, hấp dẫn mê người thậm chí lúc vui vẻ cũng rất hấp dẫn nụ cười của cô thu lại đã uống hết ly rượu đỏ cô cảm giác hơi ngà ngà say nhìn anh sâu kín nói hạo nhiên trang hạo nhiên cười dừng lại tiếng hát nhìn cô đáp lời hả không bằng anh yêu tôi đi chấm ngoặc kép tử hiền nhìn anh ánh mắt dịu dàng xúc động nói tiếng đàn dương cầm dừng lại hai tay của anh khẽ đặt ở trên phím đàn quay đầu lại im lặng nhìn cô hai mắt thoáng qua một tia thâm trầm không dễ nắm bắt tử hiền khẽ trước mắt hơi đỏ mặt lại dựa vào bên cạnh anh nói không bằng anh yêu tôi đi nếu anh yêu tôi tôi nhất định sẽ rất hạnh phúc so với ở cùng một chỗ với thiên lỗi hạnh phúc hơn tử hiền trang hạo nhiên nghiêm nghị xoay người lại nhìn cô mới vừa muốn nói chuyện lại phát hiện trong kính thủy tinh trong suốt ở trước mặt xuất hiện một bóng dáng màu trắng ánh mắt như dã thú gắt gao bắn về phía mình anh ngạc nhiên lập tức xoay người nhìn tưởng thiên lỗi ở bên ngoài phòng đánh đàn, lạnh lùng nhìn mình, anh sửng sốt. Tử Hiền cảm thấy Trang Hạo Nhiên cứng ngắc, cũng ngồi hơi ngay ngắn, nhìn về phía bên ngoài phòng đánh đàn, dừng lại nơi tưởng thiên lỗi, cô khẽ chớp mắt. Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 130